chỉ là hắn lấy gì bồi thường cho bà ta? Bà ta muốn hắn mang cái gì tới bồi thường? Bà ta có cần chờ đợi tiếp 20 năm không? Bà không thể chờ. Hắn là hỗn đản, nhưng bà ta lại thích bộ dạng đó của hắn. Sau hắn bỏ đi, bà ta không biết oán hắn nhiều hay ít. Hắn sau khi chiếm đoạt thân thể bà, có thanh thản rời đi không? Lâm Khiếu Thiên một đi không trở lại, ông ta chắc không thể chịu trách nhiệm, nhưng sắc ma Hoàng Hy Bình nhất định phải chịu trách nhiệm. Bà ta chỉ vì tỷ phu của ta mà đến Hoa Tiểu Ba tự tác thông minh phá tan nét trầm tư của Lạc U Nhi, làm bà ta không còn mặt mũi nào. Tỷ phu ngươi, A Mật Y không hiểu nhìn Hoa Tiểu Ba. Hoa Tiểu Ba giải thích, đó là người đang giam giữ. Hoa Tiểu Ba, đệ nói thật chính xác, đúng là đang giam giữ. Vưu Túy không nhịn được. A Mật Y không lý tới bọn họ, chuyển sang Lạc U Nhi hỏi, hắn nói thật hả? Hoàng Hy Bình và muội có quan hệ gì? Tỷ nghe Mộng Tình là dưỡng mẫu của hắn, muội là người gì của hắn? Lạc U Nhi hốt hoảng, không, muội và hắn không có quan hệ, hắn không là người gì của muội. A Mật Y không cười cười, U Nhi, tỷ muốn nói một chuyện với mọi người. Muội tưởng, muội muốn đến nhìn hắn. Lạc U Nhi chua chát. Hắn rất quan trọng với muội. Lạc U Nhi không nói, lặng thinh đi qua một bên. A Mật Nhi nhìn mọi người tại hiện trường, rất nhiều người thấy được trong lòng bà ta bị đè nén rất trầm trọng. Kỳ thật lúc bà ta xuất hiện, trong lòng bà ta đã nặng nề rất nhiều, chỉ là biểu hiện của bà ta rất thanh thản. Bà ta nói, hiện tại mọi người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia đang ở hiện trường. Rất tốt, nhiều người trong Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia và ta với Lâm Khiếu Thiên có quan hệ với nhau. Thậm chí biết ta là tình nhân của Lâm Khiếu Thiên cũng có rất nhiều phải không? Mặc dù giống như năm đó truy sát ông ta, cũng muốn giết ta, có phải vậy không? Mừng trước khi giết ta, ta nghĩ mọi người phải biết được một số sự việc, hoặc mọi người cảm thấy hứng thú. Những sự việc đó, ta cũng biết được gần 23 năm, đó là... Song nhãn của bà ta thần quanh đầu hiện, quét khắp đám đông. Lạc Thiên Thần sắc thay đổi lạnh lùng. Bởi vì đột nhiên trong tai hắn nghe tiếng phụ thân truyền âm mật nhĩ, nhi tử, không cho bà ta nói, vĩnh viễn không cho phép bà ta nói. Năm đó những vị tiền bối Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia tuyệt đối không giết Lâm Khiếu Thiên. A Mật Y, bà nói nhảm quá nhiều, chúng ta không nghe những lời nói nhảm của ngươi. Các vị anh hùng, đánh Thái Âm Giao ra khỏi Trung Nguyên. Lạc Thiên hét lớn, cắt đứt lời nói của A Mật Y. Thân thể hắn trong lúc hắn nói, mãnh liệt xông tới. Trường kiếm trong tay công kích A Mật Y. Hiện trường lập tức hỗn loạn, thanh âm hỗn tạp, song phương bắt đầu giao chiến, không cần biến chuyện gì. Lạc U Nhi và mọi người Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia thoái lui về sau, bàng quan tại chỗ. Mộng Hương đột nhiên ra lệnh, đệ tử Minh Nguyệt Phong nghe lệnh ta, không được tham gia. Nàng ta ít nhiều gì cũng lo cho tính mạng Hy Bình. Mộng Tình lưu lại Long Thành không bỏ đi, Mộng Hương cũng hiểu. E ngại nhi tử sư phụ đang là tù nhân, không tham gia trường đấu. Nguyên chân lục nữ cũng không tham gia đấu trường. Nàng theo Lạc Thiên không sai, nhưng nàng không giao sinh mệnh của mình cho đối phương tà ác thụ lý. Trong lòng rất hỗn loạn lúc này nàng đang thầm lặng lựa chọn. Một số người trầm tĩnh, một số người điên cuồng chém giết. Người trong võ lâm chỉ có đao kiếm qua lại, chỉ nhìn thấy máu chảy như một loại kỳ cảnh, xem sinh mệnh chỉ là sự việc. Đó có phải là bi hay hỉ nữa? Hơn 300 người Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia trầm tĩnh quan sát một trường máu tanh. Độc Cô Minh thở dài, trông thấy gần 2.000 người muốn tàn sát toàn bộ 7-800 người Thái Âm Giáo, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Hoa Tiểu Ba nói, Độc Cô Lão Huynh, vì sao Mộng Hương và Nguyên Chân bọn họ không tham gia trường đấu? Bọn họ và Lạc Thiên cũng một trận tuyến mà. Tứ Cẩu lanh miệng, ta biết, Hy Bình còn trong tay Thái Âm Giáo. Nguyên Chân và Mộng Hương đương nhiên vì huynh ấy mà không xuất thủ. Đó là sự thật, Tứ Cẩu sư phụ rất hiểu lòng nữ nhân, hắc hắc. Hoa Tiểu Ba cười lớn. Triệu Tử Huy nói, minh quân của chúng ta không biết sống chết. Chúng ta chỉ biết đứng đây nói nhảm, trông không có đạo đức gì cả. Lôi Long tiếp thêm, nếu đúng là lời của minh quân, không thể để chúng ta vào phía sau điện. Đệ luôn nghĩ chúng ta và mọi người không có quan hệ, thì vui vẻ cái gì, phải không Bích Nhu? Bích Nhu trả lời, muội không thể nghĩ thình lình chánh đạo võ lâm đánh đầu tiên, nhưng bọn họ giết người so với tà đạo không có gì khác biệt, hoặc có lẽ lại tàn độc hơn tà đạo. Long ca, muội rất thích chúng ta như thế này,
không có một lý do, muốn bọn họ diệt vong. Chúng ta không mất trí vì Hy Bình không muốn giảng đạo lý. Hoa Tiểu Ba khẩn cấp nhìn Lục Ngọc mà lo lắng, Độc Cô Lão Huynh, không biết Lục Ngọc có khả năng đấu với Dương Y Đại Địa Minh hộ pháp không? Độc Cô Minh đang nhìn chăm chú Lam Ngọc và Thương Ưng đánh nhau, do đó hồi đáp, theo tình hình hiện nay, có bốn thiếu nữ đối với Đại Địa Minh tứ đại hộ pháp, không đến nổi bại. Vấn đề là, Thái Âm giáo nhân số ít, nhưng bát đại đệ tử Đại Địa Minh sát nổi lên. Tám người này đánh nhau với hai nữ nhân có võ công cao cường của Thái Âm giáo để lôi kéo. Nhưng Lạc Thiên đối với A Mật Y tự hồ nắm chắc phần thắng trong tay. Mọi chuyện như thế, cuối cùng thì Thái Âm giáo phải đại bại. Sao chúng ta không giúp bọn họ? Hoa Tiểu Ba hỏi. Độc Cô Minh lãnh sát nói, huynh không cho phép ai làm tổn thương Lam Ngọc trước mặt huynh. Độc Cô Lão Huynh, bây giờ thỉnh huynh mau mau cứu Lục Ngọc, thì thế nào? Tốt, Độc Cô Minh đáp ứng rất dễ dàng. Ta cũng nghĩ cứu Tử Ngọc. Tứ Cẩu đột nhiên nói, Triệu Tử Huy, ngươi cứu hay không cứu Hoàng Ngọc, hay đợi ta thỉnh giúp cứu hả? Ta làm, Tử Cẩu, tự nhiên ngươi thành Hoa Tiểu Ba, ngươi không phải là nhị cứu tử của ta là gì, mà không sảng khoái sẽ đánh ngươi, hừ. Triệu Tử Huy dùng những người khác đến cứu. Nữ nhân mà Triệu Tử Huy đang nhìn là nữ nhân cảm thương hắn. Triệu Tử Huy nhìn Hoàng Ngọc và Phỉ Sa đang giao chiến, trong lòng kinh ngạc, đó là thiếu nữ thật sự đủ để đáp ứng hắn. Tứ Cẩu nói, Triệu Tử Huy, hai vị hộ pháp Đại Địa Minh có tiểu long dài rất hấp dẫn, thiệt đó. Ừ, Triệu Tử Huy miệng phun nước nói. Đừng quá khoa trương, nhị ca. Triệu Tử Thanh nhìn thần thái sắc quỷ của nhị ca nàng, trong lòng bất bình. Triệu Tử Huy dâm dật, thời gian trước, có ăn dương mai, giờ nghĩ lại mùi vị đó, miệng lại chảy nước, ha ha. Hừ, lời của ngươi nói giống hệt Hoa Tiểu Ba nói. Tứ Cẩu chửi ra miệng. Triệu Tử Huy đưa mắt nhìn chòng chọc Hoa Tiểu Ba, hét lớn, Hoa Tiểu Ba. Huy ca, đệ sẽ không nói những lời đó nữa, tuy nhiên huynh không giống đệ Hoa Tiểu Ba rất hứng thú. Trông, Triệu Tử Huy đắc ý nhìn Tứ Cẩu, song nhãn phát sáng. Thầm trong ý nghĩ, trông thế nào? Tất cả lời nói của ta tuyệt đối không giống Hoa Tiểu Ba. Tứ Cẩu nhìn hắn với bộ dạng độc ác, lập tức quay đầu nói, nhìn trường đấu, ai xuất thủ thì giờ xuất thủ, phong phong hỏa hỏa sấm cửu châu. Mẹ, tiểu tử giờ lại ca hát, thật xú khí. Lạc Thiên đánh với A Mật Y một thời gian, A Mật Y võ học tuy cao, vì võ học Thái Âm giáo thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Giống như Minh Nguyệt Phong là võ học của nữ nhân. Nhưng đối với Lạc Thiên mà nói, hắn đã học hết tất cả võ học của Thái Âm giáo. Môn tối lợi hại của Thái Âm giáo là Tuyết Vực Chi Quang. Tuy nhiên Tuyết Vực Chi Quang cần có Thái Âm Thánh Kiếm thì mới phát huy hết tác dụng. Thái Âm Kiếm do mỗi đại thánh nữ mới có, A Mật Y đã thật sự giao cho Âu Dương Đình Đình. A Mật Y không có Thái Âm Thánh Kiếm, thật sự không còn là đối thủ của Lạc Thiên. Lạc Thiên quả là thiên tài học võ, phương diện võ học rất thiện nghệ, có thể có khả năng cùng tổ tiên hắn nghị luận, không chỉ võ học mà còn si mê tình cảm, hơn nữa hoàn toàn là ngộ tính của thiên tài. Vì vậy nhiều lúc hắn rất giống phụ thân hắn Lạc Hùng. Lạc Sơn dưới Cửu Tuyền có lẽ cảm thấy xấu hổ vì hai phụ tử bọn họ. Lúc hai người đánh nhau, bảo kiếm trong tay Lạc Thiên liên tiếp bước lui A Mật Y. Kiếm của hắn nhanh không thể tả. Có thể đồng nhất với tất cả các loại kiếm pháp của các môn phái khác nhau, linh biến nhưng có sức mạnh. Dù A Mật Y võ học học tu vi tuy cao, nhưng cảm thấy vô cùng vất vả. Lạc Thiên biết tất mỗi chiều biến hóa của bà ta, nhưng bà ta không thể hiểu được võ kỹ của Lạc Thiên. Hơn nữa, tu vi nội lực rất cao, Lạc Thiên tự hồ so với bà ta hơn hẳn một tầng. Tuy nhiên, bà không hiểu, tự nhiên Lạc Thiên có năng lực kích sát bà, vì sao chậm suốt toàn lực đối phó bà. Tựa hồ như muốn bước bà vào tuyệt cảnh. Bà ta không biết từ đâu, Lạc Thiên tự thân kinh lịch võ học Thái Âm giáo. Dù cho hắn có quan hệ với Nguyệt Như Sương, hắn biết tất cả võ học Thái Âm giáo. Tuy nhiên, hắn tịnh không để mắt cảnh giới tối cao của võ học Thái Âm giáo, nhưng từ tay của A Mật Y thi triển, không còn nghi ngờ đó là cảnh giới tối cao của võ học Thái Âm giáo. Hơn nữa, Lạc Thiên tuy có năng lực kích sát A Mật Y, nhưng hắn thật sự muốn A Mật Y toàn lực thi triển cực hạn. Nhân vì A Mật Y mà chết, hắn không khả năng hiểu được cánh giới tối cao của võ học Thái Âm giáo, cũng không thể lĩnh ngộ được những thứ hắn cần. Toàn bộ cuộc sống của Lạc Thiên, để hắn tìm hiểu vô số võ học tinh vi. Tuy nhiên hắn thật sự không thể để hết tâm trí vào lôi kiếp thần đao,
cũng không thể biết thân hoài lôi kiếp thần đao là Hoàng Hy Bình. Có lẽ do hắn đối đãi Hy Bình nhất thời, nguyên lai sau này cảm thấy không được trọng thị, đến bây giờ dần dần không còn tin đó là nguyên nhân. Hoàng Hy Bình là người mà Lạc Thiên Tuyệt không có khả năng hiểu được. Giống như hắn không thể nhìn qua lôi kiếp thần đao. A Mật Y, ta biết biến hóa của bà. Bà trong mắt ta, bất quả chỉ là tiểu hài tử để chơi đùa. Không thể phủ nhận, bà đùa giỡn rất hay, tuy nhiên, bà có thể dừng lại. Tiếp ta chiêu này đại địa liệt ngân, chết đi, A Mật Y, thật lãng phí cho bà là một đại tuyệt sắc. Kiếm của Lạc Thiên biến đổi bá đạo vô cùng, đó chính là một chiêu bá đạo của võ học tối cao duy nhất của đại địa minh đại địa chi kiếm vào năm đó. Toàn thân hắn phát ra cương khí tàn bạo, đánh bật tất cả mọi người, không phân biệt địch ta, toàn bộ bị chấn bay. Kiếm trong tay bức xạ một ánh sáng kim sắc, áp đảo ý chí chiến đấu. Một đạo kiếm trên không chém xuống, đoàn kiếm mạnh vô địch, muốn chém A Mật Y thành hai đoạn. Cùng thời gian đó, A Mật Y toàn thân phát như nguyệt quang hoa. Kiếm trong tay cũng phát ra quang hoa lạnh lùng. Trong một thời gian ngắn, bà ta không thể chống đỡ một chiêu mạnh bạo của Lạc Thiên, để cho Lạc Thiên có thể tính toán chính xác hành động tiếp theo. Căn bản bà ta không có cơ hội thoái lui, bà ta chỉ có khả năng lựa chọn toàn lực đối kháng, dù cho bà ta hương tiêu ngọc vẫn. Lạc Thiên, vị tất có thể. Chát, bùm, trường kiếm A Mật Y thành hai đoạn, hai người mãnh liệt lao vào nhau, phát ra thanh âm chấn động. Kiếm của bà gãy đoạn tức thì, còn kiếm khí giết người của Lạc Thiên thoái lui ra sau, để lại cho bà ta một con đường sống. Nhưng, thân ảnh bà vừa thoái lui thì kiếm khí còn lại của Lạc Thiên đã đánh trúng cương khí hộ thân trên người bà ta. Bà ta cảm thấy trước ngực đột nhiên đau đớn, thân hình bị bắn ra khỏi trường giao tranh, đột nhiên bay đi. Thân hình bà va vào tường, đập xuyên qua tường, mất tích phía sau tường. Một loạt âm thanh tiếng chân tranh nhau vang lên, xen lẫn âm thanh tàn sát hỗn tạp. Lạc Thiên đang thắng thế tiếp tục đuổi theo, thân hình tiến vào lỗ thủng trên tường. Mọi người không có phản ứng gì, nghe một tiếng kêu kinh ngạc của Lạc Thiên ở bên trong tường. Một âm thanh chấn thiên nổi lên. Bang! Bùm! Chỉ thấy Lạc Thiên bắn ra ngoài, những mảnh vỡ bức tường bay ra như mưa. Hắn rơi xuống đất thoái lui về sau 4-5 bước cuối cùng đứng lại. Trong nhãn thần ánh lên nét kinh hãi và phẫn nộ, nhanh chóng nhìn vào lỗ thủng trên tường. Chúng nhân bất thình lình thấy đột biến này, nhiều người ở hai bên dừng ngay chém giết, nhìn vào Lạc Thiên, và nhìn vào lỗ thủng, không biết cao thủ bức thoái Lạc Thiên, có phải phía sau Thái Âm giáo có mai phục. Lạc Thiên đứng phía sau, chúng nhân có thể thấy y phục bên ngực trái hắn toàn bộ bị đánh nát. Bộ ngực bị cháy đen, giống hắn vừa bị đánh trúng. Lúc này bên tay hắn có tiếng truyền âm của Lạc Hùng, nhi tử, phát sinh tình huống gì. Lúc này, tại lỗ thủng xuất hiện một người mà không phải là hai người. Một nam nhân tay trái ôm một nữ nhân, đó là Hy Bình và A Mật Y. Toàn trường chấn động. Tay phải của Hy Bình bị chính kình khí của mình làm cho run rẩy, cơ nhục trên tay giống như cân long, bắp thịt rồng, giận dữ mãnh liệt. Tay trái của chàng bắn ra đầy máu, nhưng tốc độ chảy máu dần dần giảm xuống, nhìn giống như tay trái chàng bị kiếm của Lạc Thiên chém trúng. Một kiếm đó gần như chém đứt xương tay của chàng. Nhưng tay trái thụ thương của hắn vẫn khẩn cấp ôm A Mật Y. Từ từ đi ra, tiếng bước chân rất nặng nề, song nhãn của xuất ra ánh sáng tà dị, sớm đã nhìn toàn trường, sau lạnh lùng nhìn vào Lạc Thiên, không nói một lời. Cương khí của A Mật Y bị Lạc Thiên kích trúng, tuy nhiên bên ngoài không thấy thụ thương gì. Nhưng trước ngực cảm thấy như bị kiếm phân thành hai mảnh, có lẽ bà ta rất đau. Bà ta nhìn Lạc Thiên nhảy qua tường, nghĩ mình sẽ chết. Tuy nhiên thân thể bà thình lình bị một người ôm cứng và bay ngược lại, cùng thời gian này, bà ta nghe một tiếng sấm sét, điện quang hỏa thạch đầy không gian, một quyền đầu mạnh mẽ đánh tới Lạc Thiên. Bà ta quay mặt lại, ngước đầu lên nhìn, hoa mắt lên Khiếu Thiên. Trong lúc bà mê mang, bà ta hoàn toàn tưởng Hy Bình là Lâm Khiếu Thiên, vô lực nép vào lòng hắn. Bà ta trực tiếp ôm lấy hắn, yên lặng dựa nép vào lòng hắn. Có lẽ trong thời khắc này, bà ta ảo tưởng Hy Bình là Lâm Khiếu Thiên, đó là một cảm giác tin cậy tuyệt đối. Có lẽ, Lâm Khiếu Thiên không cho bà ta là tinh nhân của ông ấy, nhưng bà ta nhất mực yêu ông ấy. Vào thời khắc này, Hy Bình làm hiện thực trong bà ta lu mờ, làm bà ta mê mang nhất là bộ ngực và cái khuỷu tay mạnh mẽ. Hắn tạo cho bà ta sự tin tưởng, làm bà ta nhớ lại trên thế nhân này bà và Lâm Khiếu Thiên có một mối quan hệ. A Mật Y là tinh nhân của Lâm Khiếu Thiên.
Tuy nhiên, bà ta là thật sự tình nhân của ai? Bà ta không cần biết, hiện tại chỉ biết bộ ngực này là nơi an toàn, bất luận là ai, nhưng bà ta đã gặp được. Trước mặt chúng nhân, bà ta không còn rơi nước mắt từ đôi mắt đẹp. Những cường nhân võ lâm tứ đại thế gia hùng dũng vượt qua đám đông tiến về Hy Bình, không cần biết địch ta, đem những võ sĩ đang đứng của hai bên ném ra ngoài. Quả nhiên đám cường nhân vô lại này cũng chẳng màn đạo lý. Tỷ phu, tay của người chảy rất nhiều máu, đúng vậy không? Hoa Tiểu Ba hấp tấp hỏi. Hy Bình bị mọi người bao quanh, nhìn mặt từng người, sát khí trên mặt hắn và nét tà mị trong mắt dần dần tiêu tan, khôi phục lại thần sắc, việc của ta không thể đứng trước mọi người nói được. Đó là tứ cẩu cười. Hoa Tiểu Ba gấp gáp, tỷ phu, đệ sẽ giúp huynh. Không cần thiết, một hồi máu sẽ ngừng chảy. Máu của ta không thích chảy rộng khắp nơi. Mọi người mắt mở trừng trừng, không thích chảy rộng ra khắp nơi. Câu nói này từ đâu có, thật là điên. Hoàng Hy Bình, người nói thế là có ý gì? Lạc Thiên hét lên. Hoa Tiểu Ba và Tứ Cẩu ngay lập tức tránh Hy Bình ra, để cho Hy Bình tiếp Lạc Thiên. Nhưng Hy Bình không nói lời nào, chỉ đưa đầu quay lại A Mật Y nói, có thể tháo khóa ở chân của ta ra không? Ta như thế này, với bộ dạng này mọi người nhìn thấy thật mất mặt. Tai của A Mật Y nghe tiếng chàng nói thì nóng dần lên, tâm hồn kinh động, liền mở song nhãn, thân hình đứng lên, liền hỏi, ngươi không phải Khiếu Thiên? Hy Bình trả lời, bà sớm biết là không phải rồi. A Mật Y khuôn mặt đẹp như thiếu nữ thoáng hồng, nhẹ nhẹ phản kháng, ta không biết. Hoàng Hy Bình Lạc Thiên hét lên, ngươi hãy giải thích cho ta. Hy Bình nhìn hắn rồi nói, ta vừa thoát khỏi vòng lao lý, tiểu tử ngươi lấy kiếm đánh ta liền. Ta nghĩ tiểu tử ngươi muốn thuận lợi lấy cái mạng này của ta. Tuy nhiên cho ngươi biết một quyền, may mắn là ta cho ngươi một quyền là đánh ngươi bay, hơn nữa nếu ngươi muốn tiếp tục, ngươi không thể đánh ta thành đoạn phải không? Mẹ nó, ta không cần giải thích cho ngươi, sao ngươi làm ta kẹt ở đây? Có ý tứ gì? Ý đó là Hoàng Sơn thôn đệ nhất thiên tài, cuối cùng thì hắn cũng khôi lại bản sắc vô lại, mạnh mẽ. Nhi tử, gọi tất cả đình thủ, tình thế hiện tại đối với chúng ta không có ích, đợi sau này nói lại. Lạc Thiên tiếng truyền âm của Lạc Hùng. Lạc Thiên đứng yên quát to, dừng tay. Sau tiếng hét của hắn, quả nhiên hầu hết mọi người thoái lui. Mọi người của Thái Âm giáo cũng không tuy kích, chỉ có một số lúc khẩn yếu vô phương đình thủ, vẫn phải tiếp tục đấu, nếu dừng tay, thì phải nhanh chóng giao sinh mệnh cho Diêm La lão tử. Không thể dừng tay được, hai người phải có một người chết, phải tiếp tục đánh, thật là ngu ngốc. Theo thứ tự trở về trận tuyến của mình, hiện trường rất an tĩnh, khả năng vì lúc trước máu nóng sôi động trong người toàn bộ lắng xuống. Sau trận bạo phong vũ thì bình lặng, đó chỉ câu nói chân thực. Ta không có chìa khóa, A Mật Y nép trong lòng Hy Bình nhỏ nhẹ nói. Bà ta không nghĩ phải ra khỏi lòng Hy Bình, hoàn toàn không che giấu cảm giác này. Tiểu Ba, đưa đao cho huynh. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu, đệ đệ, tay huynh đang ôm mỹ nữ. Làm sao huynh làm được việc quá độ như thế? Nói thế, hắn nâng đao lên, tỷ phu, mở hai chân ra, đệ muốn chặt. Song cước của Hy Bình phân khai, Hoa Tiểu Ba ngồi xuống, đưa đao chuẩn bị chém xuống. Cẩn thận, không được chém vào bảo bối của ta. Không cần quan tâm Hoa Tiểu Ba như không nghe, rồi hắn một đao chém xuống, chanh một tiếng, ngây dại, do Thô Thiết Liên đột nhiên không gãy. Mẻ một miếng cũng không có. Hoa Tiểu Ba hắn không thể ngờ. Chém tiếp. Ngươi đừng lãng phí khí lực, cây đao mục nát của ngươi không thể chém gãy. Thanh âm của Âu Dương Đình Đình vang lên. Hoa Tiểu Ba nhìn lên, ngây dại, Âu Dương Đình Đình đúng là vô địch đại mỹ nhân, hiện giờ đột nhiên nét xuân trên mi, thể hiện phong vận đầy đủ, mỹ hoặc thế nhân. Đó là điều tất yếu. Hy Bình đưa tay phải về phía Hoa Tiểu Ba, nói, Tiểu Ba, đưa đao cho huynh. Hoa Tiểu Ba liền đưa đao cho hắn. Tay phải hắn cầm đao, mũi đao chỉa xuống dưới, để cập trước ngực. Đao đột nhiên phát ra hỏa hồng chi quang, có ẩn ước tiếng sấm bên trong. Thân đao tự nhiên hỏa diễm bốc cháy, tay phải của hắn mãnh liệt chém xuống, miệng hét một tiếng, ra. Tiếng sấm tiêu tan, thân đao vẫn như cũ, chỉ có liệt dương chân đao cắm xuống đất, còn Thiết Liên dĩ nhiên tách làm hai đoạn. Có thấy lôi đình của ta mãnh mẽ không? Hy Bình nhìn Âu Dương Đình Đình. Âu Dương Đình Đình chòng chọc vào A Mật Y trong lòng chàng, một hồi mới nói, ngươi chuyện gì? Mà ôm sư phụ của ta. A Mật Y nghe đệ tử nói câu đó,
mãnh liệt đẩy ra. Hy Bình cố ý thả bà ra, bà tiện thể đứng qua một bên, cảm giác trong đầu có điểm mơ hồ, thân hình run rẩy. Lý Ngọc và Minh Ngọc lập tức đi tới, nâng đỡ bà, Minh Ngọc nói, tỷ tỷ, tỷ bị thương à? A Mật Y đáp, điều dưỡng một lúc sẽ khỏi. Sư phụ, người bị thương à? Âu Dương Đình Đình phảng phất nhận biết chuyện gì xảy ra, lo lắng cho sư phụ mình, lập tức tiến lại, nhìn thấy mặt của A Mật Y trắng bệch, tiên thể nói, sư phụ, ai đã thương người? Đình Đình sẽ báo thù cho người. A Mật Y cười khổ, con không phải là địch thủ của hắn. Sư phụ có thể còn mạng gặp con, cũng cảm ơn con không giết Hoàng Hy Bình, chính Hoàng Hy Bình cứu ta. Âu Dương Đình Đình cúi đầu lý nhí, kỳ thực con không muốn giết hắn, nhưng không thể không giết hắn, hắn. Hoàng Hy Bình, người đứng đó, có phải người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia đã theo Thái Âm Giáo rồi không? Lạc Thiên sắp xếp lại mọi chuyện, rất mẫn cảm với vấn đề tứ đại gia tộc này. Tại sao không gộp thêm Cai Bang vào? Tứ Cẩu bất mãn. Triệu Tử Hào nói, Lạc Thiên, người nói chuyện hới thái quá rồi đó. Lạc Thiên lạnh lùng cười, nhìn lại tình hình hiện tại, không có ai đại diện. Lúc này Lãng Vô Tâm bên cạnh hắn tiến lên, đi đến bên Âu Dương Đình Đình, hữu lễ cực kỳ thỉnh phương danh của cô nương. Mẹ nó, vậy cũng đến, Lãng Vô Tâm thật đa tình, phong lưu. Sư huynh, lúc này không phải thời gian săn gái. Lạc Thiên không ngại nói thẳng. Lãnh Vô Tâm nghe được, đôi mắt rực lên như thiêu đốt, không nói gì, làm thinh rời khỏi Âu Dương Đình Đình, làm thinh rời đi, không chào hỏi Lạc Thiên sư đệ hắn một tiếng. Chính là tính cách của hắn. Hoàng Đại Hải nói, tùy ngươi muốn nói gì, nếu chúng ta là ma đạo, mặc dù thả một con ngựa tốt hơn, toàn lời nói nhảm, ngươi có mệt không? Hy Bình vỗ vai hắn một cái, cười cười, Đại Hải, thật tốt, huynh ủng hộ đệ. Hắn đe dọa, huynh sẽ đánh hắn chạy về, huynh là quyền vương bất bại mà phải không? Mẹ nó, huynh mà không đi ra, hắn bao vây hết mọi người. Huynh ra rồi, một mình hắn lấy kiếm đâm huynh, nếu huynh không cùng hắn lập một trường đấu, thì huynh không phải là Hoàng Hy Bình. Hãy xem, tên lãng dâm côn cũng bỏ hắn. Chàng nói công tử là dâm côn, Đỗ Quyên kinh ngạc. Không phải à? Tứ Cẩu khẳng định, chính xác, chính từ miệng hắn nói ra, mùi vị rất khác biệt. Lạc Thiên hít vào ngực một hơi ngột ngạt, với ngữ khí bình tĩnh, người có thái độ này, cùng lập trường với Thái Âm Giáo, hoặc cùng lập trường với Võ Lâm Trung Nguyên. Hiện trường trầm tĩnh như tuyết mùa đông, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi. Thiếu Minh Chủ, không hay rồi, có người tấn công Bắc Lăng Trang. Một đại địa minh võ sĩ cấp tốc chạy tới. Chuyện gì? Lạc Thiên kinh hãi, hỏi, ai vậy? Tình huống như thế nào? Đại địa võ sĩ trả lời, dẫn đầu là một thiếu nữ trẻ rất đẹp, cô ta nói, bọn họ là Phục Cửu Chi Xà. Phục Cửu Chi Xà, Lạc Thiên thì thầm nói, bên tai nghe tiếng truyền âm của Lạc Hùng, nhi tử, ta trở về đây, hãy tháo bỏ bao vây. Quyền đại ca đang ở Bắc Lăng Trang, ta tạm thời không muốn người bị gì. Lúc thanh âm của ông tan biến, Lạc Thiên cảm thấy tốt nhất là rời xa chỗ này. Lạc Thiên chỉnh lại thần sắc, không cần biết cảm tưởng mọi người ra sao, mở miệng nói, hôm nay ngừng tại đây, trước hết chúng ta trở về ứng cứu, nhanh chóng trở về Bắc Lăng Trang. Hy Bình cùng mọi người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia Đường Hoàng được thỉnh nhập quả phủ ốc. Lúc đầu mọi người muốn tiến nhập, bọn họ không cho phép vào, hiện giờ thì lại thỉnh vào, thật là một thay đổi to lớn. Cùm chân của Hy Bình tự nhiên phải dùng chìa khóa mở ra. Nhưng Âu Dương Đình Đình phát thệ lần sau sẽ khóa hắn thật chắc chắn. Tuy nhiên thiên tài rất thích tự do, nàng có thể khóa hắn lại được không? Thật đa tạ ngươi đã cứu ta A Mật Y quyết định. Hy Bình cố ý nói, bà định lấy gì đa tạ ta? Ta không nghĩ. Hay thật, ta giúp bà, ta nghĩ, hắc hắc, đem thân đền đáp thế nào? Hắc hắc, anh hùng cứu mỹ nhân không đem thân đền đáp à? A Mật Y mặt đỏ hồng. Thần sắc trên mặt biến đổi, như muốn nói, đồ đệ bà kinh ngạc khai khẩu chửi lớn, ngươi là dâm tặc, lúc nào cũng không thay đổi bản sắc, đem thân đền đáp. Ngươi giảng giải thử coi. Có chuyện gì cần giảng giải chứ? Đối với mỹ nữ, nam nhân không cần đặt yêu cầu gì, rõ ràng là khuất phục. Ta làm, không phải là ta khuyết đức, kỳ thực là chuyện bình thường, hơn nữa ai lại nguyện ý đỡ một kiếm chứ? Nàng không thấy huyết nhục của ta chảy ra. Này này, nàng nhìn đi. Nhìn kỹ vào, Hy Bình đưa tay trái ra trước mặt Âu Dương Đình Đình, nhìn thấy chưa? Cái giá phải trả đây này. A Mật Y nói,
Người yêu cầu thái quá, thứ cho ta không tiếp thu. Hy Bình mỉm cười, chỉ là tình nhân của ta được không? Hoàng Hy Bình, người dám trước mặt sư phụ ta nói ra câu đó, ta phải giết ngươi. Âu Dương Đình Đình giận dữ hét lên. Ta không phải nói với nàng. Nói lại, tuy sư phụ nàng trông rất trẻ, nhưng thật sự đã già không còn trẻ, nên tìm kiếm một nam nhân. Hơn nữa, không thấy bà ta nép vào lòng ta một thời gian rất thoải mái sao? A Mật Y không lấy một điểm nhỏ thanh lịch nào như mọi người biết, không muốn cả thế giới biết được bà nép vào lòng hắn vậy. Ái, thật xấu hổ. Bà phảng phất trở về thời thiếu nữ. Ngươi, Âu Dương Đình Đình mặt đỏ hồng, thình lình nắm lấy tay trái Hy Bình kéo đi, ngươi đi với ta. Ta cần nói với ngươi một câu. Ngươi là dâm tặc, nói chuyện không sạch sẽ. Âu Dương Đình Đình, đừng nắm chặt tay ta rất đau. Oa oa đau quá, Lạc Thiên thật ác, nhất định phải chém ta bằng được. Hy Bình cực kỳ không nguyện ý bị Âu Dương Đình Đình kéo đi. Âu Dương Đình Đình kéo hắn về tẩm thất của nàng. Nàng kéo ta về đây có chuyện gì? Đây là phòng của nàng, mẹ nó mùi rất thơm. Ngửi mùi, Hy Bình mãnh liệt hít vào mũi. Giống như bị nước mũi nhanh chóng chạy xuống, thật không hay chút nào. Âu Dương Đình Đình buồn rầu, chàng giống như con chó đói ngửi lung tung. Hy Bình nói, bị nàng nhốt trong địa lao ẩm thấp u ám một thời gian dài, có bị thương phong cảm mạo cũng là chuyện thường. Chuyện thường, thiếp biết chàng có một điều không phải chuyện thường. Mông của Hy Bình ngồi trên giường của nàng, hắn nói lớn, ta không muốn làm trên giường nàng, mông của ta rất dơ bẩn. Thiếp không nhìn. Nàng đương nhiên không nhìn, có người nào nhìn mông của chính mình chứ? Âu Đu Ân Đình Đình bị hắn làm cho điên khùng. Hy Bình nghiêng mình nằm xuống, hai trên hai chân cũng không tháo ra, lăn qua lăn lại trên giường. Mắt rối loạn cực kỳ. Âu Dương Đình Đình thở ra, không tranh cãi với hắn chuyện gì, đến bên cùng ngồi xuống giường, nói, chàng không được phép có chủ ý với sư phụ thiếp. Vì sao vậy? Vì sư phụ thiếp lớn hơn chàng rất nhiều. Nàng chỉ vì tuổi tác. Đương nhiên, đó đâu phải là vấn đề, ta có rất nhiều nữ nhân lớn hơn ta rất nhiều, như là Hoa Lôi. Với nàng ấy ta giống như đứa bé ôm, để ta cho đi ngoài, hiện giờ không phải là nữ nhân của ta à? Chàng khi phụ thiếp, Âu Dương Đu Ân Đình đột nhiên khóc lên, giống như lá màu vàng đột nhiên biến thành màu xanh. Đồng thời làm mọi người kinh sợ, không thể nào hiểu nổi. Hy Bình ngồi lên, nghi hoặc tại sao nàng khóc? Do chàng có nhiều nữ nhân. Hy Bình nói, thì ta thật nói có nhiều hơn một, ta là người có nhiều mị lực, hắc hắc. Nhưng chàng tuyệt đối không thể làm với sư phụ thiếp. Âu Dương Đình Đình vừa khóc vừa nói. Nàng không nghĩ ta lúc này trở thành tình nhân thay thế của sư phụ của nàng à. Âu Dương Đình Đình vừa lau nước mắt vừa nói, chàng không phải Lâm Khiếu Thiên, Lâm Khiếu Thiên không phải là tình nhân của sư phụ thiếp. Nhưng chàng, trước mặt mọi người lại ôm sư phụ thiếp. Sau này thiếp biết gọi như thế nào? Nàng, sau này, Hy Bình không tin vào tai mình nữa. Sau này nàng với hắn có quan hệ gì? Tạm thời không có. Chàng đối với thiếp có một loại sự việc, thiếp cũng có thể lấy chồng mà. Sư phụ đã nói, thân thể nữ nhân chỉ để nam nhân của mình nhìn thấy thôi. Nhưng chàng không chỉ thấy thân thể của thiếp mà còn đối với thiếp động tay động chân. Nhưng, lúc trước nàng đã nói khác, thánh nữ Thái Âm giáo không muốn cũng phải độc thân mà. Âu Dương Đình Đình đột nhiên chuyển thân, nữ nhân sinh ra là để lấy chồng, ai nói muốn độc thân chứ? Giống như nàng nói đó. Thiếp không nói, chàng là tử dâm tặc, tự nhiên biết thánh nữ muốn bảo trì thánh khiết, vì sao đối với thiếp làm những chuyện như vậy? Thiếp có còn gì thánh khiết nữa không? Có thể làm thánh nữ nữa không? Đột nhiên Âu Đu Ân Đình Đình nói ra những lời tự trách vấn mình, làm Hy Bình hoảng sợ run rẩy, hắn e ngại thật sự nói ta không thể chống đỡ nổi. Cha, giống như bị nữ nhân cướp đoạt vậy. Âu Dương Đình Đình đánh hắn một quyền, không được phô bày cái bộ ác độc ấy. Nói, chàng không được trơ cháo có chủ ý với sư phụ của thiếp. Trơ cháo, cái gì không trơ cháo? Hy Bình bắt đầu trơ chẽn, trên đầu cây đao đã tụ sắc, cây đao này đã dày đủ sức sống. Toan tính, trái lại sư phụ thiếp không có thích tiểu mao đầu không? Hy Bình không sảng khoái, oa oa phản đối, nàng nói ta là tiểu mao đầu à? Lúc trước nàng không phải hoảng sợ muốn chết sao? Nói nữa, ta cũng rất lớn, tiến vào chỗ đau đến chết. Hô hô, không được cắn ta. Âu Dương Đình Đình điên cuồng mở miệng cắn Hy Bình.
hắn nói những lời này làm nàng không còn mặt mũi nào nhìn người. Hắn ôm lấy nàng, nàng vẫn tiếp tục cắn, nép vào ngực chàng, u u nói thiếp thích chàng. A, à, chàng nếu cùng với sư phụ thiếp, thì thiếp biết phải làm sao? Chàng không hiểu ý thiếp à, trong những nữ nhân của chàng, không có ai có hoàn cảnh giống thiếp à. Nàng rất kiêu ngạo, Thi Bình cười cười, dịu dàng nhìn nàng, thấy nàng rất ôn nhu. Đúng là sự thật. Thi Bình nói, có lẽ nàng nói thật, nhưng ta rất yêu bọn họ, không cần biết trong bọn họ có hay không có nàng. Ta không thể vì nàng mà từ bỏ bọn họ. Thiếp có nói là chàng từ bỏ bọn họ đâu. Nàng không ghen tị à. Tất cả không có. Nói dối, Thi Bình bóp chặt đầu mũi của nàng, đến bên tai nàng thì thầm, nàng hãy nói cho ta vì sao nàng thích ta. Phải vì muốn tiếp tục giết chết ta, nàng mới thấy hạnh phúc. Thình lình nói ra lời nói này, ta không thể tiếp thụ. Chàng là nam nhân đầu tiên mà thiếp tiếp xúc. Chỉ đơn giản vậy sao? Chàng nghĩ phải là gì mới phức tạp? Ta không hòa nhập với nàng, để nàng tiếp xúc nhiều nam nhân trước. Nhìn nàng thích nam nhân khác, hơn nữa sau đó nàng kết hợp với nam nhân khác, cũng rất thích. Ta không còn nợ nữa phải không? Chàng không hòa nhập với thiếp. Chàng hiện tại đang ôm ai? Âu Dương Đình Đình bất mãn, gã dâm tặc này mở mắt ra là nói dối. Thi Bình cười cười, ôm nàng đến bên giường, tiếp nài nỉ nàng ngay trên giường, ta rất hấp dẫn à? Vâng. Lãng Vô Tâm nhìn cũng hấp dẫn, sao nàng không thích hắn? Ai? Âu Dương Đình Đình không hiểu. Lúc trước nàng nói chỉ đón chào Mỹ Nam Tử. Hắn nha, hắn rất hấp dẫn, nhưng, có liên quan gì tới thiếp? Thiếp không cần biết tới hắn, nhưng cũng, thiếp cảm thấy. Thi Bình nhìn nàng không nói tiếp nên hỏi, nàng cảm thấy cái gì? Âu Dương Đình Đình mặt đó hồng, chàng không cần khẩn trương, thủ trảo của chàng đã làm thiếp đau chỗ đó. Nàng nhìn chòng chọc vào ma trảo của Hi Bình đang đặt trên ngọc phong của nàng, e thẹn vô cùng. À, ta sẽ nhẹ nhàng, phải nhẹ nhàng cho tốt. Ta sẽ cởi y phục cho nàng được không vậy? Hi Bình háo hức kiến nghị. Không được. Thật sớm thất vọng, lời nói của nàng nói lúc trước, tâm tình của ta rất tốt, không tức giận đối với nàng đúng, giờ rất tức giận, có thể dùng bạo lực, khi nghĩ đến thời gian bị giam. Âu Dương Đình Đình nhỏ nhẹ, thiếp cảm thấy chàng có thể hấp dẫn sáng ngang với Lãnh Vô Tâm. Hơn nữa, thiếp thích chính là chàng, vì chàng rất xấu, xấu đến nổi tất cả mọi người không cự tuyệt chàng. Thiếp nghĩ, sau khi chàng đối xử thiếp như vậy ở trong dòng sông thiếp rất thích. Có một loại cảm giác, lúc đó thiếp không biết nên rất hận, có thể là hận, thúc đẩy nữ nhân yêu, chàng nói có đúng không? Hai Bình không đáp, nàng hỏi ta không phải là nữ nhân, biết gì mà nói. Chàng, Thi Bình không để nàng nói, hắn hôn vào miệng nàng. Miệng của nàng rất là ngọt ngào và mềm mại, tuyệt không thích hợp để nàng nói những lời nhẫn tâm. Thời khắc này, trái tim của nàng rất mềm yếu và có thể rất ngọt ngào. Không cần hỏi ta hay tự hỏi về vấn đề này, cảm giác có thể mất đi. Ta luôn luôn là xấu xa, nếu như nàng cảm thấy ta xấu xa, thì làm cho trái tim nàng rung động. Sau này nàng hòa hợp cùng ta. Ta đối với nàng là một kẻ xấu suốt đời. Đó là lời thề của dâm tặc. Chàng có thể hôn thiếp lần nữa. Thi Bình vui mừng, đương nhiên là có thể. Nếu nàng để ta tiến nhập vào nàng, ta rất sương sướng được làm việc đó. Cũng vào lúc này. Ngay bây giờ, nàng và sư phụ nàng nghỉ ngơi trên giường, đợi ta tiến nhập. Đó mới gọi là hoàn mỹ, cảnh tượng tốt đẹp đó có thể hình dung, có gì không gọi được chứ. Ta nghĩ có thể gọi là lớn nhỏ đều ăn cả, thì sao? Âu Dương Đình Đình đá lén chàng một cước, giận dữ, chàng muốn làm với sư phụ không làm với thiếp. Nếu chàng quên sư phụ thiếp, hai người kia chàng có thể chọn một, không được quá tham lam. Ta thì tham lam, ta muốn cả hai. Trước ta đáp ứng nàng, hôn nàng đến thiên hôn địa ám, để môi nàng phồng to kết hợp với uống nước mới thành vấn đề. Ái ra, a, à, có một tiếng la lên. Đồng thời có ba tiếng kinh ngạc hô lên. Lúc này Hi Bình đang chuẩn bị cho đỉnh thương nhập động, hai thân thể lõa lổ đang đưa đầu nhìn nhau. Do cánh cửa mở lớn, A Mật Y và Lý Ngọc và Minh Ngọc đứng ngoài cửa, mắt trừng trừng miệng há rộng nhìn chòng chọc vào hai thân thể lõa lổ trên giường, phảng phất như bị điểm huyệt. Nguyên lai Hi Bình không nghĩ hoàn thành việc này, có thể nàng và Âu Dương Đình Đình vẫn hồ đồ hôn nhau. Nhưng Âu Dương Đình Đình thình lình cự tuyệt hắn, hai người vẫn tiếp tục hôn. Không thận trọng,
thình lình tất cả y phục trên người đều cởi ra, không biết ai cởi cho ai không. Nhưng khi bọn họ đi vào, chính là cửa đã được mở. Không có ai chuẩn bị cho sự kiện xấu này, không khóa cửa có thể là chuyện thường. Cũng như tình huống bây giờ, Âu Dương Đình Đình không nghĩ phải đóng cửa, Hy Bình đương nhiên không nghĩ đến chuyện đó. Sau khi A Mật Y đưa tiễn mọi người võ lâm tứ đại thế gia, tới trông đồ đệ của bà, cũng muốn gõ cửa, có thể khinh suất, đột nhiên cửa mở. Các ngươi, sao không đóng cửa? A Mật Y trách cứ nói, mặt bà đỏ hồng lên. Lý Ngọc, Minh Ngọc mặt như bị che phủ, chuyển thân ra ngoài, nhưng tim thì đạp loạn không ngừng. Bọn họ đã hơn 40 tuổi, thật sự lần đầu nhìn thấy sự việc này. Không thể không xấu hổ. Sư phụ, Âu Dương Đình Đình lập tức lấy tay che lại thân hình. Mặt bắt đầu chuyển sang hồng, nàng trông đợi mình và dâm tặc đó dự định làm chuyện hồ đồ gì. May mắn là sư phụ đến sớm, hơn nữa chính mình trao cho chàng. A Mật Y nói, các ngươi mặc quần áo vào, nhanh chóng đi ra. Bà liền đóng cửa lại, Hy Bình nhảy xuống giường, thân thể tráng kiện đầy nam tính hiện ra tà mị vô cùng. A Mật Y trố mắt kinh ngạc tại chỗ, khi bà ta tỉnh lại, Hy Bình đã kéo bà vào trong phòng, trong khi thuận tiện hai tay cùng mang theo bên thân Lý Ngọc Minh Ngọc, lập tức mãnh liệt ôm bọn họ vào phòng. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, đứng ở sau cửa, nhìn chòng chọc vào ba mỹ phụ xinh đẹp, nói, bây giờ các người thật sự bị bắt rồi. Ba nữ nhân vô tình nhìn thấy kiên đĩnh to lớn của hắn, thật sự tỏ ra e thẹn và bẽn lẽn, cũng có thể kinh ngạc vô cùng, nam nhân nào có một cái giống như vậy. Sao không dọa chết người được, chỉ có Đình Đình là không e sợ. Bọn họ đi rồi à? Hy Bình hỏi. Hắn cẩn thận nhìn Lý Ngọc và Minh Ngọc, cả hai người này đều rất xinh đẹp, chỉ là không thể phân biệt họ ai đặc sắc hơn. Và bọn họ có cùng danh tự, Lý Ngọc trông có cảm giác âu sầu, Minh Ngọc thì rực rỡ chiếu sáng. Lý Ngọc thì cười buồn, Minh Ngọc thì phong mãn tính cảm. A Mật Y trấn tĩnh lại, đáp bọn họ đều đã đi rồi, nhờ ta vào thông báo cho ngươi, nếu đã xong việc ở đây, lập tức trở về. Sao mọi người không đợi gặp mặt ta? Bọn họ nói, ngươi có thể phải trải qua một thời gian rất dài, lúc đó ta không hiểu, giờ thì hiểu. A Mật Y sâu hổ không thể nói hết câu hoàn chỉnh. Minh Ngọc yêu cầu, ngươi có thể trước tiên mặc lại quần áo không? Hy Bình nhìn bà ta, mỉm cười, ta nhất thời không tìm thấy y phục ở đâu. Giống như bị Âu Dương Đình Đình xé nát rồi, nàng ta cố gắng cưỡng gian ta, ha ha. Hoàng Hy Bình, Tử Dâm Tắc, chàng thật trơ trẽn. Âu Dương Đình Đình trên giường thịnh nộ quát. Hy Bình không lý tới nàng, không quan tâm đến cuồng trảo của nàng, tiếp tục hỏi các người ai là quả phụ. Lý Ngọc đỏ mặt đáp, chính ta. À, lúc trước sao bà không đến sống với chúng ta? Chúng ta đang ở phía sau Lạc Thiên tiểu tử đó. Hy Bình trước tiên sỉ nhục nói. Lý Ngọc cúi mặt, nhỏ nhẹ, ta vì chuyện gì muốn gặp ngươi? Hy Bình lóng ngóng, nữ nhân nói như vậy là như thế nào? Hắn nhìn qua A Mật Y rồi nói, ta đã cứu bà không có khả năng đem thân đền đáp. Sau này, không biết dùng phương thức gì báo ân. Người nói, thi ân bất đổ báo, tiểu tử này thi ân, tất cả thời gian đều nghĩ tới người báo ân như thế nào, ai không bội phục da mặt của hắn, đặc biệt là da mặt rất mềm mại như mặt nữ nhân, da mặt của hắn là siêu nhân nhất đẳng, không ai sánh bằng. Phương thức gì, A Mật Y hạ thấp đầu, không muốn nhìn hắn. Trong phòng, dám đưa mắt nhìn hắn chỉ có Âu Dương Đình Đình. Hy Bình đáp, bà không thể ngượng nghịu, chỉ để người khác ngượng nghịu à. Nhất định muốn báo ân. Đương nhiên, hơn nữa ta cứu bà để làm, ta không thể cùng với bà được rồi. Hoàng Hy Bình A Mật Y đột nhiên giận dữ, khuôn mặt đẹp trở nên đỏ bừng, độc ác nhìn Hy Bình, sau đó than một tiếng dài. Ngữ khí bình tĩnh lại, muốn ta báo ân như thế nào? Ngươi cứ nói, ta không muốn làm người giống như ngươi. Ta là loại người gì? Tri ân đổ báo, thông minh đạt lý. Âu Dương Đình Đình giúp nói lại, sư phụ, đừng lý tới chàng, để con giúp thầy giáo huấn chàng. Nàng muốn giáo huấn thế nào đối với Hy Bình chỉ có thể nói riêng, thình lình mở miệng cuồng ngôn. Hy Bình không quan tâm, Âu Dương Đình Đình, hiện tại nàng không quên là không thể cử động à. Ta không e sợ nàng, nàng tức tối, tất cả là do nàng. Chàng, ô ô, Tử Dâm Tặc, cũng khi phụ thiếp, Âu Dương Đình Đình gục đầu khóc, thật sự không biết ở tình trạng nào. A Mật Y nói, ngươi nói, muốn ta báo ân như thế nào? Ta báo xong ngươi phải rời khỏi. Bà ta hạ lệnh trục khách,
Hoàng Hy Bình chính xác độc ác thái quá. Hắn không gì là người tốt, đột nhiên lấy ân hiếp người vào thời khắc này điểm nhỏ nào trên thân thể cũng không biết liêm sỉ trước mọi người. Thật không thể tưởng được trên thế giới có loại người này. Lúc trước cũng tốt. Ta muốn hai nữ nhân bên cạnh bà đem thân đền đáp như thế nào. Đặc biệt là nàng ta Hy Bình chỉ Lý Ngọc, ta nhất định muốn. A à, tiếng kinh hô đầy phòng. Âu Dương Đình Đình quấn cái chăn bông đi tới, mắng, Hoàng Hy Bình, sao chàng đột nhiên nói ra lời này? Chàng không phải người phải không? Chàng muốn thiếp có kết quả như thế nào? Chúng nữ nhìn nàng, ai cũng bất thình lình có đột biến, bọn họ nhìn nơi riêng tư ẩm ướt có vùng đen bao quanh của Âu Dương Đình Đình, nhãn tình của bọn họ đổ đầy mồ hôi, tân thánh nữ thái âm giáo danh dự không còn nữa. Hy Bình thuận tay ôm nàng, không cần nghĩ dứt khoát, nàng đã nói trừ sư phụ nàng. Ta muốn ai cũng được, nàng quên rồi sao? Âu Dương Đình Đình choang váng, nàng lúc nãy Hy Bình hí lộng mơ hồ, tự nói ra lời đó, nàng không thể nhớ nổi. Lý Ngọc đột nhiên trả lời, ta đáp ứng ngươi. A Mật Y kinh hãi, Lý Ngọc. Lý Ngọc bình tĩnh đáp, tỷ tỷ, lúc trước muội rất thích Lâm Khiếu Thiên, nhưng giờ muội biết không có hy vọng với chàng. Sau này phải tìm một nam nhân, nhân vì tìm không gặp người là tim muội rung động. Nhưng giống như tỷ tỷ đã nói, Hoàng Hy Bình này, là người chỉ huynh đầy hồ đồ. Ta đến tuổi này, mặc dù năm tháng không để lại dấu tích trên mặt ta. Ta giống như còn trẻ, chỉ trái nữ nhân, bao nhiêu năm nay, luôn cô đơn tịch mịch. Hắn đã ôm tỷ tỷ một thời gian, giống như tà thần đã đánh động trái tim muội, chỉ có Lâm Khiếu Thiên đánh động được muội như thế. Hắn tại thời điểm này thật sự chấp hành, muội rất thích nam nhân như vậy. Hơn nữa. Hắn là thanh niên, và rất cuồng tráng, bộ dạng đó làm muội động tâm. Lý Ngọc, đây là những lời chân thực của muội. A Mật Y không thể tin hỏi. Tỷ tỷ, câu này mà muội nói ra, tỷ lúc đó không phải rất mê bộ ngực của hắn à? A Mật Y miệng mở nhỏ, nếp chun không đứng dậy, ngực của bà ta nhấp nhô, hơi thở mềm mại rất nặng nề. Hy Bình đưa tay ra ôm, cũng ôm bà ta. Thế này, cả hai sư đồ đầu nằn trong lòng hắn. A Mật Y phản xạ đẩy ra, nhưng không có hữu dụng. Hy Bình đối với Minh Ngọc nói, bà tên gọi là gì? Minh Ngọc, bà cũng thích Lâm Khiếu Thiên. Hy Bình hỏi, trước có vài điểm thích. Hy Bình đột nhiên nói, ta có kế hoạch phàm nữ nhân nào thích Lâm Khiếu Thiên đều phải bắt lấy. Ông ta thật không đạo đức, làm lãng phí thời gian và tình cảm, thân thể của bọn họ. Ta thế ông ta bồi thường lại cho bọn họ những tổn thất, thế nào? Cứu thế chủ đã xuất hiện, đó là thiên tài Hoàng Hy Bình. A Mật Y thật sự không đẩy ra, ở đây chỉ có bọn họ, tự hồ không có ngoại nhân. Hoàng Hy Bình được tính là không phải ngoại nhân, tới thời điểm này, không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Bà nói thẳng ra, người đâu thể so sánh với Khiếu Thiên. Người không đáng xách giày cho ông ta. Ô hay, lời nói này, không sợ ta thương tâm. Ta cũng rất nỗ lực để được xách giày cho ông ta. Nhưng ông ta không muốn hài tử đau khổ xách giày trở lại, ha ha. Tứ nữ ngạc nhiên, A Mật Y buồn bã, người ví chúng ta là giày. Đó là ví dụ thôi, bà không thể hiểu đâu. Bản thân là nữ nhân, không ngạc nhiên khi Lâm Khiếu Thiên không muốn bà, nguyên lai bà yêu bản thân. A Mật Y véo tai Hy Bình, mắng, ngươi là tiểu mao đầu, ngươi không được nói vậy. Thả ra, A Mật Y. Nói gì thì ta cũng là ân nhân cứu mệnh của bà, không thể ngược đãi ta. Hy Bình đau vô cùng, tay đang đặt trên ngực A Mật Y dụng kình bóp một cái. A Mật Y buồn bã nhìn hắn, bỏ tay ra khỏi tay hắn, nhưng tam nữ đều nhìn thấy hành động nhỏ đó. Âu Dương Đình Đình ngờ nghịch nói, sự phụ, chàng bóp người. A Mật Y bị đồ đệ hỏi không có lời đáp lại, giấu mặt vào nách Hy Bình, bằng thanh âm yếu ớt, Đình Đình đã nhìn được ta bộ dạng này, vô luận như thế nào. Ta cũng là sư phụ của con, ngươi không ngượng ta cũng ngượng. Ta thích ngươi, bởi vì ngươi rất giống Khiếu Thiên, hơn nữa ngươi đã cứu ta lúc trước, thực sự. Ta rất thích, lời nói này, ngươi thỏa mãn chưa? Vô sỉ tiểu nam nhân. Hy Bình ngước đầu than dài, trong song nhãn đột nhiên xuất hiện một nét sầu bi thần bí, phảng phất tự nói, chỉ vì ta rất giống Lâm Khiếu Thiên sao? Lúc hắn đang nói, song thủ thả eo hai nữ nhân ra, trầm mặt một hồi, quay đầu trở lại giường. Tìm y phục mặc vào, A Mật Y nói, ngươi thế nào? Ta muốn đi, có được không? Tứ nữ không hồi đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn mặc y phục, trong thời gian đó, Âu Dương Đình Đình ném cái áo ngủ ra.
Không được, Âu Dương Đình Đình lập tức cản, thiếp không nói chẳng giống Lâm Khiếu Thiên, thiếp chưa nhìn qua Lâm Khiếu Thiên. Thiếp làm tất cả chỉ vì chàng là tử dâm tặc. Hai Bình nói, ta ở đây cũng một thời gian dài, ta phải trở về với các nữ nhân của ta, sau này ta sẽ trở lại gặp nàng. Chỉ vì sư phụ nàng, ta không còn tâm đối với bà, ta nghe lời nàng, không làm gì bà ấy. Chàng thật sự còn trở lại, Âu Dương Đình Đình lo lắng hỏi. Ta là dâm tặc mà, ở đây có rất nhiều mỹ nữ, có chuyện gì mà ta không thể quay trở lại. Hi Bình nói rất miễn cưỡng, tứ nữ đều có thể nghe thấy. Âu Dương Đình Đình nói, chàng nếu như muốn đi ngay, thiếp không cho phép chàng đi, thiếp hiện tại là người của chàng. Cũng nhớ nhất cái điểm đó, Hi Bình chỉ vào chỗ đó nói. Âu Dương Đình Đình cúi mặt xuống, sau này chàng tiếp tục tốt, thiếp không có vấn đề gì chàng. A Mật Y la lớn, Đình Đình. Âu Dương Đình Đình đáp lại, sư phụ, con không thể làm thánh nữ được, con không đủ tư cách làm thánh nữ, con không xứng. Người không dẫn con đến đây, con nguyên lai vô ưu vô lo, mọi chuyện không thể tưởng, trong lòng con không phiền. Nhưng con bây giờ luôn nghĩ đến chàng, con yêu nhất là dâm tặc này. Sư phụ, người hãy trừng phạt con. A Mật Y tức giận chỉ còn biết thở dài, Đình Đình, sư phụ không có trách nhiệm với con hiểu lầm sư phụ. Hai sư đồ nàng nên thống nhất, ta muốn trở về, gặp lại mọi người lần nữa. Nhưng nếu có, mọi người tốt nhất trở về Tây Vực. Ta có thể bảo vệ cuộc sống của bọn nàng thứ nhất, không thể bảo quản lần thứ hai. Ta không có khả năng thúc đẩy mọi người võ lâm tứ đại thế gia nóng nảy chống lại, cùng bọn nàng chung một lập trường. Ta là người tốt, có thể do cách nhìn của võ lâm nhân sĩ, ta là người nổi loạn, ta vô sỉ nhưng không nghĩa cổ vũ địa vị nữ nhân trong võ lâm đạo nghĩa. Đó là điều ta không minh bạch, ta không phải thiên tài. Nhưng ta chỉ có một mình, bọn nàng không hiểu ta, có thể thỉnh thoảng ta biết có thể lôi kéo rất nhiều người. Âu, bây giờ cuộc sống không còn thanh thản, bao gồm cả sướng ca, chiến đấu cũng không có tâm tình, hà huống có nhiều chuyện không như ý muốn của bọn nàng. Đi trở về các nữ nhân của ta rất thanh thản, trái tim của bọn họ đều nghĩ về ta. Hơn nữa ở cùng với ta đều để ta làm những kiểu ta thích. Nghĩ đến bọn họ. Thật sự hạnh phúc, có lẽ ta phải trở về trường Xuân Đường, đã một thời gian dài không gặp họ, Băng Băng, Phượng Nhi. Trên khuôn mặt hắn mang một sắc thái ảo tưởng nhìn giống muốn rời khỏi đây, rời khỏi quả phụ ốc, bỏ tứ nữ nhân ở lại sau lưng. Âu Dương Đình Đình nuốt mạnh nói, sư phụ, chàng sẽ trở lại. Ta không biết, A Mật Y cũng có điểm mất mát. Lý Ngọc nói, từ trong những lời hắn nói, muội có thể thấy, hắn rất ghét mọi chuyện trên giang hồ. Muội nghĩ, lòng hắn có một vấn đề khó khăn, hơn nữa hắn không hề lưu luyến giang hồ, hắn tự hồ như rất mệt mỏi. Minh Ngọc nói thêm, đây là bộ dạng thật sự của hắn, để người ta không biết đối diện với mặt nào. Sư phụ, nếu như chàng rời khỏi Gia Lăng Trấn hôm nay, con sẽ đi theo chàng. Con không thể trở về Tây Vực làm thánh nữ, mỗi ngày tự tắm. Sau này giống mộc đầu ngồi trên thần đàn, để mọi người quỳ bái. Rồi nói thánh thần chúc phúc các ngươi ngàn lần nếu như. Có phải con sinh ra để mọi người quỳ bái khi con muốn sao? Con tuyệt không giống đám người ngờ nghịch đó, chỉ cần con phế bỏ võ công thái âm giáo, con chuyện gì cũng không muốn. Âu Dương Đình Đình nói rất kiên quyết, tam nữ không thể mong đợi nàng trước kia ghét đến nổi muốn giết Hi Bình, nhưng bây giờ, có phải muốn yêu đến chết đi sống lại không? Vì chuyện gì mà nàng đột nhiên thay đổi như vậy? Bọn họ không thể hiểu. Chỉ là trong tim họ biết chắc, vì sao mình cũng vì Hi Bình rời khỏi mà cảm thấy yêu thương. Một loại đau buồn ngập chìm đầy trong phòng, cảnh tượng trái tim của bốn nữ nhân thình lình mở ra, giống như bốn đóa úc kim hoa thần phát tán hỗn tạp với nhau. Đó chính là hương vị, sau nhập vào phương tâm nữ nhân sau đó chảy tràn ra ngoài, thật là sự thay đổi trầm trọng vô cùng. Lúc Lạc Hùng trở về Bắc Lăng Trang trông rất thê thảm. Võ sĩ đại địa minh lưu tại Bắc Lăng Trang tử thương hơn 7 phần. Thật kỳ quái, ở lại giữ Bắc Lăng Trang có hơn 9 phần là người của đại địa minh, ha ha, lúc này tổn thất là con người, thay vì biến thành đại địa minh bị tổn thất trầm trọng. Kỳ thật Lạc Hùng cũng biết, nguyên tưởng bảo lưu được thực lực của đại địa minh, ai mà biết được sự việc lại xảy ra ngược lại. Cái mà Lạc Hùng cảm thấy an tâm là, quyền khuynh quốc thật sự không bị tổn thất gì. Sau khi Lạc Hùng nhìn qua quyền khuynh quốc, Quyền Khuynh Quốc chỉ nói một câu, ông trở về muộn, bọn họ bị ta cản lại. Nhưng phù phụ La Niên bị thụ thương, điều này làm tim của Lạc Hùng trầm xuống. Cuối cùng thì cũng biết,
đám người đó không nhiều, chỉ có vài trăm người, nhưng có lẽ mỗi người đều có trình độ võ học nhất định, vì làm cho 200 trong số 300 người thủ giữ Bắc Lăng Trang chết. Con số này thật đáng ngại, vì đối với sự cường thịnh của Đại Địa Minh mà nói là một điều đại sỉ nhục. Lạc Thiên nhanh chóng quay trở lại, xử lý hậu sự, nhân tiện bị phụ thân gọi vào phòng nghị sự. Lúc này, nhiều nhân vật trọng yếu cũng ở đó. Vừa đúng lúc Quyền Khuynh Quốc bắt đầu hỏi, thủ lĩnh của đám người đó là một thiếu nữ, nàng ta tự xưng là Phục Cửu Chi Xà, không biết trong võ lâm có môn phái này không? Lạc Hùng nghi hoặc, Phục Cửu Chi Xà, trong võ lâm Trung Nguyên không có một nhật vật nào như vậy. Phụ thân, Lạc Thiên buột miệng nói ra liền dừng lại. Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, con có gì muốn nói? Lạc Thiên trả lời, con nghe nói, thời gian trước có tin tức của Ngọc Xà Môn, không biết Phục Cửu Chi Xà và Ngọc Xà Môn có liên quan gì không? Ngọc Xà Môn, Lạc Hùng kinh ngạc kêu. Đúng vậy, phụ thân, con nghe nói Ngọc Xà Môn cũng có hậu nhân, bởi vì có người chính mắt trông thấy họ. Nhưng thời gian gần đây, các tiểu ma môn và ma nhân bị thế lực mới xâm lược, con nghĩ, thế lực mới nổi lên này đó là Ngọc Xà Môn. Bọn họ giàn cảnh trở về, cũng nhòm ngó Đại Địa Minh chúng ta, như muốn báo diệt môn chi cửu năm đó. Có lẽ thế nàng ta mới tự xưng là Phục Cửu Chi Xà là duyên cớ như vậy. Lạc Hùng đồng ý, ừ, con nói rất có lý, hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng, bọn họ ẩn nấp ở đâu? Vì sao có thể biết chúng ta đánh Thái Âm giáo vào lúc này? Đó là lời nói của Quyền Hành, y bình thường rất ít nói, nhưng câu nói này phải nói là rất đúng trọng điểm. Mọi người không thể không đưa ánh mắt đặc biệt cảm kích vào y. Lạc Thiên nói, có thể là Long Tư Trấn. Long Tư Trấn và Gia Lăng Trấn gần bên nhau. Chúng ta ban đầu nghĩ Thái Âm giáo ở Long Tu Trấn, sau này mới biết Thái Âm giáo không ở Long Tu Trấn. Tuy nhiên, mọi người đều biết, Long Tu Trấn từ trước đến nay đều có thế lực võ lâm tồn tại. Trừ Long Tu Trấn, Ngọc Xà Môn vô tình lạc bước đến, bởi vì Gia Lăng Trấn không bao giờ dung tha cho bọn họ. À, từ Long Tư Trấn đến Gia Lăng Trấn, đi lại chỉ có hai thời thần, nếu bọn họ lạc bước đến đó, chỉ có thể là Long Tu Trấn. Lạc Hùng tán thành nói. Quyền Khuynh Quốc thêm vào, từ khi bước chân đến hai trấn này, nhưng thật sự có khả năng tiến ra ngoài. Mỹ nhân thì có rất nhiều. Lạc Bá, Tiểu Diệt trước sau, cùng người thương lượng. Tiểu Diệt đối với sự việc này không có hứng thú. Sau sự việc này của bá bá, trở lại cùng Tiểu Diệt đánh cờ. Hắn quả nhiên đứng dậy bỏ đi, La Niên phu phụ và Quyền Hành cũng bỏ đi theo, chỉ nghe hắn hỏi, La Niên, bọn người Mỹ không hoảng sợ chứ? La Niên đáp, không có, lòng can đảm của chúng tôi rất lớn. Thật sự không nên để bọn ngươi đi theo, võ lâm rất đa sự. Lúc Quyền Khuynh Quốc nói câu này, thật sự đã đi ra ngoài cửa. Mọi người nhìn bọn họ bỏ đi, tiếp tục bàn bạc tiếp. Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, con lập tức phái người đến Long Tu Trấn, xác định có phải Ngọc Xà Môn ở đó không? Bởi vì biết chắc Thái Âm giáo thật sự ở Gia Lăng Trấn, ta thật sự bỏ quên Long Tu Trấn. Lúc trước ta tự nói trong trấn có vấn đề, quả nhiên có xuất hiện đại địch võ lâm. Ngọc Xà Môn so với Thái Âm giáo đáng hận hơn. Lúc trước làm cho võ lâm mưa gió đầy trời, bị tổ tiên chúng ta diệt môn, tưởng không bao giờ quay trở lại. Trong trận chiến năm đó, có người nói, Ngọc Xà Môn phó môn chủ không thấy ra xuất chiến, khả năng là đào thoát trước. Ngọc Xà Môn, bây giờ y dựng lại. Một số người đại biểu của võ lâm cảm thấy ông ta nói rất có lý, vì Ngọc Xà Môn thực sự thanh danh rất xấu. Có vài trải nghiệm, có một số người ghi lại, hầu hết đều ghi là dâm đãng. Môn đồ Ngọc Xà Môn, nam thì háo sắc, nữ thì khiêu gợi, thật sự suy đoài đạo đức. Kế hoạch này thất bại, chủ yếu chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Hoàng Hy Bình và Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, khác nữa là hoài nghi Ngọc Xà Môn. Về việc này, ta cảm thấy rất xấu hổ, Lạc Thiên đối với đại biểu Võ Lâm nhận lỗi. Thiếu Minh Chủ, ngài thật sự làm việc rất tốt. Thiếu Minh Chủ, phải chịu trách nhiệm chỉ có thể chịu trách nhiệm Hoàng Hy Bình náo loạn. Đương thời chúng ta nghĩ cũng muốn giết hắn, hắn không có một điểm tránh nghĩa, vì nữ nhân, không một việc gì không dám làm. Thiếu Minh Chủ, hắn không chỉ vô lại mà còn vô sỉ, hắn căn bản không giống võ lâm đạo nghĩa. Thiếu Minh Chủ, anh minh thần võ, anh hùng cái thế. Thiếu Minh Chủ, Thiếu Minh Chủ, vô số âm thanh tán đua ân Lạc Thiên, cùng vô số âm thanh chửi rủa Hy Bình, làm cho mọi người của Đại Địa Minh rất thích thú. Làm cho lòng Lạc Thiên sảng khoái vô cùng, thở ra một hơi,
với khẩu khí cao thượng nói, đa tạ mọi người ủng hộ, tại hạ nhất không phụ lòng mong đợi của mọi người trong võ lâm, chắc chắn xuất lĩnh mọi người đánh đuổi Thái Âm giáo trở về Tây Vực, đánh cho Ngọc Sa Môn biến mất. Một người trong đám người đại diện võ lâm đứng ra hô to, ủng hộ, ủng hộ. Vỗ tay, vỗ tay. Vì thất bại vỗ tay, vì giết người vỗ tay. Vì thất bại sau này có thể lập lại vỗ tay. Vì bị người khác giết từ cho có lý do giết người khác, vỗ tay. Vỗ tay à vỗ tay. Lạc Hùng tiến vào phòng Quyền Khuynh Quốc, Quyền Khuynh Quốc lãnh giảm nói, ngươi lại tới. Hoàng thượng, thần chiếu cố không đầy đủ. Không cần nói những lời dư thừa, ta đang sống tốt, nhưng cũng không muốn ngươi chiếu cố sinh hoạt. Quyền Khuynh Quốc không ai than phiền nói. Lạc Hùng kinh hoàng, gì, thần không nói, hoàng thượng, tìm thần có việc gì. Lạc Hùng nhìn và La Niên phu phụ cũng như Quyền Hành, Quyền Khuynh Quốc biết trong lòng ông đang lo lắng, ngươi cứ thoải mái, mọi người đều là tâm phúc của ta, tuy nhiên không còn ở trong triều. Thật sự giống như ở trong triều quả nhân tin tưởng. Lạc Hùng thoải mái hơn, Hoàng Hy Bình thật sự khuấy động làm chúng nhân thịnh nộ, tin rằng một thời gian nữa cây thánh hỏa đao nhanh chóng trở về tay ngài, thỉnh thánh thượng chờ đợi một thời gian, chỉ vì nguyên chân thật sự. Như thế nào Quyền Khuynh Quốc khẩn trương hỏi. Lạc Hùng nói nguyên chân không có khả năng làm việc của con người. Quyền Khuynh Quốc nghe, buồn bã thở dài, làm sao lại có việc kỳ quái như thế. Ai, nguyên chân thì không được, người để nguyên hà ba người bọn họ bồi tiếp ta. Lạc Hùng rụt rè, chuyện đó cũng không được, trừ khi dùng cường lực. Quyền Khuynh Quốc mắng, ta không cần biết gì hết, ta muốn nữ nhân, nhưng không phải dùng cường lực. Lạc Hùng khiếp hãi không thể nói ra lời. Quyền Khuynh Quốc nói tiếp, cứ toàn tính đi, nữ nhân có nhiều không thể dùng hết. Ta đi ra ngoài, chủ yếu vì thánh hỏa đao, thuận tiện rời cung tụ tập nữ nhân, không có nữ nhân nào tốt nhất. Nữ nhân rất phiền phức, lúc này ta đang thời kỳ nghỉ ngơi. Trong cùng quần phi tử không có chút hứng thú nhục dục, hận rất nhiều. Ta nỗ lực rất nhiều, bọn họ thình lình không sinh cho ta một nhi nữ. Thật độc ác, quả nhân không tin, nghỉ ngơi sẽ lành mạnh trở lại, nhất định phải làm đại phi tử có nhi tử. Lạc Hùng, người có thể ra ngoài, không nên cố đánh Thái Âm giáo, mà còn giúp ta mang thánh hỏa đao về tay ta. Nếu không ta tìm người thay thế ngươi, hoặc diệt trừ ngươi. Sau khi Lạc Hùng lui ra, Quyền Khuynh Quốc thình lình quay qua La Niên nói, dương căn của Hoàng Hy Bình này thật sự rất dễ nhìn, quả nhân đã thấy qua, thật là mạnh mẽ đầy quyến rũ. Hơn nữa hắn rất hứng thú, không thể ngạc nhiên khi Mỹ Mỹ thích hắn. La Niên đáp, Hoàng thượng, Hoàng Hy Bình chính xác là một thanh niên rất tốt. Lương Lệ Quỳnh hầm hừ, đối với ta hắn cái gì cũng không tốt. La Niên cười cười, do nàng đối với hắn có thiên kiến. Quyền Khuynh Quốc nói, hắn là một người tốt không sai, nhưng người tốt không sống lâu. Người trông, Lạc Hùng là một người xấu nhưng sống rất tốt, ha ha. Quyền Hành không hiểu, nguyên lai đại ca cũng nghĩ Lạc Hùng xấu, vì sao huynh muốn đệ theo bọn họ. Muốn lấy được thánh hỏa đao, dựa vào chúng ta cũng làm được mà. Ta làm việc này là sử dụng bọn họ như tay sai, đó là tập quán, không thể thay đổi. Quyền Khuynh Quốc cười giải thích. Quyền Hành nói nhỏ vào tay y, nhưng huynh sau này không hỗn tạp với bọn họ. Đệ muốn tự mình hành động, nhanh chóng mang thánh hỏa đao về cho mọi người. Nhìn thấy đao trong tay Hoàng Hy Bình phát ra thánh hỏa, thật sự làm người kích động. Đệ nhất định muốn đoạt trở lại, đó là thần đao của Hoàng gia. Quyền Khuynh Quốc nhìn hắn cười nói, nếu ngươi đến gần hắn, nhất định rất nhanh chóng có thể nắm giữ thánh hỏa đao. Ngươi hiện tại phát giác ra, tiểu tử thật sự rất háo sắc, ha ha. Ca, Quyền Hành học nữ nhân lên chân. Ô hay, nam nhân mà sao giống đứa bé hư hỏng thế. Lạc Thiên mở cửa, đi vào là Lạc Hùng. Lúc này Lạc Thiên đang cùng Vân Tuyết trong phòng, Lạc Hùng nhìn vào, đột nhiên mỉm cười. Lạc Thiên mời phụ thân đi vào, khóa cửa lại, hỏi, phụ thân, có chuyện gì? Ta và ngươi thương lượng một việc, hiện tại có thuận tiện không? Lạc Thiên đáp, thuận tiện, Vân Tuyết là người của mình, phụ thân, người cứ nói. Lạc Hùng nói tiếp, hôm nay nếu Hoàng Hy Bình không xuất hiện, A Mật Y chắc chắn chết trên tay con, Thái Âm giáo không thể vui sướng. Nói đến Hoàng Hy Bình, con phát hỏa. Lạc Hùng không hiểu, Thiên Nhi, nói thế nào con và ta cũng dính vào chuyện này. Lúc con đang truy sát, không chú ý đến hắn, không cần biết vì sao, kiếm của con nhanh chóng tước đoạt sinh mạng của A Mật Y. Kỳ tích là hắn đột nhiên xuất hiện phía sau A Mật Y,
Ôm A Mật Y thoái lui một bộ, kiếm của con chém vào tay trái đang ôm A Mật Y của hắn, nhưng hữu quyền của hắn tốc độ siêu nhân đồng thời đánh chung ngực con. Nếu hắn không đánh con thoái lui, tả thủ của hắn sớm thành hai đoạn. Nhưng, theo thuần nhân mà xét, tay trái nhận một kiếm, không chỉ gãy tay, mà có thể chém người thành hai đoạn. Nhưng tay trái của hắn lúc đó bị thương không thấu xương, rõ ràng thân thể người này so với Lạc Kim khó bị thương hại hơn. Đồng thời tốc độ của hắn, lúc đó kể cả con không thể nhận thấy. Mặt Lạc Hùng lộ ra một tia kinh hãi, khả năng con quá phóng đại. Hiện tại con không phóng đại, có thể cùng một loại hạ trường. Chứng tỏ thực lực Hoàng Hy Bình rất kinh nhân. Đương thời nếu con không thoái lui, con sẽ thụ thương, con phải điều trị trong nửa tháng. Lạc Thiên lời thật lòng. Trước tiên phải tiêu diệt người này. Vân Tuyết nghe Lạc Hùng nói câu này, nhãn thần ánh lên, phụ tử Lạc Hùng không phát giác được sự biến đổi thần sắc này. Lạc Thiên tán thành, con cũng nghĩ như vậy. Vân Tuyết xen vào, nhưng, muốn giết Hoàng Hy Bình, tựa hồ có điểm khó khăn, bởi vì phía sau hắn có thế lực rất cường đại. Nếu cùng hắn đối địch, cùng phải đối địch với Viễn Dương Tiêu Cục, Vũ Đấu Môn, Tứ Đại Gia và Cái Bang. Lạc Hùng gật gật đầu, Vân Tuyết nói không sai, chúng ta không thể chính diện đối đầu hắn. Lúc này, chúng ta hai mặt có địch, nếu như cộng thêm bọn họ, thì chúng ta ứng phó rất gian nan. Nhưng, nếu không giết Hoàng Hy Bình, người này chính là cục đá cản chân chúng ta. Chúng ta có thể bí mật giải quyết hắn, Lạc Thiên đề xuất. Lạc Hùng suy nghĩ nói, muốn giết người này thật sự là khó khăn. Vân Tuyết đưa ý kiến, không khó khăn, chính yếu là nắm được nhược điểm của hắn, nhưng nhược điểm của hắn là háo sắc. Lạc Thiên hỏi, nàng muốn nói là dùng mỹ nhân kế phải không? Đúng. Nhưng ai sẽ làm? Vân Tuyết mỉm cười, không dùng ai cả. Ta có một loại dược, gọi là song tử hợp hoan tán, chuyên môn dùng thân của bào thai song sinh, loại dược này phải ăn cả hai bào thai song sinh. Và bình thường giống như nữ nhân ăn xuân đu ợc, lợi hại ở chỗ, là không có giải dược. Nếu muốn cứu bọn họ, phải tìm nam nhân hoàn hảo, nhưng có giải trừ thì trong nội thể bọn họ là dâm dược chi tính. Nếu là nam nhân thì trên giường cường hãn vô cùng, bất luận là nam hay nữ đều chết rất nhanh. Quan trọng hơn là, sau khi nam nhân này và một trong bọn họ hoàn hảo, thì tiến nhập vào nội thể ngay liền, bao hàm dâm dược là đoạn trường chi độc lập tức phát tác, nam chắc chết không nghi. Ý của nàng là dùng loại dược này lên người Thiên Phong Song Kiều à? Đúng, Thiên Phong Song Kiều rất thích Hoàng Hy Bình, đó là sự việc rất tốt, nhưng Hoàng Hy Bình cũng chú ý đến Thiên Phong Song Kiều. Cho nên, đương nhiên lúc dâm dược trong Thiên Phong Song Kiều, giải dược nhất định là Hoàng Hy Bình, không người nào khác có thể tiến nhập bọn họ. Cũng không có lối thoát nào khác, chết là điều chắc chắn, bởi vì loại dược chỉ nhận một nam nhân, nếu bọn họ muốn tìm hai nam nhân cùng Thiên Phong Song Kiều hoan ái. Nhưng ta dám đánh cá rằng, Hoàng Hy Bình vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ, hắn nhất định đơn độc xung trận. Dù hắn trên giường rất cường mãnh, lúc hắn tiến nhập mật huyệt của cả hai nữ nhân, hắn liền độc phát thân vong. Thật có loại độc thần kỳ như vậy. Các người không tin, có thể cố gắng tìm hai cái song thai tới, ta bảo chế dược cho các người. Nàng từ trong lòng lấy ra cái bình nhỏ màu vàng rồi nói, hãy cố gắng nghĩ ra biện pháp cho bọn họ uống là tốt rồi, cái này đối với chúng ta rất dễ. Lạc Thiên nhận lấy, cảm kích, đa tạ nàng, Vân Tuyết. Vân Tuyết cười ngọt ngào, ta là người của chàng, có chuyện gì phải khách khí như thế? Ta không giúp chàng, thì ai giúp chàng, chàng là người sau này rất đáng tin cậy. Lạc Thiên cười đắc ý vô cùng, Vân Tuyết cáo từ đi ra ngoài. Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, tìm hai cái song thai, tối nay có thể có kết quả. Chuyện thì không quá khả năng con, nếu như thuốc này hữu dụng. Lập tức dùng trên người Thiên Phong Song Kiều. Tốt quá, phụ thân, con sẽ quả việc này. Hy Bình đã trở về ngày hôm qua, bị mọi người tra vấn dồn dập, sau đó ôm chúng nữ đi về nghỉ ngơi. Mây mưa đến tận nửa đêm, hắn mới nghỉ ngơi, không biết nghỉ ngơi có nhiều hương thơm, có thể rất bất hạnh. Lần thứ nhất hắn bị Hoa Tiểu Ba gọi dậy, lúc này, thấy đã qua buổi sáng. Tỷ phu, Thiên Phong Song Kiều có vẻ như đã gặp chuyện rồi. Hoa Tiểu Ba nói ra lý do đánh thức hắn dậy, hơn nữa có thể bị hắn gõ đầu, cẩn thận rất cao. Hy Bình nghi hoặc, có vẻ cái gì? Đệ nói chính xác coi, có hay không có chuyện xảy ra? Hình dạng này, Thiên Phong Song Kiều có vẻ như chúng dâm độc, bị buộc treo lên trên giường. Ta làm, Hoa Tiểu Ba, mẹ ngươi không dùng từ có vẻ này,
nghe như người không sảng khoái. Đi, chúng ta lại xem sao. Hoa Tiểu Ba theo bên hắn nói, tỷ phu, có vẻ là tất cả mọi người đã đến, chỉ còn lại mình huynh nghỉ ngơi thôi. Cũng có vẻ gì, Thi Bình bốc hỏa, dậm chân một cái. Hoa Tiểu Ba bảo vệ tiểu đệ đệ thanh thản chuyển hướng. Thi Bình không đạp vào trung tâm, cũng không thích đạp. Hai người cấp tốc đến trước cửa phòng Thiên Phong Song Kiều, thật sự có một đại đội người bao quanh đây, trong đám này không có người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Lãng Vô Tâm nhìn thấy Hy Bình đi tới, gọi lớn, Hoàng Hy Bình, cơ hội ngươi biểu diễn đã tới. Ha, Lãng công tử, ngươi nói cơ hội biểu diễn, nhiều người ở đây, muốn nghe ta hát phải không? Ta không không, chúng nhân lại không thèm. Độc Cô Thi nói ca, không được hát. Thiên Phong Song Kiều có vẻ bị người hạ dâm dược, hiện tại không biết như thế nào. Thi Bình cười lớn, bị hạ dâm dược thì có chuyện gì khẩn trương? Tìm một nam cùng bọn họ tương hảo một hồi, không phải giải quyết rồi sao? Hắn nghĩ giống trước khi giải bỏ dâm dược cho Tiểu Nguyệt, đơn giản vô cùng. Lúc nói ra lời đó, không thể không nhìn Tiểu Nguyệt, thật sự mặt nàng ta phơn phất hồng, có lẽ cũng nhớ lại nàng với Hy Bình lần đầu ấy. Thi Bình thình lình nghĩ đã nhiều ngày không bối tiếp Tiểu Nguyệt, trong tim cảm thấy có lỗi rất nhiều. Hắn đối diện nàng trong đám đông hiểu ý cười của nàng, nhìn Tiểu Nguyệt nhãn tình chảy lai láng, vô cùng khả ái. Đệ nói đúng nhưng thật sự không đơn giản vậy. Hoa Tiểu Thiến từ trong phòng Song Kiều đi cha trách nói, nàng ra phía sau Từ Phiêu Nhiên. Thi Bình nhìn Hoa Tiểu Thiến, lập tức chuyển nhìn chỗ khác. Nữ nhân này ở tại nơi này, làm hắn cảm thấy ngượng nghịu. Hắn có vẻ là lần thứ nhất, ngàn lần đó là thê tử Triệu Tử Hào, hắn không xử lý sao cho tốt. Hoa Tiểu Thiến đi đến trước người hắn rồi nói, thế nào, không dám nhìn tỷ à? Tỷ có thể ăn thịt đệ à? Âu, âu, tỷ ấy thình lình nói câu này. Thi Bình nghe trong lòng nghĩ, con mẹ ngươi sớm đã ăn ta rồi, nhưng sao cũng hung hăng quá chứ? Ta rất yêu đồng trinh quý giá, thình lình xuất thế lại bị ắn bởi nữ nhân này. Triệu Tử Hào lên tiếng, Tiểu Thiến. Bảo trì hình tượng quan trọng hơn. Hoa Tiểu Ba cũng hùa theo, đại tỷ, nhớ bảo trì hình tượng. Thi Bình chuyển mặt lại, lúng túng đáp, hắc hắc, tỷ. Có chuyện gì nói thẳng ra. Hoa Tiểu Thiến nhìn Từ Phiêu Nhiên rồi mở miệng, Từ Bá, có phải Bá đã đi đến quyết định? Với sự việc này, Tiểu Diệt không thể nói tốt dược. Từ Phiêu Nhiên phảng phất như lão già 80, mặt trắng bệch, buồn bã, than một tiếng rồi nói, không biết do khuyết đức. Sớm nay hai nữ nhi của ta bị hạ dâm dược, nhưng nghe Tiểu Thiến nói, loại dâm dược này chỉ có một cách giải, phải. Phải tìm một nam nhân cùng bọn họ hoàn hảo, mới có thể cứu bọn họ. Qua khỏi thời khắc sẽ vô pháp cứu họ, nhi tử của ta chết, chỉ còn có hai nữ nhi này, do vậy. Hy vọng có người trong các người nguyện ý cứu giúp hai nữ nhi của ta. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Để ta. À, một đám nam nhân hét lên. Mẹ bọn chúng nghĩ cứu Thiên Phong Song Kiều, ai ai cũng là anh hùng, ai ai cũng đòi cứu Mỹ. Thế gian này thật sự là có nhiều hảo nhân, nam nhân tốt rất nhiều. Những nữ nhân tại đó cũng nghĩ chửi ra, đáng kinh tởm, một lũ sắc lang. Từ Phiêu Nhiên cảm kích, đa tạ mọi người. Vào lúc này, ông chỉ có thể nói thế. Thi Bình không lý đến chúng nhân, đi thẳng vào khuê phòng Thiên Phong Song Kiều. Từ Phiêu Nhiên đứng chặn hắn lại hỏi, người muốn làm gì? Thi Bình đáp, ta muốn tiến vào xem xét. Từ Phiêu Nhiên kiên quyết, không được, ta tuyệt không cho ngươi tiếp cận nữ nhi của ta. Thi Bình nhìn thẳng vào lão nói, lão là lão già chết tiệt, muốn hay không muốn cũng phải ăn thạch đầu. Từ Phiêu Nhiên giận dữ, ngươi ăn thạch đầu thì có, ai cứu nữ nhi của ta cũng được, nhưng không muốn ngươi cứu, không lẽ thế gian chỉ mình ngươi là nam nhân? Hừ, nữ nhi của ta không muốn ngươi cứu. Ta nghĩ nhiều nhất một cước ông rớt vào nhà xí. Trừ khi ngươi giết ta, nếu không ngươi đừng vọng tưởng tiến nhập vào nữ nhi của ta. Trong mắt của Hy Bình ánh lên một tia thống khổ, từ từ chuyển thân, không thể quay lại nói, tốt lắm. Lão đầu, để hai nữ nhi đáng ghét của lão vì lão mà chết. Lão tử không quản nữa. Tứ cẩu đột nhiên lên tiếng, Hy Bình không quản, ta cũng không quản. Hy Bình, đợi ta với, chúng ta cùng nhau hát. Tứ cậu ta biết trong lòng huynh cảm thấy không vui, để ta cùng bang chúng đưa chúng ta đến nơi vui vẻ. Độc Cô Minh đối mặt Triệu Tử Huy rủ dê, chúng ta đến Vạn Hoa Lâu. Triệu Tử Huy suy nghĩ và trả lời, từ dưới mà nhìn lên. Có lẽ quay đi thuận lợi hơn,
Độc Cô Minh nói, đó là lời huynh nói với đệ. Hoa Tiểu Thiến nhìn sự háo hức của những nam nhân này, cảm thấy Dịch Vị có một điểm quá nhiều, nhẫn nại nói, trong các người, ai có khả năng liên tục? Em, liên tục trong 15 thời thần. A hát, đây là lời nói của kẻ nằm mộng phải không? Rất nhiều nam nhân trong lòng la lớn, 15 thời thần. Thật là chuyện cười, 15 phân chung cũng có thể. Vì sao muốn phải đủ 15 thời thần? Không có một nam nhân có thể kiên trì làm việc này một thời gian dài như vậy. Có nam nhân phản vấn. Hoa Tiểu Thiến giải thích, bởi vì nếu muốn giải hết dâm độc, phải trên 6 thời thần mới có khả năng dâm độc toàn bộ bài trừ. Nhưng dâm dục trong nữ nhân so với nữ nhân bình thường lợi hại hơn nhiều, hơn nữa, nam nhân phải có khả năng kiên trì đủ 15 thời thần mới có thể giải dâm độc trên người bọn họ. Như đã nói, nam nhân có thể kiên trì đủ 15 thời thần trên người bọn họ, chỉ có khả năng kiên trì 6-7 thời thần. Có vẻ muốn triệu tập cả ngàn nam nhân cùng nỗ lực. Lại có người buồn bã thở dài. Nhưng không thể có một nam nhân, hay hai, hoặc nhiều hơn mà dùng được. Hoa Tiểu Thiên kiên quyết nói. Nói cái gì nữa? Dâm độc trong người bọn họ rất kỳ quái, nói nhiều các người cũng không hiểu, đơn giản mà nói, lúc sử nữ mô của bọn họ bị phá, dâm dược trong người họ sẽ xâm nhập vào nam nhân qua dương căn, từ bộ phận này dược tính truyền đi khắp thân thể nam nhân, đem loại dược tính có trên thân bọn họ không thiếu bộ phận nào. Muốn giải dâm độc trên thân bọn họ, phải để loại dược tính này trong thời gian hoan ái cùng nội thể bọn họ giao lưu qua bộ phận duy nhất đó. Nói như thế, một nam nhân không được, hai nam nhân cùng với bọn họ hoan ái, sau đó cả hai người lập tức vong mạng. Ô hay, nàng không đánh lừa chúng ta chứ? Không phải chúng ta ngư ngốc, trên thế giới lấy đâu ra loại dâm độc này? Hoa Tiểu Thiến không ngại phiền hà, mặc dù mọi người rất cố gắng. Một người thì không chết, một số người chú ý đến câu hỏi này. Hoa Tiểu Thiến đáp, tất cả đều dính dâm độc, nếu như không cùng bọn họ giải dâm độc, thì ai cũng không toàn mạng. Để tính xem, ta không thử, trên thế giới này thiếu gì nữ nhân, lưu được rừng xanh không sợ thiếu củi đốt. Ta cũng không thử. Một nhóm nam nhân đều bỏ đi, Lãng Vô Tâm đột nhiên tiến tới, ta chỉ có khả năng cứu một người. Hoa Tiểu Thiến nhìn Lãng Vô Tâm hỏi, người kiên trì được 7 thời thần. Không có khả năng. Lãng Vô Tâm thật thà đáp, ta chỉ có khả năng 3-4 thời thần. Hoa Tiểu Thiến nói tiếp, người rất mạnh, nhưng 3-4 thời thần không sử dụng được. Ta là đệ tử Tiên Duyên Cốc, ta tự nhiên có biện pháp làm cho bọn họ tiết thân sớm. Hơn nữa, ta nghĩ không cần nhiều thời thần như thế. Từ Phiêu Nhiên nhìn Lãng Vô Tâm của Tiên Duyên Cốc, cũng rất tuấn mỹ, trong lòng liền có hy vọng. Tiểu Thiến, cho hắn thử đi. Cứu được một thì tính một. Lãng Vô Tâm nói, còn người khác, ta nghĩ thỉnh Lạc Thiên giúp cho. Lạc Thiên, chúng nhân kinh ngạc hô. Từ Phiêu Nhiên trầm ngâm một chút, cũng được. Lập tức một người của Đại Địa Minh đi thỉnh Lạc Thiên. Ha ha, loại chuyện này xảy ra có thật sự có hiệu suất cao tuyệt. Hoa Tiểu Thiến nói, có một số việc, ta phải nói trước, loại dâm dược này ám tàng một loại độc. Đối với loại độc này ta không biết, nhưng nếu như các ngươi không kiên trì để bọn họ thanh tỉnh, lập tức dâm tính tiết ra, sau đó bọn ngươi không bị dâm độc của bọn họ xâm nhập nội thể, cũng bị loại độc này độc chết. Có một khả năng. Loại độc này lúc bọn ngươi cùng bọn họ giao hoan thình lình phát tác rất mạnh mẽ. Như vậy, ngươi khẳng định muốn xả thân cứu giúp bọn họ. Từ Phiêu Nhiên kinh hãi, Tiểu Thiến, chuyện đó như thế nào? Hoa Tiểu Thiến đáp, Từ bá, việc này, Song Kiều bọn họ bổn lai hy vọng có thể cứu bằng không, cũng không biết ai độc ác như thế. Từ Phiêu Nhiên đột nhiên khóc lớn. Lãng Vô Tâm tiếp tục trầm mặt, không nói một lời. Rất nhanh. Người đi gọi Lạc Thiên đã trở về, lại mọi người nói một câu, thiếu minh chủ nói kiên trì không được thời gian dài. Lãng Vô Tâm vừa nghe câu đó, mặt ửng hồng, chuyển thân bỏ đi, có vẻ không chuẩn bị đề thương thượng mã. Tất cả nam nhân đều lắc đầu, bỏ đi rất nhiều. Đại tỷ, bọn họ không được, thì để tỷ phu đến. Hoa Tiểu Ba phát ngôn. Hoa Tiểu Thiến mắng, cái gì? Ngươi để Tử Hào đến. Huynh ấy đâu háo sắc, đệ không biết à? Triệu Tử Hào lúng ta lúng túng, Tiểu Ba, huynh không được. Hoa Tiểu Ba phân bua tỷ, đệ không nói đại tỷ phu, đệ nói nhị tỷ phu, là Hy Bình. Hoa Tiểu Thiến nghe xong, cuối cùng thanh thản, chuyển nhãn nhìn nữ nhân của Hy Bình, hỏi, đệ ấy được phép. Chúng nữ của Hy Bình gật đầu,
Dã Mân Côi nói, sợ chỉ sợ nhất loại độc khác, khả năng chàng bị độc chết. Nếu như Lãnh Như Băng ở đây, nhất định không lo lắng chuyện này, bởi vì nàng biết Hy Bình gần như vạn độc bất xâm thân thể. Hoa Tiểu Thiến mở to cặp mắt, hỏi lần nữa, các ngươi xác định đệ ấy có khả năng kiên trì đủ 15 thời thần. 30 thời thần cũng được, chúng nữ đồng thanh nói. Hoa Tiểu Thiến trấn tĩnh lại, quay qua Từ Phiêu Nhiên hỏi, Từ bá, người thấy sao? Từ Phiêu Nhiên ngừng than khóc, nghĩ một lúc lâu rồi trả lời, hắn bằng lòng không? Một loại độc khác có thể lấy đi sinh mạng hắn, còn hắn là người tự tư tự lợi. Ha, bá bá, không thể nói tỷ phu tiểu diệt tự tư tự lợi. Huynh ấy không có tự tư tự lợi. Hoa Tiểu Ba một câu không nghe. Ta có thể nhìn vào bên trong, chính yếu là hắn có thể kiên trì. Ta nghĩ là có thể thử một lần, nhưng cũng có khả năng ba người bọn họ có thể vì thế chết, ai? Triệu Tử Hào nhỏ nhẹ, Tiểu Thiến, nàng nói, nàng ở tại đó chăm sóc à? Hoa Tiểu Thiến nói, chàng nếu như nghĩ có vấn đề, có thể đứng cạnh thiếp mà nhìn. Đệ ấy muốn cứu Thiên Phong Song Kiều, bởi vì trong quá trình, có nhiều chuyện cần thiếp chỉ dẫn. Triệu Tử Hào lung túng lần nữa, đó là toan tính. Huynh không có khả năng bồi tiếp muội loại việc này, xảy ra chuyện này, nghe không hay. Muội là đại phu thì không có gì, huynh, nếu theo đứng bên trong đó, thì không còn mặt nhìn người. Chàng e sợ là chuyện này. Hoa Tiểu Thiến nói to. Triệu Tử Hào rất không tự nhiên, muội đừng gây khó khăn cho huynh, huynh không phải là người ở Trường Xuân Đường. Tốt lắm, tùy huynh. Hoa Tiểu Thiến bỏ qua phu quân nàng, quay lại Từ Phiêu Nhiên mà nói, Từ bá, việc này, cũng cần phải có bá bá nữa, vì lúc trước bá bá phải đuổi đệ ấy ra. Chúng ta có khả năng mời không đến. Nói lại, đó không phải việc khủng khiếp, bá bá tự mình đi, cũng để thể hiện thành ý. Nếu đệ ấy không đáp ứng tất cả, cũng có khả năng cùng hai nhi nữ của bá bá đồng xuống hoàng tuyền. Từ Phiêu Nhiên nói, đó, ai, bá bá sẽ thử. Vì hai nhi nữ, ông không biết xấu hổ bỏ đi ra ngoài, ai, vì là phụ mẫu. Hy Bình, chúng ta đi đâu? Tứ Cẩu hỏi. Ta muốn đi tìm Lạc Hùng để trình bày, chúng ta không nói với lão cũng đã tới Gia Lăng Trấn. Tứ Cẩu do dự, trình bày gì? Tựa hồ không hay lắm, vô duyên vô cớ tìm bọn họ. Người khác sẽ nói chúng ta vô lý làm dối lên. Hy Bình nghiêm túc hỏi, phải gặp à? Đương nhiên phải gặp rồi. Hy Bình nói, phải tìm ra lý do để đến, phải tìm được lý do đến và trình bày với lão. Tứ Cẩu, nghĩ nhanh nhanh, lý do gì thật hay đó? Tứ Cẩu biết Hy Bình vì việc Thiên Phong Song Kiều, trong lòng rất không vui, hôm nay muốn phát tiết, hơn nữa đẩy hắn làm phiền Đại Địa Minh cũng có thể tha thứ hay bỏ qua hoàn cảnh. Nhưng hắn biết đó không phải việc tốt lành, nên nhắc nhở, Hy Bình, nếu chúng ta đến trước cửa bọn họ bắt đầu diễn ca. Ta gọi 200 người của ta tới đây cho huynh. Có lẽ thiếu Hoa Tiểu Ba. Tứ Cẩu nói, không có Hoa Tiểu Ba, chúng ta có thể hát như trước. Tốt, Hy Bình hét lớn, chúng ta đến trước cửa bọn họ hát, nhưng, phải thu phí. Ta không nghĩ cho bọn họ nghe miễn phí. Tứ Cẩu đồng ý, chuyện đó rất dễ, các bang chúng của ta quyên góp rất thành thạo. Tới luôn, nhận luôn, bất chấp bị chửi và bị đánh chết. Đó là công việc của bọn họ, huynh để chăm trái tim. Nghe chúng ta hát, có thể không phải trả xu nào. Cũng không phải mọi người là người của mình. Hy Bình nghe xong, lôi Tứ Cẩu đi, nói lớn, nhanh lên, lập tức đến đó, tưởng rằng có thể dùng tài ca hát của ta để kiếm tiền, ta hưng phấn không thể ngủ được. Hai người đến trước cửa Bắc Lăng Trang, trên đường, Tứ Cẩu cũng tập hợp hơn 100 khất cái. Tới tới, Tứ Cẩu, nhanh chóng gọi bọn họ xếp hàng, một nửa đứng chuẩn bị thu tiền, một nửa ngồi chuyên môn phụ trách võ tay lớn lên. Hy Bình trước của Bắc Lăng Trang sắp xếp. Tứ Cẩu có năng khiếu làm bang chủ tiến hành chỉ huy, hoa tay múa chân nói, các ngươi không nghe à? Nhanh nhanh, chúng ta là siêu cấp tổ hợp chuẩn bị cho các ngươi biểu diễn. Một nhóm khất cai nâng đả cẩu bổng, cầm cái bát mục nát, ồn ào, bang chủ vạn tuế, hoàng công tử vạn tuế. Chúng tôi muốn nhìn tư thế anh hùng của bang chủ gõ bát, chúng tôi muốn nghe hoàng công tử hát. Hai người rất cảm kích, đa tạ các vị huynh đệ, các người là đều là người của mình, nên không thu tiền các người. Còn những người đi qua đây, các người phải thu tiền, nếu như không cho, lột y phục bọn họ, biết không hả? Biết rồi, đó là chức nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi nói về đạo đức chức nghiệp rất nhiều, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hy Bình rất vui sướng, quá tốt.
Tứ cẩu, chúng ta bắt đầu đi. Hôm nay thu nhập nhất định rất tốt. Tứ cẩu ngờ nghệch cười, đúng vậy, đúng vậy. Hy Bình và tứ cẩu đi đến đâu? Rất nhiều hồi đáp, chỉ là ca hát, nghe kìa, có vẻ từ một nơi rất xa truyền lại nghe thật là chướng tai, Hoàng Hy Bình lại ca hát. Nhưng hắn ta hát ở đâu? Vừa đi trở về thông báo cho Lạc Thiên là một đại địa minh võ sĩ thuật lại, tại trước cửa Bắc Lăng Trang chúng ta. Lúc ta vừa đi qua, hắn chưa hát, nhưng hắn tập hợp quần cái để thu tiền. Ta không muốn cho bọn họ, liền thấy Hoàng Hy Bình chạy lại, ta đành phải để lại toàn bộ tiền. Thật đáng thương, nguyên lai muốn đi khỏi nơi hỗn độn đó, thình lình lưu manh nắm lấy đòi thu phí. Hoa Tiểu Ba kinh ngạc nói, bọn họ vì sao muốn thu tiền? Bọn họ nói, hôm nay phàm ai đi qua đều là khách hàng của bọn họ, cho nên tất cả phải trả tiền. Hơn nữa khi từ chối sẽ bị xử lý. Chúng ta biết, nắm đấm của Hoàng Hy Bình rất mạnh. Ha, hôm nay ca hát có thu tiền nha. Ta cũng đi, ta cũng đi. Hoa Tiểu Ba nghe, lập tức nhanh chóng bỏ mọi người đi, để tránh nhiệm cho người khác. Hoa Tiểu Thiến nghĩ, hắn vẫn có tâm tình ca hát sao? Thật chẳng ra làm sao, nghe tiếng khóc thở nhỏ của ta cũng tồi hơn hắn. Nàng không biết, lúc này Hy Bình cao hứng hay thống khổ, nhưng không nghĩ tìm người tới đánh, hắn nồng nhiệt phát huy thiên phú ca hát. Trong lúc lờ mờ nghe Hy Bình ca hát, hay là cẩu hùng ra ngoài Âu, lão nghe lão tử ca hát không đi ra trả tiền. Lão tử giật lấy túi của lão, đánh đầu lão. Hay lão đầu là con lừa già, thình lình tránh xa ta bên ngoài. Ta làm lão làm. Hài hát, vậy cũng hát được à? Gần như tất cả mọi người đều cau mày. Vưu Túy nói, chàng gây chuyện huyên náo, tất cả do Từ Phiêu Nhiên lão làm bực mình. Từ Phiêu Nhiên phân minh, Vưu Túy, ta không tìm ngươi, ngươi không nên làm ta bực mình. Ta nhịn ngươi tới cực điểm rồi. Vưu Túy khinh thường, lão bước qua đây, ta không coi toái vân trưởng của lão ra gì đâu. Hoa Tiểu Thiến khuyên can, mọi người không nên tranh chấp, hãy lôi đệ ấy trở lại, cứu người rất quan trọng. Độc Cô Thi lo lắng, nhưng, khi chàng đang ca hát thì rất khó lôi đi. Có tỷ ở đây, đệ ấy không thể quay lại à? Hoa Tiểu Thiến hai mắt nổi lửa, bước đi từng bước. Ôn chết mất Lạc Hùng đang ở trong phòng lão cùng Kim Phát Mỹ Nữ ở một mình, thật sự nghe Hy Bình hát những bài kinh điển, tất cảm xúc đều tiêu tan. Mộng Cơ dùng tiếng Trung Nguyên đánh giá, tiếng ca hát đó thật khủng khiếp. Hoàng Hy Bình Lạc Hùng nghiến chặt răng, thật là thằng trời đánh, lúc nào cũng đáng ghét. Lão mở cửa đi ra, Mộng Cơ cũng theo sau lão. Nàng ta nghe những tiếng hát đang ghét, cũng muốn đi cùng Lạc Hùng ra xem người đáng ghét nào ca hát. Lạc Hùng vừa đi ra, nhìn thấy Lạc Thiên đi lại, lão hỏi, nhi tử, đó là chuyện gì vậy? Lạc Thiên đáp, do Hoàng Hy Bình phát thần kinh. Hắn và tứ cẩu trước cửa của mình bài trận lớn, phàm người nào đi qua đều bị cưỡng bách thu phí, một số võ lâm nhân sĩ không nghe, đi tới lý luận, đều bị bọn họ bắt lấy hết tiền trên người. Một số phản kháng, bị đánh chảy máu đầu, hiện tại không ai dám nữa, hơn nữa còn cũng hạ lệnh cho mọi người trước hết cố nhẫn nại. Lạc Hùng hỏi tiếp, hiện nay hắn không đáp ứng cứu Thiên Phong Song Kiều hả? Lạc Thiên trả lời, Từ Phiên Nhiên không cho phép hắn tiến nhập Thiên Phong Song Kiều. Vì chuyện gì biết thành như thế? Lạc Thiên suy luận, con cũng không thể mong chờ Từ Phiêu Nhiên trở về chỗ của võ lâm tứ đại thế gia, nhưng cũng rất hận Hoàng Hy Bình. Thiên Nhi, chúng ta đi ra, nhanh cản hắn lại, để hắn chết trên bụng Thiên Phong Song Kiều. Loại người này mà còn sống, thật sự làm người vô phương nhẫn nhịn, hà huống sống ngay dưới mắt ta nữa chứ? Sao không trả tiền hả? Hy Bình nắm một võ sĩ vừa đi ra khỏi Bắc Lăng Trang. Hắn gần như hét vào tay kẻ đó, ngay lập tức hát vào tai võ sĩ hay ra. Võ sĩ kiên quyết, ta không cho, ta cũng không sợ tiếng hát của ngươi. Tai của ta không thể sử dụng tốt được, âm thanh gì cũng không mẫn cảm. Tứ cầu và Hy Bình đồng thời kinh ngạc, sao người này thình lình bị điếc. Không thể dọa bỏ chạy, nguyên lai đối với bọn họ hát điếc tai cũng không ăn nhầm gì. Nhưng, không cần biết có nghe hay không nghe, tất cả đều phải trả tiền. Hy Bình dừng ca hát, hét lên, ngươi không cho phải không? Ngươi nói cái gì? Do võ sĩ phảng phất không hiểu lời nói. Trán của Hy Bình cũng mạnh vào mặt hắn, hắn kêu đau đớn, Hy Bình nói, các huynh đệ, lột y phục hắn, xem hắn dám giả điếc hay không? Tứ cẩu gõ bát một cái rất mạnh, hét to, các huynh đệ, mang cho hắn một phiếu. Hy Bình khựng lại,
Lập Tứ đứng tấn bắt đầu mở miệng hát, thật sự nhìn thấy một nhóm người từ Bắc Lăng Trang đi ra, có thể nói có khoảng 100. Hắn nghĩ, phát tài rồi. Hoàng Hy Bình, người hát rất vui sướng phải không? Lạc Thiên cười khinh. Sao hắn thình lình không tức giận? Kỳ lạ thật. Hy Bình nhìn khuôn mặt đang cười của hắn hỏi, Lạc Thiên, người cùng ta ca hát không? Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta không có thiên phú âm nhạc. Vậy ta phải làm sao? Vết thương trên tay ngươi lành rất nhanh à? Hy Bình không sảng khoái, Lạc Thiên, tiểu tử ngươi muốn vết thương ta không lành à? Không thể ngờ nhát kiếm của ngươi cũng rất cao thượng, người của ta mỗi lần nhận kiếm thương, bị thương vẫn có thể tiếp tục đánh tốt. Chúng ta đánh lại một lần nữa nhé. Lạc Thiên cười nói, ta không đánh, ta tới để nghe ngươi ca hát. Nghe ta ca hát, Hy Bình ngớ ngẩn, thình lình trong lòng vui mừng, nói to, Lạc Thiên, con mẹ ngươi đúng là thủ lĩnh, nhanh nhanh lại đây, nghe hát phải thu phí. Miễn phí cho người bên dưới ngươi nghe, những người không nghe, có nhiệm vụ thu phí sau này được nghe đặc biệt. Sau này ta mỗi lần hát phải thu phí, ha ha. Các huynh đệ, lui lại, để lấy khoảng trống cho thính giả mới. Tứ cẩu hét, quần cai lui về phía sau, nhường một khoảng trống, nhưng vừa thấy mọi người của Bắc Lăng Trang đi ra, nửa số khác cái tiến lại thâu tiền. Lạc Thiên nói, chậm đã, chúng ta có thể đưa tiền, nhưng chúng ta chỉ mua bài hát của ngươi, sau khi ngươi hát thì trở về, thế nào? Hy Bình nói, hay thế nào? Ngươi có hảo tâm cho tiền nghe hát, ta muốn ca hát cho bọn ngươi nghe. Nếu như bọn ta không trả tiền, Lạc Thiên uy hiếp nói. Hy Bình nhìn quần cái không dám vọng động, bọn họ tự hồ đã biết nhóm người Bắc Lăng Trang không thể quấy rầy, chỉ đừng chờ ban tặng, không dám làm mạnh. Hắn nghĩ, thủ hạ của tứ cầu tựa hồ e sợ, thật là đám người nhát gan. Hắn cũng mỉm cười, tốt quá, ngươi không trả tiền, miễn phí cho ngươi một kim khúc, âu hay ra. Tỷ phu, đợi đệ với, đệ cũng muốn gia nhập. Thanh âm Hoa Tiểu Ba truyền tới. Tứ cầu lập tức nói, vị huynh đệ nào lập tức đưa bát cho đồ đệ ta. Lập tức có một số người nâng bát lên đưa qua Hoa Tiểu Ba, hắn tiếp lấy bát, nói tiếp, ngươi đưa đả cầu bổng trong tay cho ta. Ta gõ một khúc phong tao nhập cốt cho các ngươi nghe. Tuyệt đối phát ra mùi vị tình mẫu cầu. Hoa công tử quá tốt, quần khất cái hét lên. Hy Bình hét lên, Tiểu Ba, chuẩn bị tốt chưa? Hoa Tiểu Ba đáp lại, tỷ phu, tất cả đã sẵn sàng. Tốt, tấu nhạc, âu hay ra alo. Hoàng Hy Bình, đệ cũng hát tồi như thế sao? Theo tỷ trở về, đó là âm thanh Hoa Tiểu Thía cắt ngang tiếng hát của ca thần, chỉ thấy tỷ ấy kéo tai Hoa Tiểu Ba, mắng, gọi đệ đến làm huyên náo cùng đệ ấy à? Tỷ, tỷ, không phải, không phải, đau quá. Hoa Tiểu Ba kêu thảm liên hồi. Hoa Tiểu Thiến hỏi, đệ còn dám nữa không? Hoa Tiểu Ba nói nhỏ, tỷ, đệ không dám. Hy Bình nhìn thấy Hoa Tiểu Thiến rất lớn, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy khó đối diện lần đầu với nàng. Hắn nói, Thiên Phong song kiều tốt chứ. Hoa Tiểu Thiến mắng lại, đợi hỗn đản ngươi trở về cứu. Đệ, Hy Bình chỉ mũi mình thắc mắc, tỷ không biết đệ đang ca hát mà. Đệ không theo tỷ trở về. Hoa Tiểu Thiến hét lên. Chúng nhân nghĩ, sao lại đối với muội phu của mình như thế này. Nhưng Hy Bình có phản ứng không ngờ. Cúi mặt nhưng đáp lại, trừ khi từ lão đầu cùng đệ hát một bài. Từ Phiêu Nhiên mặt trắng bệch, ngươi nói, để ta cùng ngươi hát à? Hy Bình không khách khí, đúng, đó là niềm vinh hạnh của lão. Lão hãy nhìn, ta hát ca tại đây, biết bao nhiêu người ủng hộ, nhưng cũng nhận rất nhiều tiền. Lão tới đây, ta phát cho lão một phần công tiền. Từ Phiêu Nhiên nét tang khóc đầy mặt, ta bồi ngươi hát, ngươi phải trở về cứu nhi nữ ta được không? Đương nhiên, ta người rất giữ chữ tín. Tốt lắm, hát bài gì? Hy Bình nói, lão không có thiên phú ca hát, người đã già nên khí bất túc. Ta tuyệt không để lão hát xấu xa của chiêu bài ca thần. Lão học Tiểu Ba và tứ cẩu gõ bát cho tốt, hiện tại không thể tìm xô sắt bảng sắt các loại, sau này gặp lại sẽ dạy lão đập xô sắt. Sau này cũng muốn, Từ Phiêu Nhiên đau khổ nói. Điều đó tất nhiên, chúng ta là người nhà. Tự nhiên hợp tác lâu dài mà. Lão nói, chúng ta không phải người nhà. Nếu như vậy, ta không trở về. Từ Phiêu Nhiên vì tính mạng hai nhi nữ, biết rằng hắn đang uy hiếp, cũng phải đáp ứng, chúng ta là người nhà, hợp tác lâu dài chữ dài ông ta kéo ra rất dài, giống như lời ca thán đau khổ. Tiếng vỗ tay đột nhiên nổi lên, Lạc Thiên kích thêm nói,
hoan nghênh Võ Lâm tứ đại thế gia thành nhạc đội, vì mọi người hát một khúc, mọi người vỗ tay. Vì thế, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hy Bình thật sự vui mừng nhìn xung quanh, lần đầu nhìn thấy kim phát mỹ nữ gần bên Lạc Hùng, cảm giác rất ngạc nhiên, thấy nàng ta không vỗ tay, liền đi tới. Đến trước mặt kim phát mỹ nhân, hay, nàng vì sao không vỗ tay? Tóc trên đầu là gì vậy? Chắc không phải do Hoàng thượng ban phát, để ta nhìn một chút. Hắn quả nhiên đưa tay tìm xem, liền bị Lạc Hùng đưa tay gạt tay hắn ra, há chửi, uy, là Cẩu Hùng, sao ngươi vỗ vào tay ta? Không muốn nghĩ đến thân hình này à? Lạc Hùng nói, không được động đến nàng ta. Ồ, ta động đến nàng ta, đâu phải chuyện của lão phải không? Có một sự khác biệt là ta động vào bằng ngọc thủ, thật kinh tởm, biến thái. Hy Bình đang nói, đưa hữu thủ lên, hắc hắc, không làm mỹ nữ do Hoàng thượng ban phát này, thề không làm người. Đó là bản sắc vô lại và lưu manh, Mộng Cơ nhìn hắn muốn có một động tác, bất giác lùi về sau. Lạc Thiên tránh trước mặt Hy Bình, nói, Hoàng Hy Bình, bà ta là kế mẫu của ta. Hy Bình kinh ngạc, ồ, Lạc Thiên, người nói bà ta là kế mẫu. Bà ấy nhìn còn trẻ hơn ngươi, làm thế nào là kế mẫu của ngươi? Hắn nhìn Lạc Thiên, cũng nhìn Mộng Cơ phía sau Lạc Thiên, đưa mặt từ Lạc Thiên sang Lạc Hùng, một loại ngữ điệu khinh thường ngân nga, vô sỉ, sắc lang, lão sắc lang. Lạc Thiên nói, ngươi. Lạc Hùng không quản, Thiên Nhi, không quan tâm hắn nói, hắn tự biết mình nói gì. Hoàng Hy Bình, nhưng chỉ hát bài hát của ngươi, hát xong trở về cứu người, người khác lấy tiểu thiếp thì có chuyện gì tới ngươi? Hoa Tiểu Thiến chửi. Hy Bình chuyển thân, vừa đi vừa nói, tỷ nghĩ đệ là ngựa giống à? Đệ bổn lai là ngựa giống. Đó không phải lời của Hoa Tiểu Thiến, rất nhiều người cũng nói thế. Nam nữ tất cả đồng thanh nói như thế, hắn nghĩ không thừa nhận cũng đã thừa nhận. Do đó, ngựa giống đã phát ra tiếng hát, trong thanh âm hỗn tạp phát ra một tiết tấu là tiếng gõ bát, đó bởi vì Từ Phiêu Nhiên không có kinh qua lớp huấn luyện âm nhạc, do vậy. Sau khi gặp lại Thiên Phong Song Kiều, hiện tại thật sự có một đoạn nhật tử, Hy Bình tự cảm có một chút đối với bọn họ, cùng bọn họ có tình cảm hỗn tạp. Đại khái có thể nói từ khi trước cửa địa ngục môn, tỷ muội có lẽ thật sự thích hắn. Tuy nhiên, hắn thích bọn họ, có phải cũng trong thời gian đó. Thiên Phong Song Kiều có lẽ đối với hắn trong mắt không phải xinh đẹp lắm, nhưng thật sự là tuyệt mỹ, đều làm người ta muốn có bọn họ, bởi vì bọn họ có khuôn mặt mỹ lệ giống nhau. Nghĩ xem. Nếu đồng thời có bọn họ, thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Cả hai cùng là bảo bối cực kỳ xinh đẹp. Hy Bình tiến đến bên Thiên Phong Song Kiều nằm trên giường. Bọn họ tất cả bị trói lại, trói thật chặt, dây trói dắt quanh thân hình xinh đẹp cực kỳ bọn họ. Bọn họ vô phương vùng vẫy, nhưng hai khuôn mặt đẹp giống nhau đến nỗi không thể nhận ra do cùng có một loại biểu tình, dâm đãng. Dâm đãng, thật sự không thể dùng trên thân Thiên Phong Song Kiều. Tuy nhiên, thời khắc này bọn họ phản ứng làm cho Hy Bình một ấn tượng, thật sự dâm đãng vô cùng. Dục hỏa thiêu đốt song nhãn của đãng phụ vô cùng yêu mị, nhiệt tình tràn đầy vô cùng, hiện tại hương những hạt mồ hôi của bọn họ bị dục hỏa thiêu đốt làm khuôn mặt mềm mại đỏ hồng. Hai cái miệng nho nhỏ cùng bộ dạng tính cảm mở ra, nhiệt khí từ trong cái miệng nhỏ bốc lên, thở gấp theo một tiết tấu, thấy rõ bộ ngực bị mở tung làm hiện ra hai đồi ngọc phong bành trướng. Tỷ xác định đệ không bị độc chết à? Hy Bình quay mặt lại, nhìn Hoa Tiểu Thiến đột nhiên hỏi. Lúc này, trong phòng Thiên Phong Song Kiều, chỉ còn có hắn và Hoa Tiểu Thiến. Hoa Tiểu Thiến đáp, tỷ đã làm mọi thứ có thể làm, nhưng không dám bảo chứng ba người các ngươi không thể chết. Việc này, đệ còn hỏi gì nữa không? Hy Bình nói, còn, rất nhiều. Đệ hỏi đi. Hy Bình cười cười, đệ có thể không làm không? Không thể, đệ không sợ chết mà phải không? Đương nhiên sợ chết. Có người nào mà không sợ chết? Bất quá, đệ là người không dễ gì bị dung dịch độc chết. Đoán vận mệnh. Vận mệnh đệ rất dài sao? Hoa Tiểu Thiến tranh thủ nói. Hy Bình kinh ngạc, hay, tỷ làm sao biết được? Hoa Tiểu Thiến giận dỗi, đệ là một loại người, có thể nói như thế này, tỷ không muốn cũng thể thể biết. Tỷ thật sự lợi hại như thế. Đúng như vậy. Hy Bình thấy kỳ lạ, ồ, không quái lạ là vật nhỏ đó có thể ăn đệ. Nguyên lai do tỷ quá lợi hại. Hoa Tiểu Thiến biết rõ hắn nói ăn là gì. 5 năm trước nàng hồ đồ hiến thân cho hắn. Mặt nàng đỏ giống như mặt của Thiên Phong Song Kiều, tựa hồ đã ăn phải xuân dược vậy. Nàng nói, đệ,
Đệ thì biết gì chứ? Vâng, Hy Bình thì biết gì, lúc ấy hắn còn là một đứa bé mà. Hy Bình đáp, đệ nghĩ đệ 20 năm trước tất cả là Sử Nam. Chỉ mình nghĩ mình là Sử Nam, nhưng ai biết, nguyên lai lúc ăn nàng thì không biết. Đệ tất cả do nữ nhân xấu hại. Ai ra, thân Sử Nam của đệ vì sao kết thúc sớm thế? Thân Sử Nữ của tỷ vì sao kết thúc sớm thì có? Đệ là hỗn đản, hiện tại là chánh nhiệm của tỷ. Hại tỷ đêm tân hôn bí tử hào thẩm vấn. Hoa Tiểu Thiến u oán. Tỷ hồi đáp ra sao? Hoa Tiểu Thiến cúi mặt, tỷ nói, thiếu thời tỷ không cẩn thận bị phá. Ồ, lời giải thích đó có được không? Sau này đệ muốn tỷ giải thích như thế nào? Không cần giải thích gì hết, ha ha. Hy Bình cuồng tiếu. Hoa Tiểu Thiến lột y phục hắn, nhún nhảy nói, đệ cũng cười. Biết trước đệ không tốt mà, tỷ không thể không sớm thất thân. À, đó không phải trách nhiệm của đệ, trách nhiệm của đệ là gì? Đệ lúc đó còn đái dầm mà, không thể làm ra loại việc đó. Tỷ cũng quá xấu, tỷ là tiểu nữ nhân xấu, làm đệ bây giờ phải e sợ tỷ. Hoa Tiểu Thiến u sầu, lúc này sao không thấy đệ sợ? Bởi vì hiện tại chỉ có hai chúng ta. Thiên Phong Song Kiều mơ mơ hồ hồ chỉ có thể rên rỉ, bọn họ căn bản không biết chúng ta nói gì. Hắn đề cập đến Thiên Phong Song Kiều, Hoa Tiểu Thiến nghĩ chính sự đã tới, thả hắn ra rồi nói, đệ đến đây không phải phàn nàn với tỷ. Tỷ phải nhanh chóng chỉ dẫn mọi việc, tỷ muội bọn họ mau chóng không hay rồi. Hy Bình nhìn Thiên Phong Song Kiều khiêu gợi nhập cốt trên giường, thở dài, đệ cảm giác bọn họ giống như mọi người tràn đầy sức sống, tỷ cởi dây trói trên người cho Từ Hồng Hà đi. Đệ không tự mình giải thoát à? Hy Bình nói, đệ muốn tự giải thoát y phục cho mình, hoặc tỷ giúp đệ giải thoát nhé. Hoa Tiểu Thiến đưa mặt nhìn hắn, tỷ không thích đệ. Ha ha, Hy Bình cười lên, hắn vừa cười vừa cởi bổ quần áo, sau đó nói, Hoa Tiểu Thiến, không nên luôn đối xử với đệ như thế, tỷ còn chỉ dạy gì cho đệ nữa. Loại việc này cũng muốn tỷ dạy. À, nàng quay đầu sang bên, nàng nhìn thân hình lỏa thể của Hy Bình. Dương căm nam tính trên cơ thể so với trượng phu của nàng cường tráng hơn, gần như hoàn mỹ và kiện mỹ. Ở giữa khố là cự vật nàng mới thấy qua, nàng nhìn chòng chọc vào cự vật một hồi, mặt đỏ dần lên nhưng thị nhìn Hy Bình, đệ. Đệ sao có cự vật lớn như thế? Hy Bình thản nhiên cười, tiến lên một bộ, ủng hộ nàng tiến vào trong lòng, cảm thán nói, đệ nghe phụ thân đệ nói, tỷ trước rất thích gọi đệ là xấu hầu tử, sau này lớn lên muốn làm thê tử đệ. Nhưng bây giờ đệ xuất hiện, tỷ lại là thể tử người khác. Hoa Tiểu Thiến úp mặt vào lòng hắn u oán, sau đó tỷ không nghĩ đệ lớn lên có bộ dạng. Bộ dạng mê người này, thiếu thời đệ thật sự là rất ốm, nhưng khuôn mặt ốm của đệ cũng rất dễ nhìn. Chỉ không thể nghĩ đệ lớn lên, có thể biến thành cuồng tráng. Tỷ rất khó quên được đệ, có lẽ vì đệ và tỷ sống cùng nhau thuở nhỏ quả là một ký ức đau khổ. Nàng cảm thấy cự vật của Hy Bình chĩa thẳng vào tiểu phúc của mình, tim nàng đập nhanh so với bình thường rất nhiều. Vô luận vì sao, đó là vật trên người nam nhân sự ủng hộ nàng, một lần sớm đã tiến nhập vào thân thể nàng. Đó vĩnh viễn không thể là sự thật, tuy nàng hiện giờ là thê tử người khác, nhưng nàng không có khả năng quên nổi đau đầu đời. Sự kiện nếu đến từ thời niên thiếu của nàng. Nước mắt của nàng rơi ra, nói tỷ nghĩ đệ không thể xuất hiện nữa. Nhưng đệ thình lình trở thành trượng phu của muội muội. Tỷ đã có trượng phu và nhi tử của trượng phu, tỷ chỉ có khả năng lựa chọn đệ ở trong tim, đệ có biết hay không? Hy Bình nói, đệ có thể hiểu, kỳ thật, đệ thật sự không thể nghĩ hình ảnh đệ có trong cuộc sống của tỷ. Sở dĩ xin tha thứ cho đệ, đệ thật sự không cảm thấy đau khổ, chỉ là có phần ân hận. Tỷ tới với đệ thật sự là ban sơ, lần thứ nhất vĩnh cửu, vào cái thời mông muội của đệ về nữ nhân. Vâng, Hoa Tiểu Thiến từ tốn một tiếng, đệ đến cùng Song Kiều hoàn hảo đi. Tỷ trông một bên, cũng không biết có đủ khả năng khống chế. Tử Hào nói không sai, đệ là thợ săn cường tráng rất mê hoặc nữ nhân. Hy Bình thả nàng ra, nói, kỳ thật tỷ có thể ra ngoài, bởi vì đệ căn bản không chết, đệ vạn độc bất xâm chi thể, tất cả các loại độc đều có khả năng giải, chỉ là không có khả năng giải dâm dược. Muốn giải dâm dược, đệ phải cùng bọn họ ân ái phong cuồng. Tỷ không ra ngoài, tỷ vào muốn ở cùng đệ một thời gian. Bởi vì sau này không có cơ hội như thế này, đệ và bọn họ làm việc, cũng không cần cởi hết y phục bọn họ bây giờ không cần thiết phải thế.
nơi thầm kín riêng tư của bọn họ sớm đã ẩm ướt, để chỉ cần xé tiểu khố của bọn họ ra, có thể trực tiếp tiến nhập. Hy Bình giật mình, tỷ cho là đệ thô lỗ vậy sao? Đệ không thô lỗ đã không làm, đầu tiên cởi trói cho bọn họ. Bọn họ sẽ cùng nhau tiến đến bên người đệ làm loạn, tỷ căn bản không thể cởi quần áo cho bọn họ, sở dĩ vậy tỷ đề nghị đệ xé. Từ nhỏ đệ trường hợp cùng thô bạo. Thật hả, có phải tỷ nói ngược phải không? Lúc thiếu thời tỷ cường bạo với đệ. Hoa Tiểu Thiến xấu hổ, đệ không muốn tỷ thô bạo với đệ nữa à? Hy Bình e sợ, thôi khỏi. Nói rồi, hắn vươn thẳng cự vật, hướng tới giường Thiên Phong Song Kiều đi tới. Bắc Lăng Trang, trong phòng Lạc Hùng. Lạc Thiên nói, phụ thân, theo như hồi báo, Hoàng Hy Bình bắt đầu đi vào tuyệt lộ. Tốt, Lạc Hùng thét lớn, chúng ta đợi tin tức mới nhất. Lạc Thiên cười, còn cho phép bọn họ lấy được tin tức Hoàng Hy Bình tử vong, trở về báo cáo một lần thôi. Ha ha, phụ tử chúng ta ngồi tại đây chờ tin tức, Hoàng Hy Bình thật sự rất đáng hận. Tuy nhiên, ba bốn thời thần tiếp theo, bọn họ không thấy người trở về hồi báo, trong tim bọn họ bắt đầu hồi hộp, chẳng lẽ kế hoạch này thất bại sao? Hoàng Hy Bình thật sự được làm bằng gì? Không lẽ đánh nhau trên giường hắn là một con ngựa giống, hoặc bách độc bất xâm đúng là quái vật mà? Hoa Tiểu Thiến ngồi kế bên giường, nhìn Hy Bình trên người từ bạch lộ đánh phá, tất cả năm thời thần đã qua, hắn vẫn còn như mạnh mẽ như long hổ. Thật không phải là người. Sau khi dùng phương thức mãnh liệt khai mở tiến nhập vào nội thể từ Hồng Hà, không ngừng tấn công. Tình hình giống như cuồng sư phát tình chưa bao giờ biết mệt mỏi. Thiên Phong Song Kiều thật sự bị hắn làm ngất đi nhiều lần, nhưng dâm tính trong nội thể không hoàn toàn mất hết. Mỗi lần tỉnh lại, mỗi lần bọn họ tiết thân, thật choáng váng. Hoa Tiểu Thiên từ kinh hãi sang e sợ, cự vật đó của hắn cứ lớn lên. Nhưng mỗi lúc hắn đẩy vào rút ra, nàng cũng phát giác ra, thấy vật đó thình lình có biến hóa, bất luận chuyện gì hắn cũng có thể duy trì với thể lực của hắn. Hỗn đản này đúng không phải là người. Song Kiều kêu la thống khổ không thể phụ nhân là do hắn. Thật sớm biến thành tiếng kêu thống khoái của tính ái phong cuồng. Nàng bận rộn ở đây, nhìn thấy tình hình này, tim sớm đã loạn nhịp, hạ thể ẩm ướt vô cùng, tiểu tiết khố của nàng đã ướt đẫm, mật huyệt của nàng cảm thấy trống rỗng vô cùng. Nàng cũng muốn cự vật của Hy Bình tiến nhập vào tao huyệt của nàng lần nữa. Trong quá trình này, nàng bất giác tự mình vuốt ve mình, từ nhũ hoa đến bắp đùi nàng, bộ ngực trong áo rất căng ra rất to. Hai đỉnh nhọn tạo bởi nhũ nhi bạo trướng ẩn ẩn hiện hiện ra ngoài. Những giọt mồ hôi là những giọt tình chảy tràn trên rãnh giữa đôi nhũ phong. Lúc này, nàng đưa một tay vào trong tiểu tiết khố, vuốt ve nơi thầm kín đang nóng và ẩm ướt của nàng. Hy Bình toàn thân đầy mồ hôi, phản chiếu thân hình cường tráng của hắn trong ánh sáng. Từ bạch lô đang la dâm dưới thân hình của hắn, sau mỗi lần hắn kích xuống chỗ thầm kín của nàng. Trải qua một thời gian rất dài, dâm tính trên thân nàng dần dần phát tán, hơn nữa vì Hy Bình nằm xuống khi làm tình, khí tức vốn có trong nội thể có công dụng hòa giải âm dương, nàng thật sự hồi phục một nửa lý trí. Hy Bình, từ bạch lộ trong lúc rên rỉ, nói lớn danh tự Hy Bình. Đó là trong quá trình, nàng kêu lần đầu tiên là danh tự của hắn. Hơn nữa xuân ý tràn đầy trong hai con ngươi của nàng ngưng thị nhìn hắn. Làm cho Hy Bình ngạc nhiên thích thú, hắn hỏi, nàng đã tỉnh rồi à? Con ngươi trong mắt từ bạch lộ say mê xạ ra tia lẫn tránh dày đặt tu ý, nghi hoặc đúng, chúng ta sao thế? Nàng bị chúng dâm độc, sở dĩ do không biết đề phòng Hy Bình một bên nói, lúc này làm hết sức phủ nhận. Ặc ặc, chàng tiến nhập, từ bạch lộ oán hận, thiếp và muội muội tất cả đều bị chúng dâm độc à? Đúng, không biết ai khuyết đức như thế. Ta kỳ thực không thích trong lúc các nàng mơ hồ tiến nhập các nàng. Ta muốn đợi các nàng tỉnh lại mới tiến nhập với các nàng lần nữa. Từ bạch lộ không hiểu, cảm thấy không có cảm giác xấu hổ à. Vô luận có chuyện gì, chỉ muốn là chàng và bọn thiếp đều nguyện ý. Có lẽ rất tốt đẹp, phụ thân không gây khó khăn cho chúng ta. Dâm độc này ai hạ, thật sự không quan trọng, quan trọng là, chúng thiếp là người của chàng. Hơn nữa, chàng làm chúng thiếp khoái lạc. Thật sự rất khoái lạc, tuy nhiên lúc trước chúng thiếp không biết, nhưng đối một số cảm giác hoặc có thể là ký ức, đó là thống khổ, chúng thiếp cũng có ký ức. Hy Bình, hiện tại người cảm thấy hưng phấn. Nàng nhìn thần hình kế bên đang ngủ là Từ Hồng Hà, nhìn hạ thể muội ấy thấy có huyết hồng, cảm thấy hạ thể mình căng ra đau vô cùng. Tuy nhiên do Hy Bình táo bạo, cọ sát làm khoái cảm vô cùng,
trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Đó là nam nhân mà bọn họ rất yêu thích, và đang cùng bọn họ làm chuyện thân mật. Nam nhân này bình thời rất vô lại, vào lúc thật sự phong cuồng vô cực, làm bọn họ yêu đến phát cuồng. Âu, âu, Hy Bình, Hy Bình, Thiến muốn, Thiếp cũng muốn, tiếng rên rỉ này phát ra từ miệng Từ Hồng Hà, chỉ thấy nàng mở cả hai mắt trong lúc ngủ lịm, nhìn chòng chọc vào hai người, kinh ngạc, Hy Bình. Hy Bình mỉm cười, nàng tỉnh rồi à, giúp ta lau sạch mồ hôi. Sau một khắc, một cái áo vải trước mặt Hy Bình, áo vải rời ra phía mặt sau của hắn. Hắn quay mặt nhìn, lau mồ hôi cho hắn chính là Hoa Tiểu Thiến. Cái áo vải nàng đặt trên thân là ngoại y, không biết lúc nào đột nhiên cởi ra. Trong lòng hắn chợt kinh ngạc, Từ Hồng Hà có điểm mơ hồ nóng bức trở lại, dương cụ từ trong mật huyệt từ bạch lộ rút ra, nói, hai tỷ muội các nàng đến đây cùng nhau. Hắn đặt Từ Hồng Hà đang nóng bừng trên người từ bạch lộ, để Từ Hồng Hà đang nóng bừng nắm úp trên bùng từ bạch lộ, quần áo trên nửa thân của hai nàng được tống khứ, nhưng dưới eo toàn bộ không có gì bao bọc, lúc này nằm úp ép lên chỗ đó. Cả hai mật huyệt giống nhau cực kỳ nằm đối nhau thật sự mỹ diệu xuất hiện trước mắt Hy Bình, làm tim hắn có một trận rung động, cự vật lại dựng dậy, song thủ trống trên giường, đồn bộ tiến lên, đầu tiên tái tiến nhập mật huyệt Từ Hồng Hà, dẩy mạnh vào trong. Từ trong mật huyệt Từ Hồng Hà rút ra, đồn bộ hạ thẳng xuống, dương căn tựa như linh xà nhập động, rất chuẩn xác sắp nhập vào mật huyệt từ bạch lộ. Lúc này, trời đã hoàng hôn, chúng nhân bên ngoài đang lo lắng và chờ đợi. Triệu Tử Hào nói, tất cả đã sáu thời thần, cũng chưa ra. Hoa Tiểu Ba lo lắng, không biết tỷ phu làm việc tốt không? Chỉ là không ai có thể làm, chỉ là thần thoại. Bọn họ đợi trong lo âu, hồi tưởng. Hai phụ tử tại Bắc Lăng Trang cũng lo lắng giống như mọi người. Hy Bình đẩy mạnh vào trong mật huyệt từ bạch lộ rồi rút ra, cự vật đó vẫn cứ dựng thẳng, bởi vì có nhiễm máu xử nữ của lưỡng nữ, giống như một con hồng long tàn khốc. Một khắc hắn lại chuyển thân, một lượng hỏa nhiệt từ thân thể nữ nhân chuyển qua thân hắn, miệng bồn chồn nói, Hy Bình, cho tỷ, tỷ. Tỷ muốn đệ. Hy Bình cố gắng ôm Hoa Tiểu Thiến, quần áo ở thân trên toàn bộ cởi ra, nhũ nhi vì vậy ló ra. Sữa chảy tràn ra, thấm qua ngực hai người, ở giữa hai người tỏa ra mùi nhũ hương. Nhục thể của Hoa Tiểu Thiến, lắc lư, nàng ngồi trên hai chân của Hy Bình. Nơi thầm kín mạnh dạng hương đế đầu đu ân vật của Hy Bình, nhưng dương cụ của Hy Bình dần dần mềm lại hạ xuống. Hắn nhẹ nhàng không mở động tình chi cực của nàng, ngưng thị nhìn nàng, thở một hơi, Tiểu Thiến, mặc dù tỷ và đệ là ban sơ, nhưng, chúng ta nếu tiếp tục, thật sự là không hay. Hoa Tiểu Thiến bị lời nói của hắn giật mình tỉnh lại, kiểu thế thẳng lên. Sau một lúc, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, ai oán, vì sao đệ đến trễ một năm. Hy Bình vuốt ve sống lưng mềm mại của nàng, nói, đệ biết tỷ không tiếp tục quên tất cả về đệ. Nhưng, mọi việc đều được định trước, tỷ là thê tử của Triệu huynh, đệ không thể có lỗi với huynh ấy, bởi vì huynh ấy và đệ là bạn tâm giao. Hoa Tiểu Thiến rơi nước mắt nhìn hắn, thật sự không hay à. Hy Bình cúi đầu lau nước cho nàng, đệ rất muốn tỉ, nhưng, đệ có thể háo sắc, có thể vô lại, thậm chí vô sỉ, cũng có thể cưỡng gian một nữ nhân. Đệ không thể muốn tỉ, cho dù tỉ vạn lần nguyện ý, bởi vì đệ cũng có một nguyên tắc. Nếu đệ bỏ nguyên tắc này, thì đệ còn không thể nhìn được chính mình. Đệ xử sự như vậy bởi vì tỉ là thể tử của Tử Hào. Đúng, Triệu huynh là nam nhân tốt, đối xử rất tốt với đệ, tỉ hiểu không? Hoa Tiểu Thiến đột nhiên nói, hôn tỷ. Hy Bình không do dự, cúi đầu hôn vào đôi môi nóng bỏng và ẩm ướt của nàng, hôn một lúc lâu, tâm linh của Hoa Tiểu Thiến cũng có chút an ủi. Lúc Hy Bình rời khỏi môi nàng, nàng cắn vỡ môi của Hy Bình, nói, đệ để tỷ lưu huyết một thời gian, tỷ cũng để đệ lưu huyết. Tỷ vĩnh viễn lưu giữ ký ức về đệ, đệ cũng vĩnh viễn lưu ký ức về tỷ. Tỷ, Hoa Tiểu Thiến, vĩnh viễn là đệ nhất nữ nhân của đệ. Đúng. Tiền Thiến đối với đệ Hoàng Hy Bình vĩnh hằng là đệ nhất. Tỷ mặc y phục vào, chúng đi ra ngoài. Hy Bình ôn nhu nói. Hoa Tiểu Thiến nói, tỷ giúp đệ mặc y phục được không? Tỷ cởi y phục vì đệ. Hay quá, đệ giúp tỷ mặc y phục. Tay Hy Bình cầm y phục, yên lặng mặc y phục cho nàng. Tuy vậy nàng vẫn không nỡ, chúng ta thật sự kết thúc rồi à? Hy Bình đáp, có lẽ đã kết thúc, nhưng có một bắt đầu mới. Chúng ta sau này. Mở ra một loại sinh hoạt thản nhiên. Trong lúc sinh hoạt, chúng ta qua lại với nhau thản nhiên đối diện.
tỷ có thể thản nhiên đối diện với trượng phu tỷ, đệ cũng thản nhiên đối diện với huynh đệ của đệ. Nhưng tỷ yêu đệ, đó là bí mật của chúng ta, tỷ sẽ bảo vệ bí mật này suốt đời. Hoa Tiểu Thiến bằng thanh âm nhẹ nhàng kiên quyết thệ ngôn. Thi Bình Ngưng thị nhìn nàng, than dài một tiếng, tiếp tục mặc y phục cho nàng. Hai người yên lặng, song nhãn hàm chứa đầy tình cảm không cần nói lên lời, nhưng thị nhìn nhau. Mọi đang nhìn chán chú đột nhiên cửa mở ra, Thi Bình mình đầy mồ hôi xuất hiện phía trước mắt, Từ Phiêu Nhiên hỏi đầu tiên, nữ nhi của ta không có sao chứ? Hê, ta còn sống đi ra đây, thì bọn họ sao lại xảy ra chuyện gì? Ông hãy nhìn hạ thể của ta. Mọi người muốn tiến vào, Hy Bình đứng trước cửa cản lại, Tiểu Thiến đang mặc y phục cho bọn họ, một lát sẽ gặp mặt mọi người. Một khoảng khắc sau, Hoa Tiểu Thiến xuất hiện, mọi người có thể đi vào. Hy Bình lui sau một bộ, mọi người liền tiến vào, chỉ thấy Thiên Phong Song Kiều bình tĩnh ngủ trên giường. Trên mặt giường còn thấy sử nữ tiên huyết huyết tích sử nữ của bọn họ, đập thẳng vào mắt của Từ Phiêu Nhiên, đặc biệt nổi bật. Triệu Tử Hào nhất thời nhìn Hoa Tiểu Thiến kế bên, hắn ghé tai hỏi nhỏ, Hy Bình có hay không có với nàng. Hoa Tiểu Thiến trách nhỏ, đệ ấy không phải xấu xá như chàng nghĩ. A, Triệu Tử Hào kinh hô một tiếng. Nếu như chàng không tin, chúng ta lập tức trở về, để chàng kiểm tra một lần. Chàng biết, nếu như có làm chuyện ấy, tuyệt đối phải để lại dấu tích. Chàng muốn hay không muốn trở về kiểm tra? Hoa Tiểu Thiến bất mãn nói vào tai Triệu Tử Hào. Triệu Tử Hào đỏ hồng cả mặt mày, lúng túng, huynh không cần kiểm tra, Triệu Tử Hào huynh không có ý nghĩ ấy. Tỷ phu, huynh thật sự quá lợi hại, đệ nhất ngựa giống. Hoa Tiểu Ba cao giọng hoan hô. Từ Phiêu Nhiên nhìn mặt hai nữ nhi của mình không thấy gì khác lạ, quay qua Hy Bình cảm tạ, tuy ta rất không thích ngươi, nhưng cũng phải cảm ơn ngươi đã cứu tính mạng nhi nữ ta. Hiện thời Hy Bình đang ôm Thủy Tiên và Vưu Túy, hắn dắt nữ nhân của hắn trở về. Nghe Từ Phiêu Nhiên nói câu đó, quay đầu cười, nhạc phụ đại nhân, không cần khách khí. Ông nên nhớ ông và ta là người một nhà, nhưng kỹ xảo âm nhạc của ông rất dở, tất phải dụng tâm học tập. Tứ cẩu, không chừng ngươi dạy cho nhạc phụ của ta cách gõ bảng thiết, xô sắt để đạt đến nghệ thuật cao nhất. Tứ cẩu đáp ứng, được, đệ nhất định dạy ông ta thật nhanh. Hoa Tiểu Ba nói, thêm đệ nữa, đệ cũng dạy cho Từ Bá. Tốt, học tập tốt nha. Nhạc phụ đại nhân, Hy Bình nói một câu quá cường điệu, Từ Phiêu Nhiên nghe, chuyển nhãn nhìn sang hai nữ nhi của mình, nghĩ, Hoàng Hy Bình đột nhiên thành nữ tế. Ông cảm thấy nhức đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, ông chỉ cảm giác đầu bị đá mạnh, ngã ngồi trên đất ngất xỉu. Cái gì? Phụ tử Lạc Hùng vừa nghe xong tin báo, kinh ngạc hét to một tiếng, thanh âm như sấm sét, rung chuyển cả đại địa. Thật sự không thể tin được. Hoàng Hy Bình đột nhiên không chết. Còn cứu sống Thiên Phong Song Kiều. Ngươi đi ra đi, Lạc Thiên nói với võ sĩ thoái lui ra ngoài, hắn đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn phụ tử của hắn và Kim Phát Mỹ Nhân. Lạc Thiên quay đầu nói, phụ thân, tiểu tử đó thật sự không phải người. Lạc Hùng chán nản, nhìn hắn mọi phương diện đều mạnh hơn Lãng Vô Tâm. Cả ngươi và Lãng Vô Tâm cũng không bằng hắn, không biết ai dạy ra được một người như hắn. Nếu Hy Bình có ở đây, nhất định nói lớn, ta là thiên tài. Hoặc giả có thể nói, ta đệ tử của nhất đại tình thánh. Lạc Thiên nói, bởi vì duyên cớ lối kiếp thần đao, con điều tra đặc biệt về hắn. Hắn vừa đến Viễn Dương Tiêu Cục, hắn là một con trâu không biết võ công. Tại Viễn Dương Tiêu Cục chỉ học được lôi kiếp thần đao. Nhưng khi Thiên Nhi và hắn đối quyền, trong quyền có một loại sức mạnh như lôi, trong võ lâm chưa bao giờ nghe nói đến. Con nghĩ hắn tự mình học được. Hắn lấy pháp lôi kiếp thần đao là công pháp vận dụng trên quyền đầu. Nhưng tại mỗi phương diện hắn đều rất mạnh, con nghĩ hắn thiên sinh là như vậy. Người này có thể xưng là thiên tài, thật đáng tiếc là không thể sử dụng hắn. Lạc Hùng lên tiếng than dài. Lúc này, ông không thể không thừa nhận Hy Bình là cường nhân, mà còn e ngại sức mạnh của ngựa giống. Kim Phát Mỹ Nữ đột nhiên dùng tiếng Trung Nguyên nói, ta đã từng nghe nói, Bạch Si và thiên tài chỉ khác nhau một điểm nhỏ. Ta nghĩ người này không phải là thiên tài thì là Bạch Si. Tuy nhiên, hắn là nam làm cho nữ nhân động tâm một cách tuyệt đối, vẻ đẹp của hắn là giấc mộng của nữ nhân. Lạc Hùng không sảng khoái, nàng không có mộng tưởng về hắn chứ. Lạc Thiên hỏi, phụ thân, bây giờ phải làm gì? Lạc Hùng đáp, cố gắng tìm biện pháp khác, loại người này ta không thể sử dụng,
tuyệt không thể hắn sống trên đời. Hắn là bạch si cũng tốt, thiên tài cũng được, cuối cùng thì cũng phải thành đoạn mệnh quỷ. Lạc Thiên nói, con không còn khả năng nghĩ ra phương pháp hay nào nữa. Trừ khi cùng hắn chính diện xung đột, bởi vì ám sát, tựa hồ không ai có thể thắng. Hắn tuy bình thường là một hồ đồ, lúc này phụ thân thật sự có thể giết hắn. Có lẽ hắn lúc nào cũng cường hãn, giống như lời hắn tự nói, hắn là quyền vương vĩnh viễn bất bại. Như con biết, từ khi hắn xuất đạo giang hồ, chính xác chưa lần nào chân tránh bại qua. Hắn có nhược điểm duy nhất là háo sắc, vì thế nữ nhân là vũ khí tốt nhất của chúng ta. Lạc Hùng tán thành, đúng, chúng ta nhắm vào nhược điểm của hắn mà lên kế hoạch, tin rằng lần này nhất định hắn không thể sống nổi. Lạc Thiên hỏi, có thể lấy ai làm vũ khí? Tìm ai mà hắn chưa tiến nhập qua làm vũ khí đặc biệt này? Lạc Hùng nói, chuyển mắt nhìn Mộng Cơ. Vào sáng sớm, không khí thật sự trong lành, Hy Bình hiếm khi dậy sớm. Đêm trước không làm việc, hắn khăng khăng đòi leo lên bụng của Vưu Túy. Nhưng chúng nữ nghĩ hắn đã mệt suốt cả một ngày, nên để hắn nghỉ ngơi. Hắn phải giảm bớt loạn động, phải nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ sớm thì dậy sớm, vì vậy hắn dậy rất sớm. Hắn trực tiếp đi đến khuê phòng Thiên Phong Song Kiều, trên đường gặp Hoa Tiểu Thiến đang bồng nhi tử. Hắn mỉm cười đối với nàng, nụ cười đó trong mắt Hoa Tiểu Thiến là ánh dương quang, ánh sáng mặt trời, rất đẹp nhưng không nắm bắt được. Có lẽ đến chết nàng cũng không có được hắn, tuy nhiên có được nụ cười thản nhiên của hắn. Nụ cười giống như tiếng khóc thở nhỏ của hắn, vĩnh viễn xông trong tim Hoa Tiểu Thiến. Nàng nhìn hắn đi vào khuê phòng của Thiên Phong Song Kiều, thở dài một tiếng, ôm nhi tử rời khỏi. Mở cửa cho Hy Bình là Độc Cô Thi, nàng hôm qua ở lại chiếu cố cho Thiên Phong Song Kiều. Lúc này nàng đối với cái chết của Từ Thanh Vân chỉ còn một điểm trong tim. Hy Bình ngồi trên giường, nhìn đôi mắt đang mở của Thiên Phong Song Kiều mỉm cười hỏi, đã khỏe chưa vậy? Nụ cười của chàng lúc này rất hấp dẫn, chàng rất ít khi cười thế này. Từ Bạch Lộ nhìn nụ cười như ánh dương quan của hắn rồi nói. Hy Bình nghi hoặc, lúc trước ta cười rất độc ác à? Từ Hồng Hà đáp, đúng vậy, lúc trước chàng cười thật sự có điểm người ta phải chán ghét. À, mới sáng sớm, không thể nói ta như thế, coi chừng ta giày vò các nàng. Hắn lên tiếng đưa tay ra thọt lét Từ Bạch Lộ đang nằm nghỉ ngơi mé ngoài, làm Từ Bạch Lộ cuồng tiếu đến chảy nước mắt. Nàng vừa cười vừa nói, không, không muốn thọt lét đâu. Hi hi, sau này thiếp sẽ báo thù. Hy Bình không sợ, sự việc đó chắc sau 3-4 ngày nữa. Ngày đó nàng ngoan ngoãn nằm trên giường, ta đã có kinh nghiệm rồi, phàm bị ta phong cuồng khai hoa là nữ nhân đều muốn có đoạn thời gian khoái lạc đó trên giường, ha ha. Từ Bạch Lộ kháng cự, không cần biết gì cả, chàng ngoài phương diện cười mãnh, có gì gì cường mạnh nữa. Hy Bình cười lớn, ha ha, nàng thế nào mà có thể quên ta thiên sinh là ca thần và quyền vương sao? Đúng rồi, nói cho các nàng biết, ta có một nhạc phụ tham gia vào nhạc đội. Chuyên môn vì ta gõ thiết bảng đập xô sắt. Các nàng hãy nghe, hiện tại là thanh âm của ông ta đang luyện tập. Thiên Phong Song Kiều cẩn thận lắng nghe, quả nhiên ẩn hiện có tiết tấu thanh âm gõ đập. Thật kỳ lạ, trời vừa sáng, sư đồ tứ cẩu khởi sự gõ cửa phòng Từ Phiêu Nhiên, muốn hợp sức huấn luyện người mới gia nhập. Hy Bình nói, nhạc phụ đó của ta không có tài hoa âm nhạc, giống như Hoa Tiểu Ba lúc đầu để ta dạy. Không có hai người học cùng, ta thật sự tự học mà thành. Thật sự là lão già chậm hiểu. Từ Hồng Hà hỏi, nhạc phụ của chàng là ai? Không phải Từ lão đầu là ai? Thiên Phong Song Kiều dị khẩu đồng thanh, hỗn đản, chàng dám cười nhạo phụ thân bọn thiếp à? Hy Bình không ngại ngùng, không cười nhạo ông ta, thì ta uy hiếp ông ta. Bởi vì nhân thủ thiếu, ta nghĩ sự phô trương không lớn, vì thế ta muốn trở về Hoàng Sơn thôn phô trương hào hoa, có thể sau này có thể cưỡng bách mọi người tham gia hội thiên tài diễn sướng của ta. Đó thật quá tuyệt diệu, phải nhanh chóng đến gặp Độc Cô Minh làm việc mới tốt. Ngươi muốn đại ca thiếp bồi tiếp ngươi ca hát à? Thật không có khả năng, đại ca không thích, Độc Cô Thi nói. Hy Bình nói, chậm chậm đã, thế nào cũng có một ngày làm được. Hắn đứng dậy bỏ đi, thình lình cảm thấy có tiếng bên tai, đưa mắt nhìn, ồ, chuyện gì vậy? Có một phi đao cấm trên tường, hơn nữa đao cứ đập vào mắt là thế nào? Không thể là tai hắn được. Hắn ngay lập tức tự kiểm tra tay mình, hê, thật là may mắn. Độc Cô Thi đi ra rút cây đao ra, lấy một mảnh giấy trên tay cầm của cây đao xuống, mở ra xem, bên trên có viết, Hoàng Hy Bình,
Thích Kim Phát không? Ta ở phòng khiếu động đợi ngươi, trong tối nay. Độc Cô Thi đưa mảnh giấy cho hắn, không hảo khí Kim Phát mỹ nữ của chàng gửi này. Mời chàng và nàng ta đến một cái động là động Lý Xuân Phong nhất độ. À, thiệt hả, để ta đọc coi, Thi Bình mảnh giấy xem qua một lúc, rồi nói quả nhiên thật, ha ha, tóc trên đầu nàng ta đúng là màu vàng, không biết lông phía dưới nàng ta có màu vàng không? Hắc hắc, sắc lang, trong phòng tam nữ đều mắng. Thi Bình gấp mảnh giấy lại do dự bất quyết, các nàng nói, ta có nên đi không? Từ Bạch Lộ đưa mặt nhìn hắn, Độc Cô Thi bộ dạng lầm bầm tức giận, còn Từ Hồng Hà trả lời, chàng không được đi, nàng la là tiểu thiếp của Lạc Hùng, có thể đối với chàng bất lợi. Nàng nói như vậy, ta phải đi, ta phải để nàng ta biết nam nhân trẻ và nam nhân già khác nhau chỗ nào. Lạc Cẩu Hùng đó, không cùng ta ca hát, không cùng ta đánh nhau, ngàn lần muốn nữ nhân của ta hướng theo nhi tử của lão. Nhưng thật sự thình lình nữ nhân của lão bị thiên tài ta mê hoặc, ta phải thưởng thức nữ nhân của lão một lần. Sau đó cho lão phát điên, hắc hắc, lão chuyện gì không điên lên được chứ? Thiên tài. Chàng cứ tùy tiện, Từ Hồng Hà không lý đến hắn. Thi Bình cũng nói, ta phải đi chuẩn bị một chút, thuận tìm một vài cái trứng gà. Tam nữ hiếu kỳ hỏi, để làm gì? Ta muốn dùng trứng gà vàng nhuộm tóc trên đầu thành màu vàng. Thi Bình lớn tiếng nói thẳng ra, cùng với tiếng hét của chàng, trong phòng tam nữ đồng thanh chửi lớn, Bạch Si. Quyền Hành nhìn tám tùy tùng đi vào đại địa minh, hắn tiến ra ngoài, vừa khéo gặp Mộng Cơ. Mộng Cơ đưa mắt nhìn Quyền Hành, hai người đi qua chạm nhẹ vào nhau, hai tay nắm lẫn nhau. Tay của Quyền Hành tiếp lấy một mảnh giấy từ tay Mộng Cơ đưa qua, hắn trở lại phòng để xem, tối nay, phòng khiếu động, Lạc Hùng nhờ ta câu dẫn Hoàng Hy Bình. Ồ, có phải giữa Quyền Hành và Mộng Cơ cùng một bọn? Nghĩ kỹ cũng biết, Mộng Cơ là do Quyền Huynh Quốc tặng cho Lạc Hùng, Quyền Hành là tâm phúc của Quyền Huynh Quốc, cùng Mộng Cơ một bọn không có gì lạ cả. Lạc Hùng khinh thường nên không biết mình bị cấm sừng. Quyền Hành xem xong mảnh giấy, liền xé nát từng mảnh, nói ta và Mộng Cơ tiếp nhận việc này, mọi người không cần nói với Hoàng thượng. Ông ta lần nào cũng không cho phép ta làm việc đó, để Lạc Hùng lão già đứng không vững, đoạt đao trở về cũng cần thời gian lâu như vậy. Hoàng thượng có thời gian dành cho lão, ta có thể không cần thời gian, ta rất ghét làm việc không hiệu suất như lão. Chuyện của Võ Lâm cùng Hoàng gia chúng ta vô can. Chúng ta chỉ muốn thu hồi thánh đao của chúng ta. Tối nay giải quyết với Hoàng Hy Bình, trực tiếp thu hồi đao. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Nếu như các người tiết lộ việc này, ta sẽ cho các người toàn bộ xung quân. Khi đến quân doanh, mùi vị ở đó các ngươi không giống như bình thường đâu. Tám người không dám lên tiếng, cúi đầu đi ra. Quyền Hành nói, các ngươi chuẩn bị đi, tối nay chúng ta theo Mộng Cơ đi thăm phong khiếu động. Toàn bộ Gia Lăng trấn không được an ninh, Hy Bình bởi vì Từ Phiêu Nhiên gia nhập, đặc biệt hung phấn, mang ba người đến chốt cửa Vạn Hoa Lâu, mở một hội ca hát, công thêm một quần cái phụ họa, không ai dám vào trong Vạn Hoa Lâu. Ai kháng nghị đều bị bọn họ đanh u dầu sức chán, sau cùng không ai dám kháng nghị. Lão bản của Vạn Hoa Lâu sớm đã đứng trước cửa lớn. Từ hạ ngọ hát đến hoàng hôn, Lý Ngọc đi tới, Hy Bình vừa hát xong một bài, nhìn thấy nàng ta. Liền hỏi, nàng bị tiếng hát của ta hấp dẫn tới phải không? Không phải, tỷ tỷ bọn ta muốn tìm ngươi, có thể nghe ngươi ca hát, tỷ ấy gợi ý ta tới tìm. Tỷ tỷ của các nàng. A Mật Y. Thi Bình nói, hiện tại ta không rảnh, không thấy ta đang ca hát vui vẻ sao? Chiều tối nàng hãy đến tìm ta. A, hắn nói cái gì vậy, thình lình gọi một nữ nhân tìm hắn vào buổi tối. Lý Ngọc kinh ngạc, buổi tối. Thi Bình rất tự nhiên, nữ nhân muốn tìm nam nhân, không phải tất cả là buổi tối sao? Lý Ngọc không ngại trả lời, tốt, ta chờ về báo cho tỷ ấy. Chậm đã, buổi tối ta không có ở nhà, nàng để bà ta đến. Đó là bí mật, không thể nói ra. Nàng lại đây, ta nói vào tai nàng. Thi Bình quay qua mặt nàng vẫy tay, nàng tiến lại, Thi Bình nói nhỏ vào tai nàng một câu, nàng đứng ngây ra, Thi Bình cắn nhẹ vào nhỉ châu của nàng. Thân thể của Dung nhẹ nhẹ, tức giận, không được cắn ta. Thi Bình thắc mắc, nàng không phải nói là muốn ta mà. Lý Ngọc nhẹ nhàng đáp, đúng vậy. Thi Bình cười cười hỏi, nàng cũng tới hả? Lý Ngọc xấu hổ, ở chỗ nào? Thi Bình cười lớn, không cần phải khẩn trương, tối nay ta muốn chỉ nàng trải qua tiến nhập là phong vận,
để nàng biết ta là người trẻ tuổi hiểu rất nhiều về tình cảm. Hắc hắc, đêm nay ta sẽ tiến nhập, câu nói đó chỉ có thiên tài mới nói ra. Lý Ngọc mặt đỏ hồng, giận dỗi, ngươi là cậu bé rất tốt. Nói xong, nàng quay mặt chuyển thân rời khỏi, thần thái giống như thiếu nữ 18. Hy Bình cười dài một trận, nói lớn, tiếp tục, tấu nhạc, ta muốn hát đến tối, hát lên cao nào. Ha ha, Mê Giang là nơi ngăn cách hai thị trấn, một là Gia Lăng, một là Long Tu. Từ trước đến nay, trong quang cảnh các dãy núi liên tiếp trải dài, hai thị trấn này hiện ra thật đẹp đẽ và tĩnh mịch, thế nhưng... Người trong võ lâm đột nhiên tràn tới, khiến cho địa phương với những người dân thuần hậu chất phác này, trở nên hoang mang. Trong đám sương mù, có thể thấy sự trói lọi và tàn khốc của máu tươi. Nhưng quan phủ lại không hề can thiệp. Long Tu trấn mặc dù là láng giềng của Gia Lăng trấn, nhưng mức sống của nhân dân so với Gia Lăng trấn lại thấp hơn, cũng không có sự phồn vinh của Gia Lăng trấn. Bởi vậy, khi vào trấn, những đại trạch có thể coi được tịnh không nhiều. Toàn trấn cũng chỉ có 2-3 đại trạch, hơn nữa đều tập trung ở trung tâm thị trấn, tạo thành hình chữ tinh. Trong 3 đại trạch này, có một căn nhà mới đổi tấm biển trước cổng gọi là Hoài Thiên Nhu. Ngôi nhà này rộng hơn 2 mẫu, là đại trạch lớn nhất trong 3 đại trạch hình chữ tinh. Vốn là ngôi nhà của một đại tài chủ bổn trấn, nhưng không biết vì sao, ngôi nhà này trong một đêm đã đổi chủ, tài chủ đem thê thiếp nhi nữ đi đến nơi khác. Rất nhiều người dân trong trấn đã ngầm suy đoán, chủ nhân của Hoài Thiên Nhu là ai. Bọn họ chưa ai từng gặp qua những người mới đến, bởi có rất ít người ra khỏi ngôi nhà. Kỳ thực cũng không hẳn là như vậy, lão đầu đánh kẻng đêm tuyệt đối không dám đi qua ngôi nhà này, bởi có một lần ông ta đang đi qua đó hô lên, cẩn thận củi lửa, thì thấy từ trong nhà bay ra một số nhân ảnh, giống như là quỷ mị. Ông ta sợ hãi đến hôn mê ra đất, sau khi tỉnh lại, miệng cứ kêu lên quỷ, quỷ, thân thể run rẩy bò về. Bóng tối đã bao phủ lên cả thị trấn, trong bóng đêm, có rất nhiều nhân ảnh bay vào trong sân nhà. Thanh âm phát ra như tiếng gió thổi, sau đó toàn bộ đều trở nên rất yên tĩnh. Một lúc sau, có thanh âm vang lên trong sân, đó là mê âm của đêm tối do sự thân mật đặc hữu của nam nữ tạo ra. Trong Hoài Thiên Nhu, tại căn phòng lớn cạnh bức tường phía đông, ánh đèn mờ mịt, xuyên qua giấy dán cửa sổ, có thể thấy 3 nhân ảnh diêu dật. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của 3 người này cho thấy họ là nữ nhân. Nếu tiến vào trong phòng quan sát cẩn thận, thì sẽ phát hiện ra, 3 nữ nhân này, bất ngờ lại là những người mà Võ Lâm Tứ Đại Gia đã từng gặp qua và nhớ mãi không quên, đại mỹ nhân Thiên Diệp Bội và 2 A Di của nàng. Hỷ Di, Hoan Di, con thật không hiểu, vì sao hôm nay lại không nhân cơ hội cùng Thái Âm Giáo Tiền Hậu giáp kích, tiêu diệt Đại Địa Minh và cái gọi là Võ Lâm Chính Đạo ấy đi. Thiên Diệp Bội căm tức hỏi. Hai người nàng gọi là Hỷ Di, Hoan Di, kỳ thực là 2 tỷ muội, họ Hà. Nàng được 2 nữ nhân này nuôi dưỡng trưởng thành. 2 tỷ muội Hà Thị, là ngoại tôn của phó môn chủ Ngọc Xà Môn năm đó. Năm đó phó môn chủ Ngọc Xà Môn, trong trận chiến diệt môn, bởi có việc ra ngoài, tịnh không ở tổng đàn Ngọc Xà Môn. Sau khi Ngọc Xà Môn bị tiêu diệt, bà ta tâm ý nguội lạnh, liền lấy chồng, sinh được một nữ nhi, 2 tỷ muội này là do nữ nhi đó sinh ra. Bà ta cùng nữ nhi của mình đều không thể tiến hành chí nguyện phục cừu và phục môn, nhưng 2 tỷ muội này không giống như vậy, đã khiến cho Ngọc Xà Môn lại xuất hiện trong võ lâm, đồng thời còn thể phải trả mối hận của tổ tiên. Bọn họ dần dần gây dựng thế lực của mình, và lại còn thu dưỡng Thiên Diệp Bội. Thiên Diệp Bội kỳ thực không phải là người Trung Nguyên, là một cô nhi 2 tỷ muội gặp được trong lần đến Cao Ly. 2 tỷ muội thấy được thiên tư cực cao toát ra từ tiểu nữ hài 3 tuổi này, liền ám về Trung Nguyên, tăng cường bồi dưỡng. Ngôi vị môn chủ Ngọc Xà Môn cũng được bọn họ truyền cho nữ nhi này của họ, còn bọn họ phụ trách việc hỗ trợ nàng. Thực lực của chúng ta chưa thể chính diện xung đột với Đại Địa Minh, vì thế chỉ có thể rút lui. Nếu như có thể hợp lại cùng Hồ Điệp Môn lúc họ chưa bị diệt môn, thì thực lực sẽ được tăng lên. Còn hiện tại, chúng ta không thể tìm đến một thế lực nào khác, do vậy, không thể ngạnh đấu cùng bọn chúng. Ta nghĩ rằng, nếu có thể hợp lại cùng Thái Âm Giáo, thì sẽ có thể đối kháng với Đại Địa Minh. Hà Hỷ giải thích, bà ta là tỷ tỷ, Hà Hoan là muội muội, tuổi tác của 2 tỷ muội này đều gần 40. Muội muội kém tỷ tỷ 2 tuổi, bọn họ được thừa hưởng dung mạo của tổ tiên. Phó môn chủ Ngọc Xà Môn năm đó cũng là một đại tuyệt sắc, do vậy có thể hiểu tư sắc của họ cũng là nhân gian nhất tuyệt.
hai tỷ muội này tuy không phải là song sinh, nhưng sinh ra đã giống hệt nhau, có lẽ đã kế thừa được huyết thống của tổ tiên, dung mạo cực kỳ vũ mị, giữa hai chân mày thường lưu giữ những ý vị làm sao xuyến lòng người, có thể gọi là hai tuyệt sắc kiều phụ. Tuổi tác đối với sinh mệnh của họ không thực sự là điều quan trọng, bọn họ trông giống như thiếu phụ 27-28 tuổi vậy, có thể sánh với ba nữ nhân biết thuật chú nhan của Thái Âm giáo. Nhưng khi họ tiến đến đứng trước mặt Thiên Diệp Bội thì không thể so sánh được với nàng ta. Thiên Diệp Bội nói, trước kia hai người đã từng nói với con, Thái Âm giáo cũng từng tham dự vào trận chiến tiêu diệt Ngọc Xà Môn, vì sao còn muốn hợp tác với chúng? Hà Hoan trả lời, Thái Âm giáo năm xưa với Thái Âm giáo bây giờ không giống nhau. Thái Âm giáo lúc đó, là bởi vì quan hệ với Nguyệt Như Sương mới tiến nhập Trung Nguyên, Thái Âm giáo hiện tại lại có quan hệ với Lâm Sư Thúc. Có thể nói, A Mật Y là tình nhân của Lâm Sư Thúc, còn Lâm Sư Thúc lại bị Võ Lâm Trung Nguyên bức hại, lần này ả đến Trung Nguyên, là để phục cừu cho Lâm Sư Thúc. Hà Hỷ thêm vào, hiện nay toàn bộ lớn nhỏ trong ma môn, và một vài ma nhân đều tình nguyện hợp tác cùng chúng ta. Nhưng bởi Võ Lâm chính đạo đang như cao phong sừng sững, nếu chúng ta có tập trung cả thế lực đó, cũng không thể đối kháng với Đại Địa Minh, nói chi là cả Võ Lâm chính đạo. Thiên Diệp Bội căm giận, bọn họ nguyện bán mạng vì chúng ta, không phải mục đích bởi vì chúng ta phải hy sinh tính mạng, bọn chúng chỉ vì nhục thể của chúng ta mà thôi. Hai tỷ muội họ Hà thở dài, tất cả là vì thực lực mạnh nhất của Ngọc Xà Môn chúng ta, do vậy chúng ta kỳ vọng có thể bắt đầu từ con. Đối với việc thay đổi bộ mặt của Ngọc Xà Môn, chúng ta không thể làm nổi. Thiên Diệp Bội cảm động, con cũng biết các A-di thật khổ. Cộc, cộc, ba nữ nhân ở phía trong vừa nghe tiếng gõ cửa, nhìn nhau một lượt, Hà Hoàn bước ra mở cửa, nói, ngươi vào đi. Người bước vào chính là Vân Tuyết, nàng lại là người của Ngọc Xà Môn sao? Đa tạ nàng liền đáp lời, rồi bước vào phòng, Hà Hoan khóa cửa lại, cùng đi vào. Hà Hỷ hỏi, Đại Địa Minh phản ứng ra sao? Vân Tuyết đáp, bọn chúng hình như đã biết các ngươi là Ngọc Xà Môn. Không thể nào. Vân Tuyết nói, theo lời Lạc Thiên nói, người của tứ đại thế gia Võ Lâm đã từng gặp các ngươi, hơn nữa lại nhìn ra võ học của các ngươi. Bởi thế, khi bọn chúng nghe đến, phục cừu chi xà, liền liên tưởng đến các ngươi. Hà Hỷ không còn cách nào, không quan trọng, mặt khác chúng ta cũng muốn cho chúng biết rằng, Ngọc Xà Môn chúng ta đã trùng hiện giang hồ, là vì báo mối hận diệt môn năm đó, khiến bọn gia hỏa đó sống mà nơm nớp lo sợ. Vân Tuyết đề tỉnh, Lạc Hùng nhất định sẽ nhanh chóng phái người tới đây tra xét. Hà Hỷ không lo, bọn chúng lúc này không nhất định sẽ để ý đến chúng ta. Thái Âm giáo đang tiến gần trước mặt, bọn chúng càng sợ Thái Âm giáo hơn. Vân Tuyết nói, Thái Âm giáo làm chuyện đó thực là hồ đồ. Sao nói vậy? Vân Tuyết hỏi, đã nghe nói đến Hoang Hy Bình chưa? Tên ca thần hỗn đản đó hả? Thiên Diệp kinh ngạc kêu. Hà Hoan thêm vào, còn là quyền vương thối tha nữa. Vân Tuyết cười, nguyên lai các ngươi đều biết hắn, ấn tượng đối với hắn cũng khá sâu sắc. Chính xác, là tên hỗn đản ca thần, đồng thời là quyền vương thiên tài đó. Sự thật là, tên gia hỏa này tại trận đả đấu giữa Đại Địa Minh và Thái Âm giáo, đã một quyền đánh Lạc Thiên bắn đi. Á, ba nữ nhân khẽ hô. Thiên Diệp Bội không tin, ngươi không nói đùa đấy chứ. Chúng ta đã từng thấy hắn đánh nhau cùng một đám thôn dân. Hắn tựa như bất luận một môn võ học nào cũng không biết, thuần túy chỉ là đánh bừa, lại còn bị vài thôn dân đánh cho sưng vù mặt mày nữa. Vân Tuyết hỏi, ngươi cảm thấy võ học tạo nghệ của ta thế nào? Thiên Diệp Bội khẳng định, so với ta không phân cao thấp. Thế mà ta từng bị hắn đánh bại, các người lại chỉ thấy sự thối tha của hắn thôi sao? Vân Tuyết nhìn chừng chừng ba nữ nhân trong phòng, mặt nghiêm túc. Thiên Diệp Bội nói, nếu không thực sự được chứng kiến, ta thật không dám tin ngươi lại bại dưới tay hắn. Trên người hắn chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó là vẻ ưu nhìn đầy biến thái của hắn. Tên gia hỏa này đã lừa gạt bao nhiêu nữ hài, ta rất muốn dựa vào thân thể của hắn. Vân Tuyết cười mỉm, cũng có thể, lúc ta nhìn thấy hắn, liền có cảm giác mình đã thích hắn. Há há, tên gia hỏa này, không chỉ dễ nhìn, mà còn là tên hỗn đản. Vốn là cùng đám Đại Địa Minh đi đánh Thái Âm giáo, ngược lại lại dẫn Võ Lâm tứ đại gia giúp Thái Âm giáo đánh Võ Lâm chính đạo. Cha con Lạc Hùng uất hận nhịn không nổi thề phải giết chết hắn. Lạc Hùng muốn giết hắn. Vân Tuyết nói, muốn giết hắn, khó lắm. Ta đã từng muốn giết hắn, ngược lại bị hắn trêu đùa trong tay.
Lạc Hùng muốn giết hắn, có thể làm hắn rụng một sợi lông, cũng đã tốt lắm rồi. Tên gia hỏa này bình thường vừa vô lại vừa giống như một tiểu hài tử vô tri, nhưng ai biết được trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì. Ta không biết, tin rằng Lạc Hùng cũng không biết, ta cho bọn người đó một loại xuân dược, để Thiên Phong Song Kiều uống, một mặt biểu thị sự trung thành của họ với ta, một mặt ta biết Thiên Phong Song Kiều tuyệt đối không chết ngay lập tức. Hoàng Hy Bình đương nhiên cũng sống vui vẻ. Ngươi không muốn giết Hy Bình. Vân Tuyết đáp rằng, bất kể như thế nào, ta đều có lý do khiến hắn sống vui vẻ. Mặc dù ta không thích Võ Lâm Tứ Đại Gia, bất quá, ta lại rất thích tên gia hỏa này. Ngươi đưa cho Lạc Hùng xuân dược gì vậy? Song Tử Hợp hoan tán. Á, ba nữ nhân đồng thanh kêu lên. Hà Hỉ hỏi, ngươi xác định hắn sẽ không chết chứ? Vân Tuyết cười cười, thân thể của gia hỏa đó là vạn độc bất xâm chi thể, độc gì cũng không sợ, đối với dược tính của xuân dược có đáng kể gì. Hắn ta đích thị là con trâu đực, hơn nữa còn là loại trâu đực một đêm địch nổi với trăm con trâu cái. Do vậy, không có vấn đề gì, đơn giản là đưa đến cho hắn thêm hai nữ nhân, và hai nữ nhân đó cũng thích hắn. Là Từ Phiêu Nhiên rất không ưa hắn ta, ta cũng không ưa Từ Phiêu Nhiên, khiến cho Từ Phiêu Nhiên đau đầu một phen. Người tựa như không căm giận Võ Lâm Tứ Đại Gia. Vân Tuyết giải thích, các đời trước của Võ Lâm Tứ Đại Gia hoặc giả có điểm khiến người khác không hài lòng. Bất quá bọn trẻ tuổi bây giờ đều bị Hoàng Hy Bình dìu dắt thành kẻ hiểu biết hơn, không muốn tranh đoạt cái gì với ta. Chỉ cần ta không đến chọc giận chúng, ta cũng sẽ không làm phiền chúng. Còn Đại Địa Minh chí tại Võ Lâm, do vậy ta muốn xưng bá Võ Lâm, chỉ cần làm cho Đại Địa Minh cúi đầu xưng thần là được. Các ngươi cũng là chí tại Đại Địa Minh, bởi thế, ta cùng các ngươi chí đồng đạo hợp, có thể hợp sức cùng nhau, chẳng lẽ không phải sao? Thiên Diệp Bội cảm kích, đa tạ. Ngươi nói không sai, chúng ta là cùng một mục tiêu. Nhưng phàm là người Võ Lâm chính đạo chúng ta đều căm hận, bao gồm cả Võ Lâm Tứ Đại Gia trong đó. Ngươi phải nhớ điều này, nếu không, chúng ta sẽ giải tán. Vân Tuyết nói, ta chỉ cần làm bá chủ Võ Lâm. Còn đối với việc các ngươi muốn tiêu diệt kẻ nào trong Võ Lâm, chỉ cần không xung đột với lý tưởng của ta, các ngươi có thể tùy tiện. Vậy thì tốt, bọn ta cùng nhau trở lại, không tranh đoạt Võ Lâm. Mà chỉ để phục cừu, rửa hận thôi. Vân Tuyết tiếp tục, sau khi mọi việc xong xuôi, ta muốn các ngươi không làm tổn thương một vài người trong Võ Lâm Tứ Đại Gia. Điều này chúng ta tự biết nên làm thế nào, người của ngươi bao giờ thì đến Long Tu Trấn. Vân Tuyết trả lời, ta đã an bài xong rồi, đang trên đường đến đây. Khi đại quân ta đến, sẽ kết hợp với Thái Âm Giáo, chúng ta lực lượng ba mặt, cũng đủ để ám sát toàn bộ 2.000 tên Võ Lâm chính đạo ở Gia Lăng Trấn. Tin chắc không có tên nào chạy thoát được. Đến lúc thực lực của chúng suy yếu, chúng ta sẽ có thể thừa thắng truy kích, giết đến tận hang ổ bọn chúng. Hà Hỉ khen, thật là một kế hoạch hoàn mỹ. Vân Tuyết nói, ta hy vọng các ngươi tạm thời không làm phiền Võ Lâm Tứ Đại Gia. Bọn chúng sẽ không hỗ trợ cho Đại Địa Minh. Chúng ta trước tiên công kích Đại Địa Minh, sau đó quyết đấu với Võ Lâm Tứ Đại Gia, các ngươi thấy thế nào? Đó là kế hoạch rất chu toàn. Từng đợt công kích đều theo ý ngươi mà làm, chúng ta chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình ra sao. Ta cũng chỉ chú ý đến kết quả thôi. Hà Hỉ nói, con người ngươi rất thực tế, nhưng ta phát hiện có một số việc ngươi làm rất đáng hổ thẹn, ngươi trước kia không giống như bây giờ sao? Vân Tuyết cười cười, đó là cá tính của nữ nhân, ta trước kia có lẽ không giống như bây giờ. Đêm nay ta muốn có 10 nam nhân, để làm cái việc đối với ta không hổ thẹn chút nào. Các ngươi hãy bố trí cho ta. Hà Hoan đáp ứng, ngươi đi đi, cứ tùy tiện vẫy tay là có. Hà Hỉ có ý kiến, nếu tiện hãy an ủi hai lão sắc ma một lúc. Chúng ta hiện tại đang ở nhà bọn chúng, nếu không phải bọn chúng mê luyến nhục thể của chúng ta, cùng với gia thế của Hỉ Hoan Ngọc Xà Môn, hơn nữa còn có rất nhiều nữ đệ tử của chúng ta phụng bồi bọn chúng hoan lạc, ta nghĩ cũng khó có thể khiến bọn chúng vì chúng ta liều mạng. Còn nếu một mình ngươi, có thể vượt qua 10 nữ đệ tử của chúng ta, bọn chúng cũng sẽ rất thích thân thể của ngươi đấy. Vân Tuyết nói, ta cũng rất thích bọn chúng, bởi bọn chúng có võ công rất cao cường. Mỗi lần vui đùa đều khiến ta cực kỳ hứng thú. Bất quá, nói về phương diện này, trong số các nam nhân ta từng gặp qua, thì Lạc Thiên là mạnh nhất, nghe nói Lãng Vô Tâm cũng rất mạnh, sẽ có ngày phải khiến hắn cùng ta khoái lạc. Thiên Diệp Bội thắc mắc, chẳng phải ngươi nói Hoàng Hy Bình là châu đực đặc cấp à? Vì sao không tìm hắn ân ái?
Vân Tuyết trả lời, hắn là ngoại lệ, tìm ai cũng sẽ không tìm hắn. Các ngươi nói chuyện tiếp đi, ta đi đây, đi tìm người bồi tiếp ta vượt qua đêm dài đăng đẵng. Ta phát giác bản thân càng ngày càng sợ tịch mịch, chẳng lẽ phàm là nữ nhân đều phải chịu cái cảm giác này sao? Tỷ muội họ Hà đồng thanh thở dài, tịch mịch là thiên địch của nữ nhân. Nhưng không phải tịch mịch càng làm cho nữ nhân trở nên mỹ lệ sao? Vân Tuyết nói xong, Kiều Mị cười một cái, quay người đi khỏi. Thiên Diệp bội nghi hoặc, tại sao ả gia hỏa này so với nữ nhân dâm đãng nhất thiên hạ còn có phần dâm tiện hơn nhỉ? Hà Hỉ nói, đó là một loại biến thái. Nhưng thực lực cá nhân của ả đúng là rất mạnh, ngay cả hai lão sắc ma cũng không phải đối thủ của ả. Ả cần nam nhân để duy trì thân thể của mình, cùng nam nhân giao hợp tựa như là thiên tính của ả. Thiên Diệp bội nói, hai lão sắc ma đã chơi bời đủ rồi. Nếu lần sau bọn chúng lại dám đưa ra yêu cầu bẩn thỉu đó trước mặt con sẽ hạ sát chúng ngay. Lần sau con sẽ để tỉnh bọn chúng, con nhịn chúng lâu lắm rồi. Hà Hoàn chăm chú nhìn Thiên Diệp bội, buồn bã cảm kích, bội nhi, đa tạ con. Thiên Diệp bội xúc động, hai người giống như mẹ của con vậy mà. Vẻ mặt thuần tình vô bỉ của nàng liền trở nên kích động, đôi mắt đẹp thuần khiết vô hạn mơ màng ánh lệ quang, trong ánh sáng ngọn đèn, bởi sự rung động của tình cảm, giữa hai mắt liền xuất hiện một chút vũ mị ít thấy. Hai tỷ muội họ Hà ngây người nhìn, khen ngợi, bội nhi, con là nữ hài mỹ lệ nhất thế giới. Bởi vì con có sự yêu thương của hai người mẹ. Chỗ giao tiếp giữa Gia Lăng Trấn và Long Tu Trấn là nơi cao nhất của Vu Sơn. Ở đó có một cái động rất nổi tiếng với tên Phong Khiếu. Động này rất rộng, sâu tới 400 thước, rộng hơn 100 thước, cao chừng 50 thước, chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Mỗi khi đêm xuống, gió lạnh nổi lên, từ trong động truyền ra âm thanh kêu khóc, vì vậy mới có tên Phong Khiếu. Có rất ít người tìm hiểu tại sao một cái động khi gió đêm thổi lại ẩn ướt phát ra những âm thanh kêu khóc như vậy. Theo như truyền thuyết thì có một tiên nữ si tình đã từng khóc ở đó. Giải thích này rõ ràng chẳng những đơn giản khoa trương như chuyện trong đống phân lấy được cục vàng mà còn thật buồn cười. Hi Bình tìm vài lần cuối cùng cũng thấy chỗ Phong Khiếu động. Thiên tài này có vẻ có khuynh hướng hay lạc đường. Mãi đến lúc nửa đêm, hắn ở dưới chân núi nghe thấy tiếng kêu khóc phát ra. He he, quả nhiên theo đó tìm thì mới đến được. Mỗi tội trong động tối quá. Ánh trăng không chiếu vào tận trong đấy, hắn bèn cất tiếng gọi to, uy uy, có ai ở trong không? Có ai ở trong không? Tiếng vọng vang trở lại. Thiên tài Hy Bình bèn nghĩ, sao người này lại nói giống hệt ta, hơn nữa giọng nói cũng có phần giống ta, kỳ quái thật. Sau đó một hồi, ở trong truyền ra âm thanh của nữ nhân, ngươi vào đi. Ngươi thật quá ngốc, đã đợi ngươi từ lâu rồi. Đó là âm thanh của kim phát mỹ nữ. Sau đó là tiếng mắng mỏ của A Mật Y vang lên, Hoàng Hy Bình, nhân ra đợi ngươi từ lâu lắm rồi, ngươi sao không tiến vào an ủi nữ nhân này. Hy Bình nghĩ, hừm, ta cũng có vẻ giống hoa tiểu ba, luôn bị muộn. Hắn bèn nói, bên trong tối quá, ta sợ, các nàng ra đây gặp ta đi. Tiếng hắn lại vang vọng, cuối cùng Lý Ngọc đáp, ta ra ngoài gặp ngươi. Đa tạ, bên ngoài gió rất to, Lý Ngọc, nàng nhanh lên. Ta phải ngồi thấp xuống để tránh gió, vì ước hội tối nay mà ta mặc rất ít y phục, để khi gặp cho nó tiện. Hy Bình ở bên ngoài làm vẻ co ro, da dáng đúng là rất lạnh. Lý Ngọc cầm đèn đi ra, nhìn thấy kẻ đang run rẩy dưới ánh trăng đúng là Hy Bình thì cười ngất, bộ dạng ngươi như thế này. Ngươi muốn làm ta chết cười hả? Hy Bình thấy nàng đi ra, lập tức chạy đến, dựa vào nàng, ôm chặt lấy nói, Lý Ngọc. Ta cứ cảm giác thấy ở đây có nữ quỷ muốn lấy mạng của ta. Ta có một dự cảm không tốt. Lý Ngọc, thân thể nàng thật mềm, thật ấm. Ta không thích, Lý Ngọc tức giận mắng, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại thành bất động. Hy Bình đáp, nàng vẫn nói là nữ nhân của ta, nhưng lại không để ta ôm ấp. Chỗ động tối này ta vừa lạnh vừa sợ, nên phải tìm nơi an toàn để dựa vào. Lý Ngọc vẫn không nâng đèn lên, ngón tay duỗi ra nhẹ dí vào đầu hắn cười nói. Người thật là, như biến thành người khác. Khi nào thì thành thế này vậy? Hy Bình đột nhiên ngây ngốc hỏi, nàng thích vậy không? Lý Ngọc giật mình, u buồn hỏi, muốn nghe thật không? Làm ơn mà. Ta thích người ôm như ôm tiểu thư đến phát ngốc ra. Hy Bình đáp, a, thế này hả? Thế nàng có thích cách ta ôm ấp nàng thế này không? Lý Ngọc bỗng thấy mặt nóng bừng lên, nhẹ giọng thốt thích.
vào trong động, rẽ trái vài lần thì thấy một quầng ánh sáng. Minh Ngọc và Mộng Cơ đều cầm đèn. Hi Bình đột nhiên hôn vào mặt Lý Ngọc một cái. Lý Ngọc ngượng cúi đầu. Hi Bình lại ôm nàng đi về phía ba người trong động. A Mật Y nói, người đến sớm nhỉ? Hi Bình cất giọng thật thà, ta đến rất sớm, nhưng cái quỷ động này tìm mãi không ra, tìm đến nửa đêm cuối cùng ta mới đến được đây he he. A Mật Y trợn mắt nói, ngươi còn không biết phong khiếu động nổi tiếng nhất Phu Sơn này sao? Hi Bình đáp, ta chỉ biết thủy liêm động của nữ nhân thôi. A Mật Y lại trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi nghiêm túc đi. Ta tối nay đến đây, cũng chỉ là vì chuyện đó. Vì đấy là việc chính yêu ta phải làm. A Mật Y đáp, ngươi, không phải là ta. Hi Bình trêu chọc, ta lại nghĩ là nàng. Hắn bỏ Lý Ngọc ra, bước đến trước mặt Mộng Cơ. Nữ nhân này cao tầm 1 thước 7, mũi cao mắt sâu. Hai con người xanh biếc khác hẳn với người Trung Nguyên, trên đầu tóc vàng rực như vầng thái dương, tràn đầy vẻ người ngoại quốc. Hi Bình chưa từng nhìn thấy nữ nhân thế này. Hắn nói, ta đến theo ước hẹn của nàng. Để thêm phần thân mật với nàng, ta cũng thử nhuộm tóc vàng, nhưng dùng lòng đỏ trứng gà cho đến trứng chim cũng đều vô dụng. Nói ta nghe sao tóc nàng lại vàng như vậy. Mộng Cơ cười khổ không nổi đáp, tóc ta từ khi sinh ra đã thế này rồi. Từ lúc sinh ra, có người mới sinh ra tóc đã vàng sao? Nàng giống đầu con công hả? Ngàn vạn lần không một điểm hợp lý. Hi Bình phẫn nộ nói. A Mật Y đáp, người như ngươi sinh ra cũng không có một điểm nào hợp lý. Hi Bình không lý gì tới nàng ta. Tuy nàng ta cũng là một đại mỹ nữ, nhưng nữ nhân ngoại quốc này làm hắn hứng thú hơn. Hắn lại hỏi, tóc nàng từ lúc sinh ra đã vàng. Không hiểu lông ở chỗ đó. Tay hắn chỉ vào trong quần Mộng Cơ, sống sượng hỏi, cũng là màu vàng sao? Hừm, Hoàng Hi Bình, đồ mặt dày. A Mật Y mắng, biểu hiện lúc này của nàng giống hệt như một thiếu nữ đang giận dỗi. Mộng Cơ lại thành thật trả lời, cũng màu vàng, vàng rực, rất đẹp. Ặc ặc, Hi Bình hét lớn, nhanh cởi quần ra, để ta xem. Thật là kỳ quái. Hoàng Hi Bình, cả ba nữ nhân cùng hét lớn. Hi Bình không hiểu, chuyện gì vậy? A Mật Y kéo ống tay áo của hắn như muốn rách ra, bộ dạng hung dữ lôi hắn đi xa sang một bên rồi dừng lại mắng nhỏ, ngươi xem bọn ta như không có mặt phải không? Hi Bình đáp, nàng phải nói chuyện tử tế với ta, không được kéo ta một sang bên thế này. Thế này nói chuyện nổi không? A Mật Y nói, ta không biết ngươi già mồm như thế. Thế thì có gì không tốt? Có gì nói thẳng ra đi. A Mật Y đáp, ta không có lời nào nói với ngươi. Hi Bình nói, thế nàng kéo ta qua đây làm gì? Ta định hỏi chuyện quá khứ của ngươi, nên kéo ngươi qua đây thôi. Hi Bình thầm nghĩ, oa, ăn nói kiểu gì thế? Nhưng miệng hắn lại nói, nàng nghĩ nàng là người thế nào? Không có gì để nói, sao lại đợi ta ở đây? A Mật Y trừng mắt nhìn hắn, trong ánh sáng mờ tối, không thể nhìn rõ mặt hắn. Mặt nàng bỗng cúi xuống, hạ giọng thật thấp nói, ta không yên tâm ngươi và nàng ta gặp nhau, nàng ta là nữ nhân của Lạc Hùng, sao lại vô duyên vô cớ hẹn gặp ngươi? Hi Bình nhẹ giọng hỏi, nàng lo lắng cho ta. A Mật Y không nói gì. Hi Bình lại nói, ta ôm nàng nhé. A Mật Y lại cúi mặt thấp hơn. Hai tay Hi Bình ôm lấy mông nàng kéo sát lại, không phải tại vì ta giống Lâm Khiếu Thiên chứ. Song thủ A Mật Y chống tay vào ngực hắn. Như vẻ muốn đẩy hắn thoát ra. Hắn khẽ dụng thêm lực ôm nàng chặt hơn, thở dài nói, cứ cho là ta nói sai, vậy nói tâm ý của nàng ra đi. Đã rất nhiều lần ta hy vọng nàng có thể quên được Lâm Khiếu Thiên. Hà, nếu nàng có thấy hắn, ta cũng không thể để nàng đi theo hắn, bởi vì ta chưa đền đáp nàng được chút gì. A Mật Y đáp, ta và Lâm Khiếu Thiên tuyệt không có khả năng ở cùng một nơi. Nàng biết điều đó thì tốt, ta buông nàng ra. Để nàng không phải đẩy ta ra nữa. Hắn nói đến đây thì phát giác sau lưng đã bị hai tay nàng bám chặt. Hắn nghĩ thầm, thật tuyệt, không biết tay nàng ta vòng ra sau lưng ta lúc nào. Hắn bèn hỏi, chuyện cũ của bọn ta, xem kim phát mỹ nhân đó có bỏ qua hay không. Ngươi không phải là ước hẹn với nàng ta sao? Tự nhiên vô sự hẹn ta, rõ là không có hảo tâm. Ta sẽ để nàng ta biết thế gian này không có thứ thuốc gọi là hối hận. Hừm. Lão tử sẽ chơi chết nàng ta. Hi Bình cất giọng nửa giận dữ, nửa cuồng sắc nói. A Mật Y ngẩng mặt lên hỏi, kỳ thật ngươi thích nàng ta phải không? Hi Bình cười ngất, ha ha,
lại bị nàng nhìn ra. Ngươi, A Mật Y vùng mạnh thoát khỏi tay hắn, bực bội quay người bước lại. Thi Bình đứng phía sau lưng nhìn nàng, cười he he nghĩ thầm, sao nữ nhân hay trái tính thế nhỉ? Bọn ngươi bàn bạc xong chưa? Khi Hi Bình bước đến gần, Mộng Cơ hỏi hắn có vẻ bất mãn. Thi Bình vội lấp liếm, kỳ thật chưa kịp bàn bạc gì. Mộng Cơ ngắt lời hắn nói, ta hẹn riêng ngươi đến, ngươi sao lại để những người không biết lý lẽ đó đến theo hả? Thi Bình làm ra vẻ vô can cất giọng đáp, ta nghĩ càng nhiều người thì càng vui. Ai biết cô không thích cảnh náo nhiệt. Mộng Cơ không biết đáp sao. Thi Bình tiếp tục nói, đúng rồi, nàng trải thảm lông ra chưa? Gì cơ, Mộng Cơ không hiểu hỏi lại. Thi Bình chỉ tay lên mặt đất đáp, làm chuyện này có thể ở trên mặt đất trần trụi này sao? Ta cứ tưởng nàng đã mua thảm lông tốt nhất đến đây trải ra đợi ta đến. Nguyên lai là nàng đùa cợt ta. Mộng Cơ tùy tiện đáp, ta không nghĩ đến chuyện đó. Điều nàng không nghĩ đến còn nhiều lắm. Nữ nhân à, tay Hi Bình đột nhiên vươn ra, hung bạo chụp lấy áo ngực nàng, kéo mạnh xuống xé ra. Đôi ngọc nhũ không an phận của nàng ta tuột ra ngoài. Nàng hét lên giận dữ, Hoàng Hi Bình, người định làm gì vậy? Hi Bình cười đáp, rõ thế còn gì, ta muốn yêu nàng không nhìn ra hay sao? Hắn chầm chầm tiến sát vào Mộng Cơ. Mộng Cơ không ngừng lùi lại, đến khi không lùi lại được nữa mới dừng bước, nàng quay đầu lại nhìn. Nguyên lai trong động không ngờ có một cái đầm. Đầm cũng rất rộng, tầm 100 thước vuông, còn như sâu bao nhiêu thì chỉ quỷ mới biết. Thi Bình hỏi, nàng có muốn biết cảm giác ngâm mình trong đó không? Mộng Cơ đáp, ta có ý tốt hẹn ngươi đến đây, ngươi lại đối xử với ta thế này sao? Thi Bình cười lớn, chính vì nàng có ý tốt nên ta mới cao hứng lên mà giúp nàng tắm rửa. Nàng nói xem ta có phải loại nam nhân tốt không? Tim Mộng Cơ đập nhanh hẳn lên, qua ánh sáng mờ, nàng thấy hai mắt Hi Bình ánh lên vẻ ác độc, giống hệt với khả năng ca hát của hắn, cùng là một dạng. Lạc hùng chó kia để nàng câu dẫn ta cũng nên chọn chỗ tử tế chứ. Chỗ này lão tử không thoải mái. Nàng nhìn xem, đất bẩn, đá cứng, đầm sâu, thạch nhũ. Ta dù muốn, nhưng không có giường sao thể ân ái với tiểu thiếp của hắn đây. Quả thật làm ta khó chịu, có thể tìm một chỗ nào tốt hơn không? Ngươi biết gì mà nói? Mộng Cơ bực tức nói. Thi Bình nhảy dựng lên, chỉ Mộng Cơ nói, ha, nàng ngực to mà não bé. Chuyện này đến hài tử lên ba cũng biết, nói gì đến thiên tài như ta. Đánh giá ta thấp quá lắm, ta về đập cho thằng đầu lợn Lạc Hùng chó một trận. Mộng Cơ bình tĩnh lại hỏi, Hoàng Hi Bình, thanh đao vẫn đeo ở eo ngươi có mang đến không? Thi Bình đáp, mang chứ. Mộng Cơ hỏi, sao ta lại không thấy? Thi Bình ngoảnh đầu nhìn Lý Ngọc cười một cái, rồi quay lại nhìn Mộng Cơ đáp, ta không muốn học người khác đơn đao phó hội, vì vậy ta mang đao giấu đi, thế nào? Ta có thông minh không? Đáng tiếc là một chút thông minh ngươi cũng không có. Chỉ thấy một đám người từ ngoài cửa động tiến vào, mang theo 3 chiếc đèn, dẫn đầu chính là Quyền Hành. Không phải Lạc Hùng chó sao? Thi Bình giật mình kêu lớn, mà lại là tên ái này. Sau đó, hắn lại thấy trong tay Quyền Hành cầm chính là Liệt Dương chân đao, vội kêu lên kinh hoàng, hả, sao đao của ta lại ở trong tay ngươi? Quyền Hành đáp, ngươi thật là ngu, mang đao đi rồi tùy tiện giấu vì tưởng rằng không có ai theo dõi hả? Ta mắt thấy ngươi giấu ở chỗ nào, sau khi ngươi đi rồi thì đến tìm thấy ngay. Thi Bình nhìn Quyền Hành, lại nhìn 8 kẻ đồng hành sau lưng hắn hỏi, có chuyện gì vậy? Ngươi luôn theo sau lưng ta, sao ta lại không biết nhỉ? Quyền Hành bỗng lộ ra vẻ bực mình mắng, ngươi thật quá ngu, tìm cái động này cũng không nổi, hại bọn ta cả ngày phải hết đi đông lại sang tây, lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng vì sao bọn ngươi lại đi theo ta? Quyền Hành đáp, vì thanh đao này. Thi Bình hỏi, ngươi nói ngươi vì thanh đao của ta? Đúng vậy, vì ta muốn thanh đao này. Thanh đao này không phải của ngươi mà là của bọn ta. Thi Bình than thở, sao nói nhiều lời thế? Ngươi muốn thanh đao này, cứ nói cho ta biết. Nếu ngươi nói ra ta không đưa ngươi cũng không được. Ngươi không nói ra, ta làm sao biết ngươi thích thanh đao này? Nếu mà ta biết ngươi thích, ta sẽ đưa cho ngươi ngay. Nhưng ngươi không nói. Hoàng Hi Bình, ngươi nói đủ chưa? Không bực mình sao? Quyền Hành thật sự không chịu nổi hỏi. Thi Bình nghiêm mặt nói, ái nam ơi, đưa đao cho ta. Ta không tính toán với ngươi. Đao này không phải của ngươi, mà của người Ba Tư bọn ta. Mộng Cơ đột nhiên nói.
Thi Bình quay đầu nhìn nàng hỏi, nàng là tiểu thiếp của Lạc Hùng chó, hay là vũ em của tên ái này? Tên ái này là, Mộng Cơ vội khép miệng lại vì nhận ra cách dùng từ của Hi Bình. Ôi, cách ăn nói của người Trung Nguyên quả thật không thuận. Nàng bèn chuyển lời đáp, ta là người của quyền hành. Hi Bình bỗng nhiên hiểu ra nói, nguyên lai nàng chỉ thích con trai ái nam thôi, không lạ khi không có cảm giác gì với nam tử đường đường như ta, ha ha. Quyền hành đáp, Hoàng Hi Bình, ngươi ăn nói tôn trọng một chút. Ta rất muốn tôn trọng, nhưng ta không tìm ra lý do gì để tôn trọng cả. Ngươi ăn trộm bảo đao của ta, sao lại bắt ta phải tôn trọng kẻ trộm, hơn nữa, ta vốn không bao giờ tôn trọng mấy tên ái nam. Quyền hành, ta khuyên ngươi đặt đao xuống rồi bỏ đi, nếu không tên ái nam ngươi phải đổi lại tên. Quyền hành hỏi, nhưng ta lại muốn xem ngươi đổi tên ta là gì. Hi Bình cười, tự ái nam. Quyền hành chửi lớn, Hoàng Hi Bình, tối nay ta nhất định phải biến ngươi thành quỷ hồn ở động Phong Khiếu. Đứng sau Hi Bình là bọn ba người A Mật Y, lúc quyền hành cất tiếng chửi, bỗng kêu lớn. Không dễ thế đâu, nữ nhân ngốc ạ. Thân thể Hi Bình quay mạnh lại, đưa tay chặn trưởng đao của Mộng Cơ đang lăng không đánh đến. Chân hắn đá lên, chính tại tiểu phúc bụng dưới của nàng. Mộng Cơ hét lên một tiếng bay ngược người lại, rơi xuống đầm nước. Cùng lúc 9 người bọn quyền hành đồng thời phát động công kích. Ba nữ nhân thái âm giáo sau lưng Hi Bình tiến lên chặn lại đòn công kích đầu tiên của đám 9 người. Hi Bình chuyển thân, cười lạnh, ta đã từng nói, ai muốn giết ta, tất phải chết trước ta. Chưa chắc đã là thế. Âm bùng bùng, âm thanh này tuyệt không phải do hai bên gây ra, có vẻ như là âm thanh của núi chuyển động. Hai bên đều cảm thấy mặt đất chấn động, đất trượt, đá tảng thi nhau rơi xuống. Động đất, núi lở, chạy ra ngoài đã rồi đánh tiếp. Hi Bình hét lớn, tất cả mọi người đều chạy vội ra cửa động. Hi Bình chuyển thân cúi người vươn tay kéo Mộng Cơ đang bơi tới rồi điên cuồng chạy ra cửa động. Ra chỗ cửa động, chỉ thấy ai ai cũng ngây ngốc, hắn cũng ngây người, cửa vào động đã bị bịt kín. Bọn họ sao đi ra đây? Lạc Thiên dẫn theo tứ đại hộ pháp, tiềm phục tại bên ngoài cửa Phong Khiếu động. Lúc đó, Hi Bình vừa đi vào, bỗng thấy bọn 9 người quyền hành xuất hiện tại cửa động, rồi cũng học theo chúng tiềm phục ở cửa động. Hai bên im lặng hồi lâu, bọn quyền hành tựa hồ nghe thấy tiếng người ở trong động. Còn Lạc Thiên không nghe được vì bọn họ ở cách xa cửa động hơn, chỉ có thể nghe tiếng gió gào. Rồi quyền hành rón rén đi sâu vào trong động. Khi bọn quyền hành đã vào hẳn trong động, ám long trong đám tứ đại hộ pháp hỏi, thiếu chủ, bọn họ vào rồi, làm gì đây? Lạc Thiên trầm ngâm một hồi rồi đáp, cứ theo kế hoạch cũ mà làm nổ địa lôi. Tứ đại hộ pháp lập tức đứng lên, Lạc Thiên lại nói, để Phỉ Sa đi tốt hơn, khinh công của nàng ta rất giỏi, khó ai bì được. Lời hắn vừa dứt, một bóng nhân ảnh lóe lên hướng vào trong động. Lạc Thiên nhìn bóng người đó nói, ta sẽ chôn sống Hoàng Hi Bình trong sơn động này. Sơn Ưng nói, kế này của Minh Chủ quả nhiên rất tốt. Chỉ mất một nữ nhân mà giết được bao nhiêu địch nhân. Để Mộng Cơ dẫn dụ sắc lang đó vào động, sau đó nổ đá lấp cửa động, bịt kín lối ra vào duy nhất. Bọn họ một điểm sinh cơ cũng không còn, kể cả sau này Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia có biết, muốn cứu bọn chúng, cũng phải mất nửa tháng là ít mới có thể mở được cửa động. Minh Chủ quả là túc trí đa mưu. Lạc Thiên đáp, tam nữ của Thái Âm giáo cũng đến, không ngờ lại là thu hoạch ngoài dự tính. Nhưng bọn 9 người quyền hành này thì hơi phiền phức, bọn chúng luôn luôn hết lòng giúp đỡ đại địa minh bọn ta, để bọn chúng chết không minh bạch như vậy, thật có điểm không thỏa đáng. Ám Long đáp, việc đã thế này, cũng không còn cách nào. 4 người chăm chú nhìn cửa động, bỗng thấy đất dưới chân rung lên kịch liệt, đồng thì hoảng sợ, địa chấn. Tiếp đó bọn chúng thấy cửa động đột nhiên sụp xuống, phảng phất như động Phong Khiếu này đã mòn từ lâu, tới giờ đột nhiên thần diệu xuất hiện núi lở mà sập. Hay cũng có thể vì tự sập. Thật khéo là toàn bộ người trong động đều bị nhốt lại. Có phải là ông trời trợ giúp đại địa minh? Ha ha, Lạc Thiên cười lớn. Dương Y tới gần nói, Phỉ Sa cũng bị chôn ở đó. Thương Ưng nói, cũng chẳng còn cách nào. Không ai có thể ngờ chuyện này xảy ra, chỉ động đất một chút mà sụp cả sơn động. Xem ra muốn đào thông cửa động, đích xác phải mất hơn nửa tháng. Trong động chỉ có nước không, không có thực vật. Người bằng sắt cũng chết. Lạc Thiên đứng dậy nói, bọn ta về thôi. Nói cho cùng, mục đích của bọn ta đã đạt được, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức.
Thái Âm giáo còn lại mỗi Âu Dương Đình Đình non tơ. Còn nữ nhân xinh đẹp mộng hương, ta chưa từng nhìn được mặt thật, thanh khiết chỉ thấy mà không làm được. Nàng Thái Âm thánh nữ mới này, có thể chơi được. Dương Y, tối nay ta bồi tiếp ngươi. Dương Y xuân tình đại phát, yêu kiều đáp, đa tạ thiếu minh chủ. Lạc Thiên và Tam Đại Hộ Pháp quay lại Bắc Lăng Trang. Hắn để Dương Y đợi hắn trong phòng rồi đi thẳng vào tẩm thất của Lạc Hùng. Câu đầu tiên của Lạc Hùng là, nhi tử, mọi việc thế nào? Lạc Thiên đáp, phụ thân, xong rồi. Hoàng Hy Bình chắc chết rồi. A Mật Y, Lý Ngọc, Minh Ngọc của Thái Âm giáo cũng bồi táng luôn ở đó. Quá là hoàn hảo, con trai, làm rất tốt. Lạc Hùng hoan hô. Nhưng, Lạc Thiên nói, 9 người bọn quyền hành cũng bị chôn trong đó. Lạc Hùng giật mình, gì cơ? Họ cũng đến đó. Cũng bị chôn sống trong đó cùng với Hoàng Hy Bình. Lạc Hùng vô lực ngồi xuống ghế, lẩm bẩm, thật thê thảm, thế này thì làm sao ăn nói với Hoàng thượng? Ai, Hoàng thương, phụ thân, người nói gì vậy? Lạc Hùng đáp, quyền khuynh quốc chính là đương kim Hoàng thượng. Quyền hành là tâm phúc của lão, chuyện này thật khó nói với lão. Lạc Thiên giật mình, một lúc mới nói, phụ thân, kỳ thật cũng không phải lo quá, Hoàng thượng có thể không biết chuyện này. Hơn nữa, cử động đó cũng không phải do bọn ta làm sập. Lạc Hùng ngạc nhiên, con kể chi tiết lại cho ta nghe. Lạc Thiên bèn đem tất cả tường thuật lại. Lạc Hùng nghe xong, trong lòng thoải mái nói, xem ra quyền hành vì muốn nhanh chóng đoạt lấy lại đao nên đã đi theo Hoàng Hy Bình. Còn chuyện động bị sập, bọn ta cũng có cách bao biện. Động bị sụp vì địa chấn, bọn ta không thể không thừa nhận, tuy không làm cho người ta tin. Nhưng động bị sụp vì địa chấn, đến tận đây cũng còn thấy chấn động một ít. Ta nghĩ riêng chuyện đó cũng dễ giải thích nhiều rồi. Chuyện khó giải thích là Mộng Cơ vì cớ gì mà hẹn Hoàng Hy Bình đến Phong Khiếu Động. Lạc Thiên đáp, phụ thân, chuyện này lại rất dễ giải thích, chính là nữ nhân quyến rũ nam nhân. Lạc Hùng nói, hay, con nói rất phải, nó vì nam nhân chết cũng là đáng, ha ha. Con trai, hiện tại chuyện Thái Âm giáo đã thành chuyện nhỏ. Thái Âm giáo và Võ Lâm Tứ Đại gia sắp tới nhất định bận rộn vì chuyện người chôn trong động. Bọn ta tạm thời không lý tới chúng, chuyển hướng đối phó Ngọc Xà Môn. Lạc Thiên cười, phụ thân, con biết rồi. Kỳ thật con hiện tại không muốn triệt Thái Âm giáo. Con nghĩ con sẽ đáp ứng giúp đỡ Âu Dương Đình Đình. Rồi nàng ta thành nữ nhân của con. Như vậy, Thái Âm giáo chẳng phải là đại địa minh sao? Lạc Hùng gật đầu, đây là một chủ ý tuyệt diệu. Phụ thân chúc con thành công, ôm mỹ nhân trở về. Cảm ơn phụ thân, con về đây. Nữ nhân Dương Y đang đợi con tối nay cao hứng, bồi tiếp nàng ta, nhân tiện để nàng ta giúp con luyện công. Lạc Thiên nói xong đi ra ngoài. Lạc Hùng khóa cửa lại, cười lên sằng sặc, lẩm bẩm, A Mật Y, để xem ngươi còn có thể đem việc của ta nói ra không. Ông trời giết ngươi, ta không lấy làm lạ. Hy Bình thả Mộng Cơ ra, ngồi phệt xuống đất than thở, lần này chắc chết rồi. Đúng là trời già đố kỵ người tài mà, thử tính nhất đại quyền vương. Tuyệt thế ca thần ta, không ngờ lại bị chôn sống trong cái động này. Làm quỷ cũng phải là quỷ phong lưu lời độc cô Minh nói, chẳng nhẽ lại ứng nghiệm trên đầu của ta. Quyền hành mắng, Hoàng Hy Bình, người nói bớt chút đi. Hy Bình quay mặt nhìn Mộng Cơ nói, tất cả cũng vì nữ nhân này. Không hẹn gặp ta ở đây thì không được sao, nàng muốn có đau, sao không nói trực tiếp với ta. Ô hô, hại ta bị chôn sống. Sao không tự trách bản thân háo sắc đi. Quyền hành lại thoá mạ hắn. Hy Bình đáp, ta vốn rất thích màu vàng, ai bảo nàng ta lại có tóc dài vàng rực chứ. A Mật Y nói, các ngươi không cãi nữa. Hiện tại chúng ta cùng ở trên một con thuyền, khi nào thoát ra ngoài các ngươi thích nói gì thì hắn nói. Hy Bình nhìn nàng ta một cái nói, A Mật Y, nàng lại đây. Có việc gì? Qua đây rồi nói. A Mật Y đến bên cạnh hắn. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kéo A Mật Y ngồi xuống. Nàng ta hơi phản kháng. Hắn vận lực kéo mạnh, A Mật Y không đề phòng, ngã ngồi vào lòng hắn. Hắn ôm nàng nói, ta tuyệt đối không chịu ngồi cùng thuyền với tên ái kia. Quyền hành chửi lại, ai thèm ngồi cùng thuyền với ngươi. Vô sỉ, sắc lang, dâm trùng. Mẹ ngươi, sao quên không thêm vào quyền vương với ca thần hả? Hừ, cùng lắm là lão tử sẽ hát, bực thật. Không ngờ lại bị chết ở đây. Ta nguyện chết vì hát, chứ không chịu chết vì đói hay vì buồn chán. Hy Bình nói nhăng cuội một hồi,
quay sang A Mật Y nói, hôn ta đi. Không. Thi Bình năn nỉ, hôn đi. Đằng nào rồi cũng chết cả, còn sợ gì chứ? Không, A Mật Y kiên quyết. Thi Bình hai mắt mở to, cúi đầu hôn A Mật Y. Các nữ nhân trong động cùng ngây ngốc, tên điên này, vào lúc này vẫn còn có tâm tình để ôm ấp. Lần đầu tiên hôn nam nhân phải không? Thi Bình sau khi hôn A Mật Y ngạc nhiên hỏi. A Mật Y xấu hổ giấu mặt vào ngực hắn, dường như đã quên mất thân đang hãm trong đồng huyệt. Nhìn xem, Lâm Khiếu Thiên đúng là một kẻ thất bại. Ta một điểm cũng không giống hắn. A Mật Y khẽ đáp, ngươi không giống Khiếu Thiên. Hắn tuyệt đối không đối xử với ta như ngươi. Thi Bình nói, vậy ư, ta muốn biết, hiện tại ai là người yêu của nàng? Là Lâm Khiếu Thiên, hay là Hoàng Hy Bình? A Mật Y không đáp, nhưng miệng nàng khẽ cắn nhẹ vào ngực Hy Bình. Thi Bình nói, được rồi, ta không hỏi nữa. Ta trước tiên mở cửa động này đã rồi nói sau. Hừm, quyền vương ta chỉ một quyền là thông cửa động. A Mật Y miễn cưỡng rời hắn đứng lên. Thi Bình hét lớn, tránh ra, tránh ra. Ta phải ra tay. Phỉ Sa từ nãy tới giờ vẫn im lặng bực tức nói, cửa động tắc hàng trăm mét, người đánh thông được chắc. Thi Bình lấy đèn trong tay Lý Ngọc, giơ lên ngắm mặt nàng ta hét trời. Sao có lắm mỹ nhân thế này? Nàng vào trong này khi nào? Hại ta giật cả mình. Phỉ Sa nói, ta cao hứng thì đi vào. Cái động này đâu phải của riêng ngươi. Thi Bình đáp, ặc, nói thế chẳng phải quá dễ. Nhưng mà nàng có muốn cùng chôn chung với ta thế này không? Ta thật quá cao hứng. Phải chết, không ngờ lại có nàng tới chết cùng, ha ha. Chết thì chết, có gì to tát chứ? Thi Bình đưa đèn sát hơn, gần như chạm vào mặt nàng nói, nàng tựa hồ không sợ điều gì. Phỉ Sa đáp, đến lúc này đã biết không còn đường sống, còn gì sợ nữa. Không sợ bị cưỡng hiếp, Thi Bình nhăn nhở hỏi. Phỉ Sa nhìn hắn một cái đáp, không sợ. Hừm, Thi Bình trả lại đèn cho Lý Ngọc nói, nếu như ta không thông được cái cửa động này, lão tử sẽ quay lại thông cái động của nàng. Nữ nhân kia, cho nàng xem ta lợi hại hay Lạc Thiên lợi hại. Phỉ Sa kinh ngạc, ngươi, sao ngươi biết ta đã cùng thiếu chủ? Thi Bình đắc ý nói, cái tên Lạc Thiên sắc lang đó mà lại không chơi nàng chắc. Quá là nói đùa, cứ như ta thấy, trong 10 đại đệ tử gì đó thì năm nữ đệ tử đều bị Lạc Thiên chơi mẹ nó hết rồi. Phải không, còn nàng, nữ nhân như nàng chắc chắn bị Lạc Hùng chơi trước, sau đó lão mới đưa lại cho con trai lão. Cả bố và con cùng hưởng một đóa hoa. Tất nhiên chuyện xấu hổ như vậy chúng không dám đứng ra gánh nhận mà đẩy lại cho lão tử nhận. Bọn họ chẳng phải sai nàng đến đây rồi chết sao? Nàng, thật là đáng thương. Phỉ Sa kinh hoàng, những lời Hoàng Hy Bình nói cứ như là tận mắt nhìn thấy. Nàng đáp, người sao mà lại biết rõ thế được? Nữ nhân ngốc, đương nhiên là đoán rồi. Ta tận mắt nhìn thấy chắc, những chuyện nhơ bẩn đó, tránh sao được mắt ta, nhìn qua là biết. Quyền Hành nói, Hoàng Hy Bình. Ngươi luôn nói chuyện kiểu này. Không thèm để ý xem có ai đang ở cạnh hay không, hỏi hỏi nói làm như người ở bên điếc chắc. Ai bảo ngươi xen vào, nói là tự do của ta, không thích nghe thì bỏ đi, sau này lão tử còn phải chơi một trận, không muốn nhìn thì lăn sang bên cạnh, cứ nói linh tinh làm như lão tử sợ chắc. Thi Bình bướng bỉnh nói rồi đi đến gần chỗ cửa động bị sập, đá mạnh vào đó vài cái, chuyển thân quay đầu, chằm chằm nhìn vào đám nữ nhân cười. Bị tắc cứng thật, không ngờ đá mãi vẫn không thông. He he, chúng nhân đều có cùng một cảm giác trong lòng, ngu ngốc. Bỗng lúc này, trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt hắn bỗng biến đổi tà dị như quỷ mị. Y phục trên cơ thể phồng lên, ẩn ẩn tiếng sấm rền trong động hưởng ứng. Đám nữ nhân cảm giác từ trên cơ thể hắn bạo phát khí kính cường đại vô bỉ. Mọi người đều bị khí kính đó bức lùi lại phía sau. Ta là quyền vương. Thi Bình quay mạnh người hét lớn, y phục trên người vào lúc hắn chuyển thân toàn bộ bị chấn rách tung, cường tráng vô bỉ. Cả thân thể lõa lòa đó trực tiến tới chỗ cửa động bị tắc, tay phải nắm lại đấm mạnh như sấm nổ. Âm thanh như sấm động truyền tới rung chuyển màng nhĩ. Cả sơn động như bị một quyền đó chấn động, đất đá từ trên đỉnh động thi nhau rơi xuống. Các khối đất đá bị quyền kình của Hy Bình đánh văng tung tóe bắn ngược lại, qua người Hy Bình bắn vào đám nữ nhân đằng sau. Mọi người vội vàng tránh né. Không ai có thể dự liệu một quyền của kẻ có vẻ ngu ngốc này lại có thể mạnh như sấm sét thế. Đây là loại quyền pháp gì?
âm thanh tiếng hét của Hy Bình và âm thanh tiếng đấm của hắn vang lên trong lòng động. Mọi người đều biết, hắn vì đả thông cửa động như thể liều mạng, gần như đã phát điên. Nhưng cửa động tắc hàng trăm mét, tựa như một trái núi, hắn có thể đánh đổ trái núi đó không? Cứ vậy nửa tiếng, Hy Bình cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng vang trong sơn động và tiếng đất đá rơi vẫn chưa hết. Hy Bình chậm chậm chuyển thân. Hắn bước qua đám nữ nhân, với dương căn to lớn trần truồng, bước thẳng đến trước mặt Quyền Hành. Quyền Hành thấy dương căn hùng vĩ của hắn như vậy, quay mặt không dám nhìn. Có thể là vì tự ti chăng? Đưa đao cho ta, Hy Bình chú mục nhìn Quyền Hành, lạnh lùng nói. Song nhãn của hắn tràn đầy tà mang, Quyền Hành quay đầu nhìn thấy, trong lòng giật mình, không tự chủ được đưa đao cho hắn. Hy Bình đưa tay phải tiếp lấy đao. Chúng nhân nhìn thấy hai tay hắn máu me be bét hòa lẫn đất cát. A Mật Y đau lòng quá, nước mắt chảy ra. Lý Ngọc và Minh Ngọc bước đến cạnh, nắm lấy hai tay hắn nói, Hy Bình, không cần làm thế nữa, được không? Hy Bình rút tay khỏi hai nàng, quay người, vươn cao người nói, lời ta đã nói, đừng có ai tìm cách cản trở. Tiếng sấm động lại vang lên, liệt dương chân đao bỗng bùng cháy, làm sáng cả sơn động. Thân ảnh của hắn hòa cùng thân ảnh cuồng loạn của thanh đao, làm người khác phải hoảng sợ, mà cũng ẩn ước nỗi đau buồn trong tim. Tên ngốc này, bị điên rồi sao, vẫn ngang bướng tìm cách ra ngoài a. Phỉ Sa nói, bọn ta quả đã tính sai. Võ công của kẻ này đã vượt qua sự tưởng tượng của thường nhân. Muốn giết được hắn chỉ là vọng tưởng. Đáng tiếc là hắn rồi cũng bị chôn sống tại sơn động này thôi. Quyền Hành chửi, ngươi nói lung tung gì thế? Muốn nói kiểu đó, ra ngoài rồi hắn nói. A Mật Y đáp, ngươi sao cũng lại bị khốn ở đây? Phỉ Sa nói, tại ta thích ở trong này được không? A Mật Y nói hật, nếu hắn không phải chết, ta hy vọng hắn sẽ giết chết ngươi. Ngươi, đồ nữ nhân thối tha, đến tận lúc này mà vẫn còn định ý đối với bọn ta như vậy. Phỉ Sa trầm mặc, trong lúc trầm mặc đó, nàng nhớ lại dương căn vĩ đại của Hy Bình. Âm thanh tĩnh tĩnh hạ xuống, Hy Bình vô lực quỵ xuống, liệt dương chân đao chống xuống giúp hắn không ngã quỵ. Bờ vai sau lưng hắn run rẩy, thở gấp không ngừng. Tiếng hô hấp đó cũng giống như tiếng sấm trong lòng mỗi người. Một lúc sau, hắn lại đứng thẳng lên, tay phải vẫn nắm liệt dương chân đao. Tóc trên đầu xóa kín cả mặt, vô cùng khủng bố. Soảng một tiếng, liệt dương chân đao từ tay hắn rơi xuống. Đồng thời, chúng nhân thấy trên ngực hắn phát xuất ra ánh sáng vàng. Một chiếc đầu hỏa vân sư hổ chậm chậm hiện lên trên bộ ngực rộng rãi của hắn, sống động như thật. Hồng huyết xạ xuất từ đôi mắt ẩn trong mái tóc, phản chiếu qua những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt hắn. Chúng nhân nhìn đôi mắt vốn trước đây trắng đen rõ ràng, giờ hoàn toàn biến thành đỏ rực, lấp loáng tàn khốc quang mang. Thân thể hắn cũng phát ra bạch quang mờ mờ. Bạch quang càng ngày càng mạnh. Hắn bước đến trước mặt chúng nhân. Không nói một lời, hắn dùng con mắt đỏ rực đảo qua chúng nhân một vòng, sau đó chậm chậm chuyển thân. Chúng nhân nhìn thấy trong bạch quang, trên vai hắn hiện lên một hình huyết hồng chuyển động chính thực là một con rồng. Tiếng thú kêu, rồng thét bỗng nhiên hưởng khởi. Tấm lưng mạnh mẽ của hắn trầm xuống, huyết long trên bờ vai bỗng nhiên đằng không bay lên. Hồng quang hòa với kim quang giao tiếp trong sơn động, mọi người nhìn thấy phía trước mặt hắn hiện lên một hỏa vân sư hổ đang nhe nanh múa vuốt. Lưng trầm của hắn mạnh mẽ cất lên, phát ra bạch quang sáng rực cả sơn động, rõ như ban ngày, hoàn toàn lấn át hồng quang và kim sắc. Bạch quang mạnh mẽ làm toàn bộ chúng nhân trong động trong sát na đó, không kìm được phải nhắm chặt mắt. Lúc bọn họ mở được mắt ra, chỉ thấy Hy Bình chạy như điên về phía trước, hỏa vân sư hổ kim sắc trước mặt, huyết long trên đầu. Thân ảnh của Hy Bình tại lúc đó biến thành mơ hồ, chỉ thấy trắng lóa, hòa với huyết long và hỏa vân sư hổ. Thân thể Hy Bình tựa như tan vào trong bạch quang, huyết quang, kim quang lẫn lộn hòa trộn với nhau. Trong lúc long thú kêu gào, huyết long và kim sắc hỏa vân sư hổ không ngừng lại đánh thẳng vào tường động. Toàn bộ động đều bị rung chuyển. So với cơn địa chấn lúc nãy còn mãnh liệt hơn. Đá rơi rào rào, bắn tung tóe khắp nơi, chúng nhân trong động không ít thì nhiều đều bị đánh trúng, may là không ai đến nỗi bị thương. Tình cảnh đó kéo dài một phần tư giờ. Sau đó long ảnh thú hình biến mất, ánh sáng cũng tiêu thất. Sơn động bỗng im lìm như chết. Chỉ có vài ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, run rẩy chiếu. Hy Bình một chút cũng không động nằm sấp dưới tường động. Tam nữ Thái Âm giáo đi đến bên cạnh hắn,
chỉ thấy hắn toàn thân đều bị thương, từ trên xuống dưới như biến thành một huyết nhân, tóc cũng biến thành màu hồng. Họ lật hắn lại, thấy trán hắn cũng bị thương, cứ nghĩ vừa rồi huyết long và kim sắc hỏa vân sư hổ đâm đầu đánh mạnh như vậy. Đầu hắn sao tránh khỏi bị thương. A Mật Y vội kiểm tra cơ thể của hắn, phát giác tuy toàn thân bị thương, nhưng mạch lý hoàn toàn bình ổn, hô hấp đều đặn. Hắn vẫn chưa chết, chỉ là mệt quá ngất đi. Chết rồi à, Quyền Hành khẩn trương hỏi. Tam nữ thái âm giáo mắt đều nhòe lệ. A Mật Y cất giọng không chút hảo ý đáp, hắn chẳng phải là người đoản mệnh như thế. Bọn Quyền Hành cũng bước tới gần. Phỉ Sa nói, tên này có phải là người không? Người mới không phải là con người. Minh Ngọc mắng lại một câu. Xem ra đại ca nói không sai. Hắn ngoài việc háo sắc, còn lại chính thực là hảo nhân. Chưa bao giờ ta thấy một người liều mạng như vậy, toàn thân thụ thương, huyết nhục bắn tung tóe. Quyền Hành thở dài. A Mật Y nói, hắn vốn vẫn là hảo nhân. Bọn các ngươi và Lạc Hùng mới là người xấu. Quyền Hành đáp, ta đối với Lạc Hùng chẳng có điểm hứng thú nào. A Mật Y xé từ y phục của mình ra một mảnh vải, nhẹ nhàng lau máu và đất bám trên người Hy Bình. Minh Ngọc và Lý Ngọc cũng xé vải trên y phục mình xuống. Thật may máu không còn chảy nữa, nếu không trong tình huống này chàng phải chết vì mất máu. Nước mắt A Mật Y rơi xuống mặt Hy Bình, mặt hắn chi chít vết thương, không biết sau này sẽ thành hình dạng gì. A Mật Y lại xé một mảnh vải khác, Mộng Cơ cũng quỳ xuống bên cạnh Hy Bình, không nói gì xé ra một mảnh y phục, định lau người hắn. A Mật Y đưa tay giữ chặt tay nàng ta mắng, đi đi, tất cả đều vì nữ nhân xấu xa ngươi, cầu dẫn chàng tới đây. Muốn chuyện đó, sao cứ phải tới chỗ động này chờ chết? Chẳng nhẽ trên đời không còn chỗ nào có giường nữa sao? Nàng trong lúc giận dữ, ăn nói không hề giữ ý, cả một lũ người xấu xa, ai ai cũng muốn hại chàng, giống hệt như ngày xưa đã hại Khiếu Thiên. Kỳ thật Khiếu Thiên ngày đó giết rất nhiều người cũng là do bản thân bị bọn ngươi bắt ép. Hiện tại lại có một thanh niên giống như lão ngày xưa. Ta nói cho các người biết, các người mở mắt rồi xem. Chàng và bọn ta chết ở đây không tính, nếu như thoát được ra ngoài, bọn ngươi đã làm chàng phát điên. Ta nghĩ chàng so với huyết ma ngày xưa sẽ còn lợi hại hơn nhiều. Lạc Hùng ngày đó đem Khiếu Thiên bước vào tuyệt cảnh, ngày nay lại muốn đưa chàng vào tuyệt ê cảnh. Nhưng Khiếu Thiên ngày đó bị cô lập, chàng không giống ông ta. Bọn ngươi phải biết rõ một điểm cho ta. Chuyện xưa tuyệt đối không tái diễn lại. Kết cục cuối cùng nhất quyết sẽ phải viết ngược. Quyền Hành nghe A Mật Y tự nói tự nghe như vậy bèn hỏi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là gì của hắn? A Mật Y lườm hắn một cái đáp, chuyện đó không liên quan đến ngươi. Quyền Hành nói, ta cứ tưởng ngươi sẽ nói ngươi là nữ nhân của hắn cơ đấy, sắc lang này rốt cuộc cũng muốn chiếm hữu ngươi, đáng tiếc tuổi tác quá chênh lệch, ngươi có thể làm mẹ của hắn được. Quyền Hành, người không nghĩ là sẽ khai chiến trong động tối này chứ? A Mật Y giận dữ. Quyền Hành chuyển thân bước vào trong nói, xem bộ dạng ngươi như là đang chiếu cố cho nhân tình vậy. Tuổi tác đã lớn rồi mà khóc giống lên trước mặt bao nhiêu người, nhìn thật không thuận mắt. Ta chẳng bằng đi ngủ một giấc, sáng mai sẽ có người tới cứu. A Mật Y nói, cứu ngươi. Ngươi bỏ vọng tưởng đó đi. Cái động này mất một tháng cũng không đào thông được. Bọn người đợi đến lúc động thông thì đều chết hết cả rồi, còn sống đợi người đến cứu chắc. Quyền Hành đáp, so với việc lãng phí khí lực có tốt hơn không? Hừm, tiểu tử ngươi một điểm nam nhân cũng không có. Ngươi đi ngủ cho tốt đi, ta nhìn ngươi thật không thuận mắt. A Mật Y không thèm lý tới bọn Quyền Hành, tiếp tục lau huyết tích trên cơ thể Hy Bình. Tam nữ lau sạch sẽ cho Hy Bình xong. Lý Ngọc hỏi, bọn ta đem chàng vào bên trong chứ? A Mật Y đáp, ta không muốn ở cùng một chỗ với chúng ta nghỉ tại chỗ này luôn, xem sớm mai thế nào. Nói rồi nàng nằm xuống, ôm lấy Hy Bình, đầu Hy Bình gối lên bộ ngực nhu nhuyễn của nàng. Hy Bình một đêm chưa về làm cho mọi người phải lo lắng. Độc Cô Thi cuối cùng phải mang sự tình ra nói. Hy Bình tối qua đến Phong Khiếu Động vì Kim Phát nữ nhân ước hẹn. Chàng không cho ta nói việc này cho mọi người biết, Độc Cô Thi nói. Triệu Tử Hào nói, loạn thật. Độc Cô Minh bàn, bọn ta đến Phong Khiếu Động xem thế nào. Sao Kim Phát nữ nhân đó lại câu dẫn Hy Bình, nàng ta không phải là tiểu thiếp của Lạc Hùng sao? Hoa Tiểu Ba nêu ra một điểm nghi vấn. Hoàng Đại Hải đáp, ta đến Bắc Lăng Trang tìm Lạc Hùng. Bọn ngươi trước tiên đến Phong Khiếu Động xem thế nào. Đại Hải, ta cũng đi cùng ngươi.
Độc Cô Minh cũng muốn theo. Tứ Cẩu và Triệu Tử Huy nhìn nhau một cái, rồi cùng đi với Hoàng Đại Hải. Cả đám vội vã kéo đến Phong Khiếu Động nổi tiếng kia. Đi đến trước cửa động, mọi người ngây ngốc nhìn nhau sao chỗ này không thấy cửa động. Hoa Tiểu Ba nói, cơn địa chấn tối qua. Hoa Tiểu Thiến cướp lời, tối qua chỉ là một cơn địa chấn nhẹ, sao có thể làm sụp cả cửa động này. Hoa Tiểu Ba cúi đầu nói, ta không tìm ra lý do nào giải thích cho việc này. Cái giải thích của ngươi thật là thối tha. Hoa Tiểu Thiến không khách khí mắng. Ca bị chôn trong này rồi, ôi! Độc Cô Thi là người đầu tiên khóc lên, các nữ nhân khác cũng nức nở theo. Triệu Tử Hào nói, mọi người hãy thôi bộ dạng này đi. Ai chắc được là Hy Bình ở trong đó không? Vưu Túy hỏi, vậy chàng đang ở đâu? Chúng nhân ngây người phải rồi. Không ở đây vậy thì ở đâu? Hy Bình thức giấc, phát giác đầu mình đang đặt lên một chỗ vô cùng nhu nhuyễn, trong lòng giật mình. Mũi người thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, hắn tỉnh giấc tự biết mình đang ở trong đám nữ nhân, hơn nữa đầu gối trên ngực của một nữ nhân. Tay hắn bóp nhẹ vào bộ ngực dưới đầu, một tiếng nữ nhân khẽ kêu lên, chỉ thấy nàng ta nói, chàng tỉnh rồi hả? Không được bừa bãi. Không ngờ lại là ngực của A Mật Y sao? Hy Bình tựa như bị làm cho giật mình, không lạ khi tay lại cảm thấy thích như vậy. Nguyên lai chạm vào đỉnh ngọc phong của mỹ nhân. Thật là xấu hổ. Ta sau khi dụng lực quá độ lại ngủ lăn ra, không ngờ lại nằm lên trên. Trong bóng tối, tay của A Mật Y vươn ra chặn lấy miệng hắn, chỉ nghe thấy nàng ngượng ngập nói, là ta để chàng gối lên ngủ. Hy Bình ngạc nhiên hỏi, sao nàng lại đối tốt với ta vậy? A Mật Y giận dỗi, ta đối xấu với chàng lúc nào hả? He he, trong bóng tối Hy Bình cười ngây ngốc. Lý Ngọc và Minh Ngọc cũng đã tỉnh dậy. Cả hai đồng thanh nói, đúng rồi. Tiểu thư đối với chàng thật tốt. Lâm công tử chưa từng bao giờ được đãi ngộ thế này. Chàng phải biết rõ. Hy Bình đáp, ta chẳng những biết rõ, ta còn biết. Song thủ của hắn vươn ra tóm lấy Minh Ngọc và Lý Ngọc. Hai nàng cười lên yêu kiều làm cho mọi người đều tỉnh cả dậy. Chỉ thấy Phỉ Sa nói, bọn ngươi muốn tư tình ở dây, cũng đừng có lớn tiếng như vậy. Ở đây không còn ai nữa sao? Hừm, nói giỏi thật. Không ngờ lại có sao chổi ở đây sao? Hy Bình trong lòng khó chịu, sau đó nhớ lại những chuyện trước khi mệt quá ngủ đi. A Mật Y đột nhiên nói, chàng chẳng nói nếu như không khai mở động được thì quay lại mở động nàng ta phải không? Hả, A Mật Y nói gì vậy? Không ngờ nàng ta cũng nói ra những lời này. Hy Bình ngây người, những lời này đâu có đúng với tác phong của nàng. Nàng ta không ngờ dung túng hắn, đã thông động của Phỉ Sa. Sơ bẩn a, ăn nói thật thô lỗ, A Mật Y chẳng phải tuyệt đại mỹ nữ, à, còn là xử nữ nữa. Minh Ngọc cùng Lý Ngọc nói, ta cũng ủng hộ chàng. Nữ nhân kia thật đáng ghét, ở đây giờ chàng muốn gì cũng được, bởi vì chàng là người mạnh nhất. Hy Bình kêu lớn, ta đương nhiên là người mạnh nhất. Ta vốn là quyền vương tối lợi hại mà. Lợi hại thế sao, sao không thấy ngươi đã khai cửa động, lại có âm thanh Phỉ Sa trào lộng. Tiếp đến là tiếng Quyền Hành, Phỉ Sa, người nói ít vài câu không được sao? Ôn muốn chết. Hy Bình đứng lên hỏi, đao của ta đâu? Ở đây, Lý Ngọc đáp. Nàng đưa đao cho Hy Bình, đao vào tay Hy Bình, phát ra ánh sáng hồng rực, chiếu sáng cả sơn động. Hắn giơ đao lên bước vào bên trong động. Minh Ngọc hỏi, tiểu thư, bọn ta cũng vào chứ? A Mật Y đáp, ta không muốn nhìn. Đám người bên trong thấy sáng bừng lên rồi thấy liệt dương chân đao được Hy Bình cầm tiến lại. Ánh sáng hồng vô cùng rực rỡ. Phỉ Sa thấy hắn chăm chăm đi về chỗ mình, sợ hỏi, ngươi muốn làm gì? Nàng kinh hoàng nhìn vào đôi mắt tà ác kia. Trên mặt hắn chẳng chịt vết sẹo, không còn vẻ anh tuấn như xưa, lúc này đơn giản là vô cùng xấu xí. Phối hợp với đôi mắt như dã thú của hắn làm chúng nhân khiếp hãi kinh tâm vẻ hung dữ của hắn khi phá động đã khắc sâu vào trong tâm mọi người. Làm nỗi sợ hãi bây giờ càng tăng cao. Phỉ Sa cảm giác hoàn toàn bất động, không có khả năng khống chế bản thân, cả người phảng phất mềm nhũn ở trên đất, không có chút khí lực nào để ngồi dậy. Ta đã nói rồi, nàng còn nhớ chứ? Hy Bình cười hỏi. Nhưng nụ cười này, trong mắt Phỉ Sa như là một đao chí mệnh. Nàng sợ hãi đáp ta. Ta không nhớ. Hy Bình hét lớn, nhưng ta lại nhớ. Mẹ nó, lão tử không trêu ngươi, ngươi lại trêu lão tử. Tất cả đều bị khốn mẹ nó ở trong này rồi, ta chẳng cần phải quản gì nữa.
vô luận ở đâu, ta cũng không quản, chỉ quản trong tim ta thống khoái là đủ. Trước khi chết, cũng phải cho nàng thống khoái một hồi. Không có muốn. Ánh sáng vụt tắt, Hy Bình bỏ đao rời khỏi tay, nhảy vọt đến chỗ Phỉ Sa đang nằm. Phỉ Sa vốn đã sợ hãi vô lực, một khắc sau, người nàng đã bị Hy Bình điên cuồng đè lên. Nàng kêu khóc nhưng vô dụng, hai tay Hy Bình điên cuồng lột xé y phục trên người nàng. Nàng vốn không phải vô năng như vậy, chỉ là ở nơi tối tăm này, lại phải đối mặt với nam nhân đáng sợ kia. Trong tim nàng đã mất đi ý tưởng kháng cự, thân thể tự nhiên không còn đề kháng thêm vào những người kia tựa hồ không muốn giúp nàng. Nàng bị cô lập không ai giúp. Ở đây, Lạc Thiên, Lạc Hùng, thậm chí toàn bộ đại địa minh cũng vô pháp giúp nàng. Nàng đã tuyệt vọng, chỉ hy vọng nam nhân này nhẹ tay một chút. Nhưng hắn ta lại đang tuyệt đối thô bạo. Trong bóng tối, Hy Bình giật tung mọi trang bị của nàng, trừ quần lót bên dưới còn toàn bộ đều bị giật ra. Dương căn khổng lồ áp vào chỗ kín của Phỉ Sa, sau vài lần không thể chui vào. Hắn bèn thu nhỏ dương căn tối đa, đẩy rồi tiến vào trong môi lớn mềm mại của Phỉ Sa. Phỉ Sa quá đau hét thảm, không, a, à, đau quá. Dương căn của Hy Bình chui vào trong mật đạo khô khốc của nàng, đột nhiên khoách đại to lên. Cự long chợt dựng đứng, cắm xuống. Quyền hành cuối cùng cũng vô pháp chịu đựng, âm thanh ỏn ẻn của hắn vang lên, Hoàng Hy Bình, đủ rồi. Ngươi quả là cầm thú, ngươi làm quá rồi đó. Tên ái kia, mẹ ngươi đang ghen đó hả? Hy Bình một mặt mắng lại, một mặt vẫn nhấp nhấp. Quyền hành đáp, ngươi điên rồi. Ta điên rồi, thì sao nào? Nữ nhân này thật đáng ghét, ta sẽ để nàng ta thấy nam nhân đáng sợ thế nào? Mẹ! Quyền hành trầm mặc, trong động tối chỉ còn tiếng nữ nhân khóc nhẹ và tiếng nam nhân thở hổn hển. Trong cảm giác của chúng nhân... Mật đạo của Phỉ Sa bị máu rỉ ra làm trơn nhẵn mật đạo, nỗi thống khổ giảm xuống, hoặc đã bị tê đi. Dương căn thô tráng ép vào, nỗi đau qua đi tiếp đến là hưng phấn. Lại cắm vào. Đây là lần thứ năm nàng tỉnh lại. Chỗ đó của nàng không hiểu sao lại trơn tuột, có thể là máu, có thể là dâm thủy. Một tia sáng chiếu vào mặt nàng, từ nóc động chiếu xuống. A, à, trong động vang lên tiếng kêu ngạc nhiên. Hy Bình đình chỉ mọi động tác. Hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt chưa khô lệ của Phỉ Sa, cự vật vẫn lấp kín trong mật đạo của nàng. Tia sáng đó đại khái dài khoảng 30 thước, nhưng bề rộng không lớn, chỉ có thể chiếu sáng rõ một thước là cùng. Ngoài ra còn chiếu hất ra ngoài khoảng 3 thước nữa nhưng ánh sáng mở dần. Chúng nhân ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh động hở ra một lỗ, to bằng nắm tay. Ánh sáng qua đó lọt xuống. Thân ảnh quyền hành đột nhiên nhảy đông nhảy tây trong động. Một lúc sau hắn hạ xuống đất, chán nản nói, ánh sáng từ lỗ hổng này chiếu ra, nhưng ta đoán độ dày của đỉnh động so với cửa động bị lấp cũng như vậy thôi, trừ phi bọn ta ai ai cũng biến thành côn trùng chui ra, nếu không thì cứ phải ngồi nhìn ánh sáng trước mặt mà chịu chết thôi. Ta căn bản không thể nhìn thấy quang cảnh bên trên. Lời của hắn dập tắt hoàn toàn nỗi hy vọng đang dâng lên trong lòng chúng nhân. Hy Bình quay lại nhìn khuôn mặt trắng bệch vô huyết xinh đẹp của Phỉ Sa. Khuôn mặt này đích xác rất xinh đẹp, nét ngài tròn chặn, miệng nhỏ xinh cùng với gò má và chiếc mũi cao tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra nỗi thống khổ khó nói. Hy Bình rút khỏi cơ thể nàng ngồi xuống bên cạnh, cự vật trong ánh sáng từ đỉnh động chiếu xuống hiện rõ vết máu loang lổ đó là dây từ mật đạo của Phỉ Sa mà ra. Sau này nàng không làm phiền ta, không nói lăng lung tung, ta sẽ không đối xấu với nàng nữa. Hắn nói. Hu. Hu, tiếng khóc giống của Phỉ Sa cuối cùng cũng cất lên. Bọn quyền hành nhìn thấy chỗ kín của Phỉ Sa đầy máu, tựa hồ như sưng phồng cả lên. Nhưng khi nhìn thấy cự vật của Hy Bình, đều chuyển mắt không dám nhìn lấy một giây. Quyền hành nói, Hoàng Hy Bình, ngươi mặc quần vào đi. Hy Bình đáp, tuy ở đây hơi lạnh, nhưng da ta dày nên không cần phải mặc quần. Ta dù sao cũng không thể mặc y phục được nữa, y phục thấm đầy máu rồi. Hắn quả nhiên trút bỏ toàn bộ y phục, lúc này vừa hay tam nữ thái âm giáo đi vào. Hắn đưa y phục cho Lý Ngọc nói, nàng mang y phục này xuống đầm nước giặt sạch, nói không chừng sau này có cơ hội ra ngoài ta mặc lại. Ở trong này ta không cần mặc, xem ra lại thấy thoải mái. Hoàng Hy Bình, ta đưa ngươi quần áo của ta, quyền hành năn nỉ. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hắn cúi đầu nhìn hạ thể của mình rồi nói, phải chăng tên ái ngươi ngắm cái này của ta cảm giác tự ti? Quyền hành nhìn cũng không nhìn hắn,
Kỳ thật hắn và cả tám đồng bọn đều không dám nhìn Hy Bình, tất cả đều quay mặt nhìn vào động tối. Chẳng thèm để ý đến cầm thú ngươi, Quyền Hành mắng. Hy Bình nghe vậy bước đến trước mặt hắn hỏi, ngươi nói gì? Muốn cự nhau ở đây hả? Không khí trong động bỗng trở nên căng thẳng, Quyền Hành liếc hắn một cái rồi vội vã quay mặt đi. Hy Bình nói, ta biết chắc ngươi do tự ti nên tâm lý mới như vậy. Quyền Hành đáp, không phải. Không phải, không phải thì ngươi cởi quần ra, chúng ta so xem thế nào. Hy Bình kiến nghị. Quyền Hành vội che tay xuống dưới. Quả nhiên là ái. Hy Bình thấy vậy kỳ quái, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Hắn gãi gãi đầu rồi hướng tám người kia hì hì nói, các ngươi cũng phải cởi quần ra so nhé. Trời, tên ngốc này, vừa rồi còn là bộ dạng hung dữ cưỡng hiếp nữ nhân, hiện giờ đã khôi phục lại bản sắc vô lại, không ngờ lại đòi so kích thước sao. Không cần phải đọ, của ngươi là lớn nhất rồi. Phỉ Sa ấm ức nói. Hy Bình quay đầu nhìn nàng hỏi, nàng không còn việc gì để nói sao. Phỉ Sa kinh khiếp đáp ta lần sau không dám nữa. Nếu sớm ngoan ngoãn như vậy thì vừa rồi đã không có chuyện. Nếu có chuyện, ta cũng sẽ ôn nhu mà làm. Đáng tiếc là tới giờ nàng mới biết ngoan. Hắn quay lại bọn Quyền Hành nói, xem ra bọn ngươi đều thuộc loại tự ti không dám chìa ra ngoài thật. Quyền Hành đáp, chẳng ai vô sỉ như ngươi. Hy Bình nói, ngươi biết ta vô sỉ, sao không cản trở ta? Quyền Hành, ngươi. Hy Bình nói tiếp, ta chưa giết bọn ngươi đã là một sự nhẫn nại to lớn. Nhưng nghĩ đến chuyện đó, lại có nhân tố tự nhiên, tuyệt không phải bàn tay các ngươi mà tạo nên được. Vì vậy mà lão tử còn nhẫn nại, bị chôn sống tại đây, trong tâm lão tử vui lắm sao? Bọn ngu ngốc các ngươi một lòng lừa lọc lão tử. Đáng tiếc bọn ngươi cũng phải bồi táng theo ta, ha ha, thống khoái thống thoái. Thanh âm của hắn chưa bao giờ có tư vị bi sảng như vậy. Hắn quay người bước đến chỗ Phỉ Sa. Phỉ Sa thấy hắn lại gần, thân thể xinh đẹp run rẩy. Hắn đi đến cạnh nàng ngồi xuống, lấy tay nhặt lấy một miếng y phục rách ở đó rồi nhẹ nhàng lau máu nơi chỗ kín của nàng nói, không phải sợ hãi. Sau này nàng không phạm ta cũng không phạm nàng. Thật không? Phỉ Sa khẩn trương hỏi lại. Hy Bình thở dài, ta cũng muốn là thật, nàng tin cũng được, không tin cũng được, ta đối với địch nhân không bao giờ nói thật lòng, cũng không có tín tâm hay giảng chuyện đạo lý. Nàng hiểu chứ? Phỉ Sa gật gật đầu. Hắn lại nói tiếp, vì vậy ta muốn hỏi nàng, sau này nàng muốn là địch nhân của ta, hay là bằng hữu của ta? Phỉ Sa lập tức đáp, bằng hữu. Hy Bình cười cười, lau nước mắt của nàng nói. Nàng là bằng hữu của ta tất nhiên là đem lời thật ra với nàng. Sau này ta cũng muốn nàng. Á, nhưng, Hy Bình chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói, lần sau ta sẽ rất ôn nhu, hơn nữa còn đợi tới khi nàng yêu ta nghĩ ta sẽ có thể làm lành lại vết thương trong tim nàng. Khuôn mặt hắn chẳng chịt sẹo, khi cười càng làm cho có vẻ hung dữ. Tuy nhiên trong ánh mắt hắn lộ ra nét cười làm cho Phỉ Sa cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng hỏi, ngươi không làm ta đau nữa chứ? Hy Bình đáp, chỉ cần lời nói là bằng hữu của nàng là thật, lời của ta cũng sẽ là thật. Đương nhiên nếu lời nàng là giả, thì của ta cũng là giả. Ta trăm lần cũng phụng hoàn lại nàng. Phỉ Sa khẩn trương nói, lời ta là thật. Hy Bình ôm lấy nàng, bế nàng vào một chỗ tối nói, chỗ đó sáng quá, nàng nằm ở đây nghỉ ngơi một lúc. Ta xuống đầm tắm một cái xem có cá không, nếu không chúng ta chết đói mất. Đợi ta lên rồi ta sẽ khai diễn ca hội, phục vụ mọi người, ha ha. Bùm, hắn nhảy xuống đầm. Ca hội, mọi người trong động đại kinh, người nhìn ta nhìn người. Quyền Hành bảo A Mật Y, đợi chút nữa ngươi phải bịt miệng hắn lại, ở đây hắn nghe mỗi lời ngươi thôi. A Mật Y cất giọng tuyệt vọng, ta sẽ tìm mọi cách có thể. Ta không muốn nghe thấy hắn hát. Đơn giản là như bị cường bạo thống khổ vậy. Lời này là do Phỉ Sa trong bóng tối cất lên, câu nói đó của nàng đơn giản đập vào trong tâm mỗi người trong động. Hy Bình đột nhiên nhô đầu lên khỏi mặt nước hoan hô nói, có cá, rất nhiều cá. Bọn người Hoàng Đại Hải nhanh chóng đến trước Phong Khiếu Động kêu gọi, phụ tử Lạc Hùng cùng đám võ lâm nhân sĩ lúc đó cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy tình hình của Phong Khiếu Động, liền ngây người ra. Ngọn núi này, sao có thể sập được chứ? Vưu Túy không khách khí nói. Lạc Hùng, Hy Bình đang ở đâu? Lạc Thiên nói, tên sắc lang đó câu dẫn mẹ kế của ta, chúng ta đang tìm hắn để chút hận đây.
Độc Cô Thi nói, chàng câu dẫn mẹ kế của ngươi. Nữ nhân tóc vàng đó là người chủ động, đã ước hẹn Hy Bình đi vào trong động. Lạc Hùng phẫn nộ gào lên, nhà ngươi nói gì? Gào xong, chỉnh lại thần sắc, lại nói, thứ lỗi, là do ta không thể chấp nhận được sự thật này. Ta vốn không ngờ thị là loại nữ nhân này, trong trường hợp này, thậm chí nếu thị bị nguy khốn bên trong hang động, ta cũng sẽ không cứu. Nữ nhân đó gây ra tội lỗi lớn, đột nhiên bỏ ta đi theo nam nhân. Mọi người cùng nghĩ lão thật nhỏ mọn, thể hiện của võ lâm minh chủ là đây, ha ha. Loại nữ nhân này tốt nhất là nên chết đi. Minh chủ, loại nữ nhân này đáng cho vào giỏ heo. Minh chủ, để ả cho ta, ta sẽ lột quần áo thị ra, xăm lên ngực thị hai chữ tiện phụ treo thị lên cổng thành. Một đám nhân sĩ võ lâm chánh đạo vì minh chủ mà bất bình, tựa hồ như Mộng Cơ là nữ nhân của họ vậy, coi nàng như loại nữ nhân chuyên đi câu dẫn nam nhân, tất thảy đều rất căm phẫn. Chỉ có một chút hối tiếc là mỹ nhân tóc vàng không phải của họ. Thật ra rất tiếc, bọn chúng trong lòng vừa bi phẫn vừa thương tiếc. Lạc Hùng nói, đa tạ mọi người, nữ nhân này từ nay không còn là nữ nhân của Lạc Hùng ta nữa, mọi người muốn đối xử với thị thế nào cũng được. Tâm tình của ta hiện tại không tốt, không muốn lưu lại đây, ta sẽ quay về ngay bây giờ. Lão tựa hồ rất thương tâm quay đi, người của võ lâm tứ đại thế gia không cản đường lão lại, vì không có lý do nào đích đáng cả. Lạc Hùng đi xong, Âu Dương Đình Đình cùng với hơn trăm người đi đến, tình thế trở nên khẩn trương. Có vẻ như mọi người có thêm động lực. Lạc Thiên cao giọng nói, các vị, xin nghe ta nói một lời, không nên khinh cử vọng động. Nhất định phải nghe lời thiếu minh chủ. Âu Dương Đình Đình quay sang Tứ Cẩu nói, có thấy sư phụ ta đâu không? Tứ Cẩu được yêu ái, kinh hãi, Âu Dương muội muội, ta không nhìn thấy, sư phụ muội biết mất à? Âu Dương Đình Đình đáp, không được gọi ta là muội muội, ta còn nghe thấy là sẽ giết ngươi đó. Sư phụ ta cùng với hai hộ pháp đêm qua nói rằng đi đến Khiếu Phong động, đến giờ vẫn chưa quay lại. Tứ Cẩu chỉ vào Phong Khiếu động, a, Hy Bình cũng ở trong đó, nhưng ở đây đã sụp rồi. Cả ngọn núi cũng đã sụp xuống, nếu bọn họ ở trong, có thể đã, tốt nhất là họ không có ở trong. Âu Dương Đình Đình giật mình, đêm qua Hy Bình cũng đến đây. Ta nghe thấy thế. Tên hỗn đản, dám câu dẫn cả sư phó của ta. Ta đã nói không cho phép hắn câu dẫn sư phó, ta tìm được hắn, nhất định sẽ đập bẹt hắn, cho hắn biết thế nào là lớn bé, trước sau. Mặt Âu Dương Đình Đình trùng trùng nộ khí. Hoa Tiểu Ba lách qua hỏi, ha ha, nàng và tỷ phu ta có quan hệ. Âu Dương Đình Đình đã biết hắn chính là gọi Hy Bình là tỷ phu, khinh bạc ta vì hắn, đã không màng đến ngôi Thái Âm Thánh Nữ, muốn cùng hắn thành thân, chính là thê tử của hắn, người nói vậy là quan hệ kiểu gì? Hắn đã có được ta, lại còn dụ dỗ sư phụ ta, quả thật là rất tham lam, ta phải nghiêm khắc giáo huấn hắn một phen. Chúng nhân nghe xong, rất kỳ lạ, làm sao Mỹ Lệ Thánh Nữ này lại trở thành nữ nhân của Hy Bình được nhỉ? Xảy ra lúc nào, sao họ không biết? Không phải là nàng ta nói nhảm chứ, nhưng mà dường như nàng ta nói rất nghiêm túc. Tứ Cẩu Chu lớn mỏ, thở dài, nàng nói nàng chính là nữ nhân của Hy Bình. Âu Dương Đình Đính nhướng cặp lông mi xinh đẹp thắc mắc, thì sao? Chẳng sao cả, ta chỉ nói thế thôi, nàng đích xác là đệ nhất mỹ nữ, trong đám nữ nhân của Hy Bình cũng vậy. Âu Dương Đình Đình kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn bốn phía một lúc, sau cùng chỉ Thủy Khiết Thu đánh giá, ngoại trừ nàng ta. Chẳng ai sánh được với ta, ha ha. Rồi lại chỉ là U Nhân, nàng này khả dĩ có thể bằng ta, nhưng ta lại trẻ hơn nhiều. Trên đời này, sao lại có loại nữ nhân như thế chứ? Chúng nhân nhận ra nàng ta và Hy Bình cùng một dạng người, chẳng biết trời cao đất dày là gì, chính là cái điểm này đây. Thật không biết xấu hổ, cho dù thực sự rất tuyệt mỹ, cũng không cần phải tự mình nói ra như thế. He he, Bạch Liên nếu ở đây, có thể cũng phải bái phục. Triệu Tử Uy có điểm bất phục, người còn quên mất Mộng Hương tiểu thư của bọn ta. Ai, Âu Dương Đình Đính bất mãn. Triệu Tử Uy chỉ vào nữ nhân bịt mặt Mộng Hương mà nói, Mộng Hương tiểu thư, là nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong. Âu Dương Đình Đình nói, trừ phi nàng ta bỏ khăn che mặt ra, bằng không ta thật khó mà phục. Lúc này thì Nhu Vân mắt vẫn còn lưu lệ, đột nhiên nghèn nghẹn nói, chúng ta ở đây cứu người hay là xem thi người đẹp vậy? Cha, Tiểu Ách Ba nói câu này thật là lợi hại. Vư Túy hỏi, Nhu Vân,
làm sao ngươi biết Hy Bình bọn họ ở trong động? Thi Nhu Vân trả lời, muội chỉ có cảm giác là họ có ở trong đó, chẳng hẹn bọn nữ nhân đó ở đây, không thể nào đi ra nhanh thế được. Nhất định là, đang làm chuyện đó, thì ngọn núi đổ sập xuống, hu hu. Nàng ta quả là rất hiểu Hy Bình, chúng nhân nghe lời nàng ta nói đều cho là hữu lý. Cũng đúng vào lúc này, liền nghe thấy trên đỉnh nói thoang thoảng trong gió có tiếng ca hát. Một bài hát rất tồi cùng một giọng ca trời đất khó dung. Đói đến chết đi được, không thể nào ngờ trong cái hang động đen tối chó chết này, lại cũng có cá, mà lại là rất béo nữa. Hy Bình nói xong, liền đưa tay lên, trong tay có một cành cây xuyên qua đầu một con cá, qua ánh sáng le lói của hang động, có thể thấy con cá vẫn còn đang nhảy, trông thật đặc biệt. Uy, nương nương khanh, ngươi và tám nàng câm của ngươi không mau dậy bắt cá. Quyền Hành khẩn trương hỏi lại, bọn ta làm sao có thể xuống nước? Hy Bình đáp, ngươi thật là ngu ngốc, ở đây có bao nhiêu người, ta thì chỉ có hai tay, làm sao bắt đủ cho các ngươi ăn chứ? Quyền Hành cân nhắc, ai bảo chúng ta sẽ ăn cá của ngươi? Ngươi sẽ không ăn. Không ăn. Hy Bình vỗ tay nói, thật là quá tốt, ta cũng ngại phải chia cho mọi người, quả là làm người ta lo lắng vô ích. Ta tiếp tục bắt cá, để dành cho sau này. Ha ha, không ngờ trong cái hang này lại có loại cá béo như thế này. Hắn liền lặn xuống, một hồi sau thì trồi lên, ném hai con cá lên bờ. Lát sau, trong ánh sáng chiếu xuống của thạch động, thấy có hơn chục con cá, được chàng bắt từ vũng nước, lại thấy hắn lõa thể đi về phía ánh sáng, đưa một con cá vào miệng, trong động xuất hiện tiếng kinh hô. A Mật Y ngăn cản, không được ăn. Nàng đi về phía trước mặt Hy Bình, Hy Bình bỗng phát giá, nguyên lai nàng không bận y phục trên, chỉ có mặc mỗi một chiếc yếm hoa, Ngọc Phong đang nhô cao sau chiếc yếm. Thân thể trắng nõn như tuyết đã lộ xuất, phần da thịt ở dưới bụng đã có thể nhìn thấy một nửa, cánh tay dính bùn trông trắng nõn như ngó sen. Hắn quên cả việc ăn cá, đứng nhìn A Mật Y, nước miệng đầy miệng. Có thể là do đói bụng, cũng có thể là đói tình. A Mật Y lấy con cá trên tay hắn ném xuống đất, nói tiếp, sao ngươi có thể ăn cá sống? Thật là ác tâm. Hy Bình lau nước miếng rồi trả lời, cá vốn có thể ăn sống mà. Ngươi không thể ăn. Nàng muốn ta đói đến chết à? A Mật Y kiên quyết, người không được phép chết đói. Hả, A Mật Y không cho hắn chết đói cũng không cho hắn ăn món cá sống ngon lành này. Làm sao nàng dám khống chế hạnh phúc được ăn uống của hắn chứ? Hay là nàng động tình? Có thể không đúng, người xưa nói, ăn no mới nghĩ đến dâm dục mà. Thị đói quá, nổi dục tính lên chăng? Không được, trừ phi. Trừ phi thế nào? Hy Bình lại lau nước miếng. Đó tuyệt đối không phải là biểu thị của sắc tâm. Lúc này làm sao hắn có thể nghĩ đến sắc giới? Hắn thực sự đói. Hắn ra điều kiện, trừ phi nàng thoát y hoàn toàn. Ngươi đúng là đồ sắc lang. A Mật Y sẵn giọng mắng. Hy Bình ngây thơ, chỉ là ta đói quá mà. Ngươi đói à? Ta thấy ngươi toàn thân nổi tại ý, trong bụng cũng nổi tại ý. A Mật Y liếc nhìn hạ thể của hắn. Hy Bình cũng nhìn xuống hạ thể của mình. Kêu lớn, oa, sao lại thức dậy chứ? Người anh em này thật không hiểu nổi, ta đói muốn chết, mà hắn vẫn còn hiên ngang thế này. Hắn đột nhiên nắm lấy tay A Mật Y, kéo tay nàng cầm cự vật đang dương cao, nói A Mật Y, xem ra hắn cũng đói rồi, nàng cho hắn ăn nhé. Tay A Mật Y tiếp xúc với nam căn lần đầu, nằm trong tay nàng chính là dương căn của Hy Bình, trong lòng như bốc lửa, thân thể kiều diễm run rẩy, gần như không thể đứng nổi. Nàng nhanh chóng rụt tay lại, ta không cho ăn. Đi mà, nếu không hắn đói muốn chết mất. A Mật Y bất giác tò mò, ngẩng đầu lên hỏi, làm sao hắn chết đói được chứ? Nàng không tin, nàng nhìn đi, nó đã không còn khí lực, đang nằm xuống và chết này, A Mật Y, nhìn mau đi. A Mật Y hiếu kỳ nhìn xuống một cái. A, à, cái cự vật này quả nhiên rũ xuống, quả thật là bất bình thường. Ai ra, là hắn thích nàng. Chỉ biết khi nàng nhìn hắn, hắn lại mạnh mẽ trở lại tràn đầy sức sống. Hy Bình nói xong, dương căn lập tức dựng đứng lại. A Mật Y ngượng ngùng nhìn xuống thân thể hắn, rồi trách móc, ngươi nhất định đem ta ra tiêu khiển. Hy Bình ôm chặt nàng, cự vật của hắn theo bên dưới yếm của nàng nhập vào giữa ngực nàng ta. Dương căn hắn bây giờ nằm giữa nhũ phong nàng, hắn nói, thật khoan khoái, ngực của A Mật Y quả thật rất ấm. A Mật Y cảm thấy cự vật của Hy Bình nóng lên, vốn không thở nổi,
song nhũ của nàng đang ôm chặt lấy dương căn của Hy Bình. Dù nàng không nghĩ đến việc này, nhưng hiện tại không hiểu sao không thể kháng cự lấy một chút. Quyền Hành nhìn thấy không thuận mắt, chửi mắng, hai tên nam nữ vô sỉ kia, định biểu diễn đó à? A Mật Y kinh hãi, thầm kêu lên một tiếng, làm sao nàng có thể quên được, ở đây còn có những nam nhân khác. Phản ứng đầu tiên của nàng là ly khai Hy Bình, nhưng nàng đã bị ôm chặt, tựa hồ toàn bộ thân thể nàng dính chặt vào khoảng ngực của Hy Bình. Má nàng đỏ hồng lên như bị lửa đốt, Hy Bình ôm chặt lấy nàng đẩy ra, đẩy vào một lúc, từ dương căn đem lại một trận khoái cảm. Song nhũ A Mật Y không điều khiển nổi, hai đỉnh nhô cao, miệng không ngừng rên rỉ. Hy Bình nói, nương nương khanh, ngươi nên nhường nhịn một chút, chịu khó ngứa ngáy một lúc, đã từng xem ta và mỹ nữ tóc vàng biểu diễn một phen. Ha, ngươi lẳng lặng mà xem thân thể nữ nhân của ta, lại còn ở đó mà đánh rắm. Quỷ mới xem nàng, Quyền Hành oán hận chửi. Hy Bình nói, ngươi không nên nhìn nhiều, nếu không nhắm cặp mắt chẳng giống nam nhân của ngươi lại, đi bắt cá đi. Hơn nữa, nếu nương nương khang ngươi có một điểm nhỏ giống nam nhân, đi mà nhìn nữ nhân tóc vàng đó, đừng nhìn nữ nhân của ta. Còn nếu không thì cắt cái thứ đó của ngươi ném cho cá ăn đi. Ha ha, con cá được nào ăn cái đó của ngươi tất sẽ rất cứng cáp, cùng với cá mẹ tạp giao, sẽ có nhiều cá con được sinh ra. Ta khả dĩ có nhiều cá để ăn hơn, không thể chết được, thực là một ý kiến hay. Chúng nhân trong động bị cao luận của hắn làm kinh hoàng, ngây dại, Quyền Hành khinh thường, đám cá đó có thể sinh được. Hy Bình nói, không thể sinh được, thế chúng từ đâu ra? Mẹ ơi, ngươi thật là hài hước. Ngươi mới hài hước, cá vốn là sinh ra những ổ trứng, ngu ngốc. Bọn chúng sinh rất nhiều trứng, nên sẽ có rất nhiều trứng. À, đúng rồi, có trứng, chẳng phải là có thể ăn được trứng. Thật là tốt, ta phải xuống nước một phen, thể nào cũng có rất nhiều trứng để ăn. Trứng cá rất nhỏ. Phỉ Sa nói rồi dừng, Hy Bình hỏi, ngươi cũng mở miệng ra nói cơ à? Ta không nói, trong bóng tối, Phỉ Sa thổn thức. Ở đây chẳng có ai an ủi à? Hy Bình nói, bọn ngươi không ai ăn cá. Ai muốn ăn cá thì nói, không ăn thì thôi, ta ăn. Không ai lên tiếng, chàng thả A Mật Y ra, cự vật dương cao như rồng đi ngay vào vùng sáng, không biết có bao người trong bóng tối đang nhìn vào. Hắn đi lại một hồi. Kinh hãi, oa, trên thân thể ta sao lại có lắm vết sẹo thế này? Chúng nhân biết trên thân thể hắn vết thương đã kết thành sẹo, nhưng bây giờ hắn mới phát giác, xem ra. Xem ra quả là quá muộn. Hắn quay đầu nhìn đông, nhìn tây, rồi lại nhìn về phía trước, cuối cùng là nhìn xuống đùi, may mắn thay, bảo bối không thụ thương. Thực sự, toàn thân thụ thương, chỉ có bảo bối là không, thật là lợi hại nha, các ngươi xem có đúng không? Phì phì. Hả, ta không thụ thương ở mặt. Hy Bình đột nhiên nhớ đến mặt mình, đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng nhân ở trong bóng tối nhìn hắn kiểm tra vết thương, Quyền Hành cáo hứng, ta ngộ ra hiện tại mặt ngươi rất phù hợp với người ngươi. Hy Bình nói, ý ngươi là mặt ta thụ thương. Thật tốt, thiên tài về đánh nhau và ca hát như ta, hiển nhiên phải có một gương mặt phù hợp, mê hoặc chúng sinh, ha ha. Quyền Hành phản kháng, ngươi dường như quên mất một điều. Tài sắc của ngươi rất hòa hợp với cái tâm hồn xấu xa của ngươi. Hy Bình tịnh không để ý đến mấy lời nhục mạ của Quyền Hành, sau khi nghe hắn nói xong, đột nhiên kêu to gào lớn lên mà rằng, oa, ngươi nói mặt ta bị thương. Làm sao có thể thế được, ta là nhân vật của công chúng, ta còn phải hát cho mọi người nghe, sau này làm sao có thể gặp mặt các fan hâm mộ nữa. Oa oa, thật buồn quá. Bất quá. Hắn đi lại hai vòng. Nghĩ ngợi nên làm sao cho bọn người trong động thèm khát, rồi nói, vết thương trên thân thể ta thường thì biến mất rất nhanh. Ha ha, trước kia ta đánh nhau, vết thương rất nhiều, nhưng rồi mất hết. Do đó, sau khi ra khỏi nơi này, ta hoàn toàn có thể khai diễn sướng hội kiếm tiền. Quyền Hành tuy cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn nói lại, ngươi tỉnh lại đi. Chết đến nơi rồi còn nghĩ đến sướng ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hy Bình bị Quyền Hành đề tỉnh, bước tới trước đám cá, ngồi xuống. Cục thịt của hắn chồng ngược lên trời, trỏ thẳng vào ngực, hắn nói, thật là đáng ghét, sao có thể dài như thế được. Ngắn lại, ngắn lại. Chúng nhân quả nhiên nhìn thấy một sự tình kỳ dị. Cái vật to dài thô ráp đó nhanh chóng thu nhỏ thành như của thường nhân, kỳ quái hơn nữa, nó vẫn tiếp tục dựng đứng. Gã nam nhân này,
là yêu quái từ đâu tới. Chúng nhân trong bóng tối nhìn thấy không nhìn cũng không được. Tất cả dường như đã quen thuộc với việc hắn lõa thể. Trên thân thể xích lõa ấy lại có một siêu cấp nhục bổng. Huống hồ, trong bóng tối này, làm sao có ai biết là có ta đang nhìn. Mọi người cùng nhìn, tập trung vào giữa hai đùi hắn. Hy Bình nhấc một con cá lên, kêu to, có ai cho ta mượn một thanh kiếm. Lý Ngọc trong bóng tối đi lại, má của nàng hiển nhiên đang đỏ hồng. Nàng rút kiếm đưa cho Hy Bình. Hy Bình nhận kiếm, hỏi, Lý Ngọc, kiếm này sắc chứ? Lý Ngọc gật gật đầu. Hy Bình lại nói, Lý Ngọc, nàng ngồi cạnh ta sẽ làm cá cho nàng ăn. Đừng nghe lời bọn xàm tử này, ta chỉ đưa cho ba người nàng ăn thôi, không cho bọn họ ăn. Ta không ăn. Lý Ngọc sợ hãi nói, nhưng nàng vẫn ngồi xuống bên cạnh Hy Bình, vô ý đưa mắt nhìn cột trống trời của Hy Bình, má nàng lại một phen đỏ hồng. Hy Bình không nói nữa, tập trung làm cá, bỏ toàn bộ nội tạng cá, rồi lại tiếp tục làm với con khác. Chẳng biết bao lâu, bỏ hết nội tạng của hơn 10 con cá rồi nói, Minh Ngọc, nàng cũng đến đây. A Mật Y vợ yêu nữa, nhanh đến đây giữ đao cho lão công. A Mật Y nghe thấy, mặt thoáng ửng hồng, chà chà chân, không xuất ngôn phản bác, nhìn thấy trên mặt đất quả thật bên phải Hy Bình quả có liệt dương chân đao, nói, đao. Hy Bình ngẩng đầu lên nhìn nàng, rồi kéo tay nàng xuống, để nàng ngồi xuống bên phải, đột nhiên nhanh như chớp hôn lên mặt nàng, rồi cười, vợ ta, quả là thơm quá. A Mật Y còn chưa kịp là tình nhân của hắn, bây giờ đã trở thành vợ. Lý Ngọc và A Mật Y một người bên trái, một người bên phải, khi Minh Ngọc đến, liền ngồi phía trước mặt Hy Bình. Hắn nhìn trái, rồi nhìn phải, rồi ngó trước, phát giác y phục của ba nàng đã biến mất. Mỗi người chỉ mặc một chiếc yếm, của A Mật Y là một chiếc yếm hoa, của Lý Ngọc là một chiếc màu tím, còn Minh Ngọc là một chiếc màu trắng, chàng cảm thấy sửng sốt, hỏi, bọn nàng tại sao lại lộ liễu như vậy? Minh Ngọc nói, chúng ta cởi ngoại y để lau chùi thân thể chàng. Nguyên lai là như thế, được rồi, cũng không lộ quá chỉ là một chút chút, he he. Người nghĩ ai cũng hoan hỉ khoe ra thịt như ngươi à. Thật là biến thái quá, A Mật Y thấp giọng nói, rồi tiếp tục cúi đầu. Hy Bình cầm lấy đao trong tay nàng, hai tay nắm chặt, hướng đao về phía trước, nói, bọn nàng mau dùng kiếm xuyên qua lũ cá, nhanh, mau nướng cá đi. Nướng cá. Trong động có tiếng lao sao truyền lại. Hy Bình nói, nhóm người ngây dại kia, không biết đao của ta có thể phát hỏa ư. Hắn nói xong, Lý Ngọc và Minh Ngọc lập tức dùng kiếm xuyên cá, A Mật Y cũng ngẩng đầu lên dùng kiếm xuyên cá. 15 con cá bị ba thanh kiếm xuyên thành hàng dài. Minh Ngọc đột nhiên đứng dậy, Hy Bình hỏi, nàng định đi đâu? Ta muốn đi rửa, Minh Ngọc nói. Hai nữ nhân kia nghĩ nàng nói có lý. Cũng cùng nàng đi về phía thủy đàm, cho dù là rất tối. Mọi người bằng cảm giác biết là có một cái thủy đàm ở bên cạnh, mang lũ cá đến bên thủy đàm rửa một hồi, rồi quay lại, ngồi lại như cũ. Hy Bình nói, ta nổi lửa lên đây, ha. Chỉ thấy liệt dương chân đao xạ ra một ánh sáng hồng, làm toàn động bừng sáng, rồi toàn đao bốc lửa. Tam nữ đưa kiếm tới, hơ trên lửa hồng, lửa từ đao phát ra quả là rất mạnh, đám cá nhanh chóng được nướng chín. Mùi cá nướng lan ra khắp hang động. Nước miếng chảy ra chưa? Hy Bình nhìn chúng nhân trong động, đắc ý. Ảnh lửa tắt đi, đại nghiệp nướng cá đã kết thúc. Hy Bình hỏi, ba vị lão bà, chúng ta ăn cá ở đây có tốt không nhỉ? Ly Ngọc và Minh Ngọc đồng thanh, tốt. A Mật Y nhỏ giọng, không gọi là lão bà có được không? Tại sao? A Mật Y thẹn thùng đáp, nhân gia không phải là của chàng. Hy Bình cười giòn, sau khi ăn cá xong, ta và nàng động phòng, chẳng phải là đã là người của ta. Hay nàng sợ nói trước bước không qua. A Mật Y nhỏ giọng, ngươi thật tùy tiện, nếu có thể thoát khỏi động huyệt này, ta sẽ dốc lòng theo ngươi. Còn bọn nàng, Hy Bình nhìn Lý Ngọc và Minh Ngọc. Hai nàng cùng lúc nói nhỏ, ở đây có nhiều người. Sợ gì chứ, để bọn họ nhìn cho thoải mái. Đến đây, chúng ta ăn nào, ha ha, thơm thật. Hắn liền cầm lấy một con cá nóng, đưa ngay vào miệng, ba nữ nhân cũng bắt đầu ăn. Đám người trong bóng tối nhìn họ ăn, mồm đều nhiễu ra nước miếng. Hy Bình ăn xong một con cá, chép miệng, thật là ngon quá, rồi đứng dậy. Đi về phía Phỉ Sa, ôm nàng ta quay lại, thân thể xích lõa của nàng bị ánh sáng chiếu vào, hắn liền ngồi xuống,
để nàng ta ngồi trong lòng. Hắn rút một con cá ra khỏi kiếm của Lý Ngọc, rồi đưa lên, nàng cũng ăn đi. Nước mắt Phỉ Sa vừa ngừng rơi, lúc này lại chảy ra, chàng kéo mặt nàng ta vào ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt. Thi Bình nói, đừng có khóc nữa, ăn cái này vào, nếu không ta sẽ giận đó. Đa tạ, ta ăn. Phỉ Sa tiếp nhận cá nướng, ngừng khóc. Thi Bình đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nói ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn đấy. Sao ngươi lại tốt với ta vậy? Phỉ Sa hỏi. Thi Bình mỉm cười, vì nàng đã nói, nàng là bằng hữu của ta, phải không? Khuôn mặt mỹ lệ của Phỉ Sa hơi hồng lên, cúi xuống ăn cá tiếp, hai hàng lệ lại tiếp tục rơi xuống con cá nướng trên tay. Năm người ăn hết 15 con cá nướng, Thi Bình phóng khai Phỉ Sa, để nàng ngồi cạnh A Mật Y và Lý Ngọc, đứng dậy vỗ bụng giống như lão nông, nói lớn, ăn no quá, tự nhiên muốn hát, tại trà phạn này, ta sẽ vì mọi người mà cống hiến một kiệt tác, ai dám cản ta đánh chết, ha ha. Mọi người nghe đây, đừng vội nghĩ sẽ chết ở nơi đây, đừng quên ở nơi đây chúng ta còn có cá. Thi Bình, không được hát. A Mật Y cuối cùng cũng nói, hang động bị tiếng hát của Hi Bình làm cho chấn động, nếu còn hát tiếp, có thể sẽ sụp, trên đời này tại sao lại có kẻ có thể hát to như vậy được chứ? Ai ra, cũng thật không thể nào liên tưởng cái âm thanh này với cái mà hắn gọi là ca hát được. Chúng nhân vốn đã không thể nhẫn nại được, thằng cha này ăn no quá thừa năng lượng. Trong vùng sáng đi đi lại lại, cự vật lại lúc ẩn, lúc hiện, lắc la, lắc lư, nhìn đông, chọc tây, toàn làm các động tác không thể nhìn nổi. Như lắc mông, múa bụng hay đại loại như vậy, không chấp nhận được nhất là hắn cầm dương căn hướng về phía trước, kết hợp với thứ mà hắn gọi là ca hát, giống lên, a a a mưu toan gì đây?